Chương 1. Linh Đấu Lịch, sáng sớm ngày 4 tháng 5 năm 2012, tại Hoàng cung Đế Đô Linh Đấu Đế Quốc. Linh Đấu Đế Quốc là trung tâm hành chính duy nhất trên đại lục, là trọng địa hoàng quyền mà tất cả mọi người trên đại lục đều hướng tới. Hoàng cung Linh Đấu Đế Quốc trước giờ luôn là một tràng diện vô cùng vui sướng, nhưng không kém phần trang nghiêm. Nhưng mấy ngày gần đây không hiểu sao lại bao phủ trong một bầu không khí đầy lo lắng. Thủ vệ thường trực trong hoàng cung lúc này, ai cũng vẻ mặt âm trầm tuần tra khắp nơi khiến cả hoàng cung đều bị vây trong một cổ không khí đầy áp lực. Ý các ngươi là không khởi động thượng cổ trận pháp này thì ngay cả nguyên tố phối dịch cơ bản nhất cũng không thể phối chế ra. Trong đại điện hoàng cung, một trung niên nam tử vẻ mặt đầy uy nghiêm đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ đại biểu cho hoàng quyền của đế quốc. Trung niên nam tử này chính là đế vương đương đại của Linh Đấu Đế Quốc, Á Lịch Sơn Đại Đế. Ở trước mặt Á Lịch Sơn Đại Đế đang có mấy lão giả cung kính cúi thấp đầu, những lão giả này không ai không phải là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trên đại lục, hoặc là hội trưởng tất cả các công hội trên đại lục, hoặc là tuyệt thế cường giả của đại lục. Trong bọn họ, bất luận ai chỉ cần tùy tiện dậm chân một cái, đều có thể nhấc lên một hồi mưa gió, chấn động trên đại lục. Nhưng hôm nay, ở trước mặt vị đế vương của Linh Đấu Đế Quốc Á Lịch Sơn Đại Đế này, bọn họ cũng phải cung kính như hài đồng, thần sắc khẩn trương, có người thân hình còn có chút run rẩy. Nhìn Á Lịch Sơn Đại Đế ánh mắt bình tĩnh, thanh âm bình thản trước mặt, một lão giả cố sức nuốt một ngụm nước bọt lấy dũng khí rung giọng nói: "Bệ hạ, tuy trận pháp cần nguyên tố phối dịch chỉ là ngũ giai thượng phẩm ngũ hành dược tề, bất luận một gã lục giai linh dược tôn sư nào đều có thể phối chế ra, nhưng trận pháp hiện tại cần ngũ hành dược tề cũng không phải là ngũ hành dược tề bình thường. Dược tề nó yêu cầu phải đạt tới nồng độ cao nhất. Cho dù mấy người tại hạ đều đã đạt tới bát giai linh dược đế sư cảnh giới, nhưng cũng không thể nào phối chế ra được. Thật sự không có cách nào có thể phối chế ra sao?" Á Lịch Sơn Đại Đế hừ nhẹ một tiếng, hai hàng lông mày khẽ dựng lên. Những người quen thuộc với hắn lúc này đều minh bạch được lửa giận của hắn đã lên tới đỉnh điểm rồi. "Các ngươi đều là những nhân vật truyền kỳ nhất nhì trong giới dược sư, vậy mà ngay cả một cái thượng phẩm ngũ hành dược tề cũng không thể phối chế ra. Hừ, mấy người các ngươi được gọi là cái gì? Hội trưởng công hội linh dược sư của đại lục là viện trưởng của đệ nhất học viện trong đế quốc. Chẳng lẽ tất cả đều chỉ là những cái thùng rỗng sao? Các ngươi đến tột cùng là làm được cái gì ra hồn hả? Ta không cần biết các ngươi dùng biện pháp gì, ta chỉ muốn biết ngũ hành dược tề ta cần bao lâu có thể xuất hiện trước mặt ta." Một tia sát ý lạnh băng từ trên người Á Lịch Sơn Đại Đế tản ra. Nhìn thần sắc của hắn lúc này có vẻ như đã có chút điên cuồng. Mấy hôm nay tâm tình Á Lịch Sơn Đại Đế cực kỳ bực bội. Hoàng tử duy nhất của đế quốc cũng chính là nhi tử độc nhất của hắn trước đây, không lâu đã bất hạnh trúng phải một bệnh nan y cực kỳ nghiêm trọng, tánh mạng hiện tại đang nguy trong sớm tối, đã gần như đèn cạn dầu rồi. Á Lịch Sơn Đại Đế cả đời cần cù chăm chỉ, là một hoàng đế cực kỳ anh minh. Dưới sự lãnh đạo của hắn, Linh Đấu Đế Quốc luôn được ở trong thời thái bình thịnh thế, Á Lịch Sơn Đại Đế luôn trầm ổn trong con mắt của thần dân đế quốc lần này, hoàn toàn thất thố. Đám đại thần sớm đã quen với việc Á Lịch Sơn Đại Đế là một đế vương cường quyền, nhưng đã gần như quên mất ở trước mặt nhi tử của hắn thì hắn cũng chỉ là một người phụ thân yêu thương con như bao người khác mà thôi. Ngay khi hoàng tử vừa bị phát hiện nhiễm bệnh, Á Lịch Sơn Đại Đế đã lập tức hạ lệnh bắt buộc tìm kiếm biện pháp trị bệnh. Trải qua đủ loại cố gắng của hoàng thất cùng với không biết bao nhiêu gian khổ, thì các dược sư của đế quốc cuối cùng cũng tìm ra một biện pháp duy nhất có thể trị bệnh cho hoàng tử. Đó chính là thông qua một loại trận pháp có tác dụng kéo dài sinh mệnh vô cùng cổ xưa, để một lần nữa kích hoạt sinh cơ trong cơ thể hoàng tử. Mặc dù loại trận pháp này cực kỳ cổ xưa, ở nhân gian gần như đã tuyệt tích từ lâu, nhưng ở trong bảo khố cự đại của đế quốc vẫn có thể tìm thấy tư liệu liên quan. Mà lúc này Á Lịch Sơn Đại Đế lại gặp phải một vấn đề nan giải khác. Muốn khởi động trận pháp này, nhất định phải dùng ngũ hành dược tề với nồng độ cao nhất mới có thể kích hoạt được. Sau khi nhận được tin tức này, Á Lịch Sơn Đại Đế lập tức triệu tập tất cả các linh dược sư cường đại nhất của đế quốc. Á Lịch Sơn Đại Đế nghĩ rằng, chỉ là một loại dược tề ngũ giai thượng phẩm ngũ hành, thì đối với đám linh dược sư bát giai của đế quốc căn bản không thành vấn đề. Nhưng Á Lịch Sơn Đại Đế lại hoàn toàn không ngờ rằng hiện tại đã vài ngày trôi qua, nhưng đám linh dược sư kia lại hồi báo với mình rằng bọn họ hoàn toàn không có biện pháp phối chế được. Hỏi sao Á Lịch Sơn Đại Đế không nổi giận cho được. Điều này, mấy lão giả đứng trước mặt Á Lịch Sơn Đại Đế liếc mắt nhìn nhau, rồi nhìn Á Lịch Sơn Đại Đế một cái, rồi đồng loạt đưa mắt về phía lão giả vừa lên tiếng lúc nãy. Lão giả kia thoáng nhìn ánh mắt như tóe lửa của Á Lịch Sơn Đại Đế rồi run giọng nói: "Bệ hạ, mấy người chúng tôi đã liên thủ phối chế qua, nhưng quả thật ngũ hành dược tề có nồng độ cao như thế chúng tôi thật sự bất lực. Tuy ngũ hành dược tề chỉ là ngũ giai thượng phẩm, nhưng nếu muốn chế ra được nồng độ đạt tới mức cao nhất của ngũ giai dược tề, thì chỉ sợ cả đại lục này chỉ có một người có thể làm được."
là ai? Hai mắt Á Lịch Sơn đại đế lập tức sáng ngời, ngữ khí đầy lo lắng hỏi. Kiệt Sâm đại sư. Lão già kia nhẹ nhàng thốt ra một cái tên. Khi cái tên này vừa vang lên, thì ánh mắt của lão già này vốn đang vô cùng sợ hãi, với Á Lịch Sơn đại đế lập tức trở nên vô cùng bình tĩnh đồng thời, trong mắt chỉ còn lại sự thành kính. Kiệt Sâm đại sư. Nghe thấy danh tự này, ngữ khí của Á Lịch Sơn đại đế không khỏi hòa hoãn lại một chút, trong ánh mắt cũng đầy vẻ sùng kính. Ta thế nào lại quên mất Kiệt Sâm đại sư chứ? Có ai biết Kiệt Sâm đại sư hiện đang ở đâu không? Nhanh chóng đi 10 ngày ấy đến đây cho ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vẻ mặt vốn u sầu thất vọng của Á Lịch Sơn đại đế lập tức giãn ra. Không, không, ta phải đích thân đi bái phỏng Kiệt Sâm đại sư mới được, phải 10 ngày ấy đến đế quốc làm khách mới được. Vừa nghe tới tên của Kiệt Sâm đại sư, nội tâm vốn lo lắng của Á Lịch Sơn đại đế giống như bị xua đi không còn một mảnh. Tư Đặc Ân đại lục là một đại lục lấy cường giả vi tôn, mà Á Lịch Sơn đại đế với tư cách đế vương linh đấu đế quốc, có thể xem như là người có quyền thế nhất trên đại lục này. Ngay cả những bát giai linh dược đế sư hay cửu giai linh dược thánh linh sư ở trước mặt hắn đều phải cúi đầu xưng thần. Nhưng trên đại lục này lại có một người mà cho dù là Á Lịch Sơn đại đế ở bất kỳ thời điểm nào hay ở đâu cũng muốn tôn xưng một tiếng đại sư, không dám có chút bất kính nào, bởi vì người này chính là đệ nhất nhân được toàn đại lục công nhận cửu giai linh dược thánh sư Kiệt Sâm. Vạn Thánh Sơn là một ngọn núi tọa lạc ở trung tâm đại lục, bởi vì vị trí địa lý đặc thù nên nơi này quanh năm đều có cảnh sắc đẹp tuyệt trần, khí hậu dễ chịu tựa như thiên đường tại nhân gian vậy. Phạm vi trăm dặm quanh Vạn Thánh Sơn vậy mà không có người nào ở, bởi vì người ở phụ cận ai cũng biết đường kim đại lục đệ nhất nhân Kiệt Sâm đại sư chính là ngụ trên ngọn núi này. Cho dù vị trí địa lý của Vạn Thánh Sơn cực kỳ ưu việt, cũng không có bất kỳ ai tuyên bố cái gì, nhưng vô luận là thương nhân, thậm chí là đạo tặc thổ phỉ, hay các hào môn thế gia cùng với đám hoàng thân quốc thích truyền thừa nhiều năm, trên đại lục khi đi ngang qua nơi này, đều tự nhiên ở xa xa lách qua, đồng thời bộ dạng còn cực kỳ cung kính. Nhưng mà vào hôm nay, ở chân núi Vạn Thánh Sơn xưa nay ít người xuất hiện, lại xuất hiện một đoàn xe xa hoa. Ngồi ở cỗ xe ngựa giữa đoàn xe là một trung niên nam tử thân mặc long bào. Đây chính là đoàn người Á Lịch Sơn đại đế đến đây, để xin sự giúp đỡ của Kiệt Sâm đại sư. Cấm địa Vạn Thánh Sơn, người ở phía trước dừng bước, nếu không lập tức giết không tha. Khi đoàn xe vừa tới chân núi, thì một đạo thiểm quang từ giữa chừng núi đột nhiên bắn ra. Trong chốc lát đã xuất hiện phía trước đoàn xe, ngay sau đó mà một âm thanh vô cùng lạnh lẽo vang lên bên tai mỗi người. Hào quang vừa biến mất, trước mặt mọi người xuất hiện một trung niên nhân trong một bộ trường bào màu xanh, khí độ vô cùng bất phàm. Nguyên lai là La Cách đại sư, kính xin La Cách đại sư hướng Kiệt Sâm đại sư thông báo dùm, là linh đấu đế quốc Á Lịch Sơn cái A có việc xin cầu kiến. Á Lịch Sơn đại đế từ giữa đoàn xe đi tới nhìn về phía trung niên mặc thanh bào, trong mắt toát ra một tia kinh ngạc, trong giọng nói cũng mang theo một tia cung kính khiến cho mấy lão giả theo bên cạnh Á Lịch Sơn đại đế cũng không khỏi giật mình. Vị trung niên mặc thanh bào trước mặt này mọi người ở đây cơ hồ đều nhận biết, bởi hắn cũng là một cửu giai thánh linh sư tiếng tăm lừng lẫy trên đại lục. Phải biết rằng cả linh đấu đế quốc hiện tại cũng chỉ có 2 cửu giai thánh linh sư, mà ở trong đế quốc cũng có địa vị và thân phận cực kỳ cao. Vị La Cách đại sư này mấy năm trước đã từng tới linh đấu đế quốc bái phỏng qua, năm đó Á Lịch Sơn đại đế đã từng đồng ý để cho hắn nhận chức vụ đế quốc quốc sư, hoặc là viện trưởng của đệ nhất học viện của đế quốc, nhưng đều bị hắn từ chối khiến cho Á Lịch Sơn đại đế vô cùng tiếc nuối. Sau đó thì tin tức về La Cách cũng thất tung, không ngờ là hắn lại tới Vạn Thánh Sơn làm người trông cửa. Nghĩ đến đây, Á Lịch Sơn đại đế không khỏi vô cùng bất đắc dĩ. Chỉ sợ trên cả đại lục này cũng chỉ có một người như Kiệt Sâm đại sư mới có thể khiến cho vị La Cách đại sư này cam tâm tình nguyện ở lại đây làm một gã trông cửa như vậy. Kiệt Sâm đại sư, hoàng đế Á Lịch Sơn của linh đấu đế quốc tới bái phòng người. Trong một gian phòng nhỏ trên đỉnh Vạn Thánh Sơn, một lão già đứng một bên nhìn về phía một người thanh niên chỉ tầm 20 tuổi nói, sắc mặt lại tràn ngập cung kính. Cho dù là ai cũng không thể nào ngờ được người thanh niên tướng mạo trông cực kỳ bình thường kia chính là Kiệt Sâm đại sư, người duy nhất trên đại lục đạt được danh hiệu cửu giai linh dược thánh sư. Nếu Á Lịch Sơn đại đế mà thấy được lão già vừa lên tiếng thông báo cho Kiệt Sâm, chỉ sợ hắn sẽ phiền muộn đến thổ huyết tại chỗ mất. Lão già này chính là đệ nhất linh dược sư của đế quốc, là sư huynh của hội trưởng linh dược sư công hội Áo Lợi Tư bát giai linh dược đế sư Bách Sâm Đa Cách đại sư. Nhưng ở nơi này, người có tiếng tăm lừng lẫy trên đại lục này ở trước mặt Kiệt Sâm đại sư thân phận chỉ là một gã trợ thủ bình thường. Á Lịch Sơn, có biết hắn đến vì chuyện gì không? Kiệt Sâm thoáng nhíu mày hỏi. Hiện tại hắn đang chuẩn bị thực hiện một lần phối chế cực kỳ trọng yếu, cho nên không hy vọng có bất luận kẻ nào quấy rầy. Dù người đó có là đế vương duy nhất trên đại lục đi nữa cũng vậy.
Trong nội tâm của Kiệt Sâm thì trên thế giới này, chỉ có phối chế dược tề mới là trọng yếu nhất, tất cả những thứ còn lại đều là dâu ria. Nghe La Cách nói là Á Lịch Sơn Đại Đế muốn hướng người thỉnh cầu một lộ ngũ giai thượng phẩm ngũ hành dược tề có nồng độ đạt tới mức cao nhất. Chỉ vì chuyện này, Kiệt Sâm thoáng có chút giật mình, lập tức nói. Ta nhớ trong số dược tề số 3 lần trước ta phối chế còn dư lại một chút dược tề, bởi vì không đạt tới trạng thái hoàn mỹ tận cùng nên chuẩn bị vứt đi. Ngươi đem cho Á Lịch Sơn vài bình đi. Tuy nói là chuẩn bị vứt đi nhưng mấy bình ngũ hành dược tề đó đều có nồng độ đạt tới mức tận cùng của giai vị. Dứt lời, Kiệt Sâm liền xoay người đi vào trong phối chế thất trong phòng mình. Ta hiện tại cần tiến hành một lần phối chế cực kỳ trọng yếu, cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng không được tới quấy rầy ta. Phù, nhìn ba khối tinh thể hình thoi tản ra màu đỏ như máu trước mặt, Kiệt Sâm thầm thở ra một hơi thoáng bình phục tâm thần có chút kích động lại. Sau một lát thì ánh mắt của hắn đã hoàn toàn trở nên thanh minh. Giờ phút này, Kiệt Sâm đang đối diện với thử thách lớn nhất, từ sau khi hắn tấn thăng lên cửu giai linh dược thánh sư, tới nay, bởi vì hắn chuẩn bị phối chế ra thánh cấp linh dược tề, trong truyền thuyết có thể làm cho một hỏa hệ linh đồ bình thường, sau khi phục dụng có thể, trong thời gian ngắn lập tức đạt tới cửu giai thánh linh sư cảnh giới hỏa thần dịch. Vì tập hợp đủ tài liệu để phối chế hỏa thần dịch, mà Kiệt Sâm đã điều động tất cả những trợ lực mà hắn có thể điều động được, cuối cùng mất gần 10 năm mới thu được 3 miếng vật liệu cuối cùng trước mặt này. Đây chính là ba khối linh hạch của hỏa hệ cự long, đã ngoài cửu giai có độ phù hợp với hỏa hệ nguyên tố đạt tới 95%, đồng thời dung lượng hỏa nguyên tố bên trong cơ hồ là giống nhau như đúc. Khẽ lướt mắt nhìn đống tài liệu và dụng cụ đầy đủ đặt trên mặt bàn một lượt, Kiệt Sâm gật gật đầu một cái, rồi đi tới trước chỗ đặt gần 10 bình thủy tinh đựng đủ loại chất lỏng màu sắc bất đồng, rồi cầm lấy cái bình đầu tiên lên, thuần thục mở nắp bình rồi nhanh chóng đem thứ chất lỏng màu đỏ trong đó đổ vào miệng mình rồi thuận tay ném cái bình không trong tay đi. Rồi tiếp tục cầm cái bình đựng chất lỏng màu tím lên. Động tác của hắn vô cùng thuần thục như hành vân lưu thủy, không hề có chút dừng lại nào, tạo nên một cảm giác vô cùng tinh tế nhuần nhuyễn. Hỏa hệ linh lực miễn dịch dược tề, nguyên tố cảm ứng dược tề, tăng cường nhanh nhẹn dược tề, tăng cường tinh thần lực dược tề. Một lọ phụ trợ dược tề nhanh chóng bị đổ vào trong miệng Kiệt Sâm, cuối cùng gần 10 bình thủy tinh đựng đủ loại chất lỏng màu sắc bất đồng trên bàn đã trống không. Hai trong mắt của Kiệt Sâm hiện lên một đạo quang mang. Sau đó hắn rất nhanh cầm lấy ba khối linh thạch hỏa hệ cự long kia đi, tới trước một cái bình lớn bên trong đựng đầy một loại chất lỏng màu bạc trắng, như ánh trăng, rồi không chút do dự ném chúng vào trong. Ngay thời điểm ném đi, hai tay Kiệt Sâm lay động vô cùng xảo diệu, mang theo một loại chấn động đặc biệt khiến cho ba khối linh hạch kích thước cỡ như nắm tay kia khi rơi vào trong bình chất lỏng màu bạc kia lại không có chút bọt nước nào hiện lên. Sau khi ba khối linh thạch đã dung nhập vào trong chất lỏng màu bạc, thì hỏa hệ năng lượng bên trong chúng nhanh chóng tỏa ra hồng quang kèm theo những tiếng xoẹt xoẹt liên tục, bằng mắt thường có thể thấy được ba khối linh thạch kia đang nhanh chóng bị hòa tan. Chỉ chốc lát công phu sau, cả ba khối linh thạch đã biến mất không vô tung, đồng thời, ở đáy bình có một dòng chất lỏng sền sệt màu đỏ thẫm khẽ lưu động phát ra, từng đợt hồng quang nhàn nhạt. Ở ngay phía trên đám chất lỏng màu đỏ này là một mảng chất lỏng trong suốt. Nguyên tố phân ly dịch có thể tách ra bất luận cái gì linh tinh, linh hạch, linh lực, khoáng thạch, thuộc thể rắn. Hơn nữa, còn có thể phân ly tạp chất bên trong, ra thành một loại dược tề phụ trợ khác. Đám chất lỏng màu đỏ thấm kia chính là tinh hoa hỏa nguyên tố được nguyên tố phân ly dịch phân ly ra, từ ba khối linh hạch hỏa hệ kia. Kiệt Sâm do đã phụ dụng nguyên tố cảm ứng dược tề, nên rất rõ ràng cảm nhận được bên trong đám chất lỏng màu đỏ kia, đang bành trướng hỏa hệ nguyên tố vô cùng khổng lồ. Từ bên cạnh lấy ra một thứ như cái ống hút to cỡ đầu ngón tay cái, Kiệt Sâm nhanh chóng rút phần chất lỏng trong suốt bên trong bình ra. Chỉ một lát sau, trong bình chỉ còn lại hoàn toàn là hỏa nguyên tố tinh hoa mày đỏ sẫm kia. Hai tay Kiệt Sâm bay nhanh trên cái bàn đầy tài liệu và dụng kia, đại lượng các loại chất lỏng với các phân lượng bất đồng cùng các vật phẩm, dược liệu khác nhau theo từng thao tác của Kiệt Sâm đầu nhập vào trong bình. Động tác hai tay của Kiệt Sâm rất nhanh tạo nên đạo đạo thủ ảnh, tốc độ như vậy, cho dù là cường giả thất giai hoàng linh sư cũng khó có thể đạt được, nhưng không ngờ giờ phút này lại xuất hiện trên đôi tay của một linh dược sư không hề có chút linh kỹ nào. Chỉ chốc lát công phu sau, đống bình dụng cụ và vật liệu to to nhỏ nhỏ trên mặt bàn đã không còn lại chút gì, chỉ còn lại một bình dược tề màu xanh da trời và một lọ thuốc bột màu vàng nâu. Đến bước này, tinh hoa hỏa nguyên tố trong bình đã trải qua biến hóa và phản ứng liên tục, nhưng trước sau vẫn vô cùng ổn định. Lúc trước hỏa nguyên tố vô cùng bành trướng, thì hiện tại rõ ràng có thể cảm giác được nó tựa hồ như đã thu liễm lại toàn bộ, không chút nào tán phát ra ngoài. Thoáng do dự một chút, Kiệt Sâm liền đem lọ thuốc bột màu vàng nâu kia đổ vào trong bình dược tề màu xanh da trời, sau khi hai thứ đã trộn đều vào nhau thì hắn mới vô cùng cẩn thận và chậm rãi đổ chúng vào trong bình chứa tinh hoa hỏa nguyên tố kia.
với động tác cần phải cẩn thận và tập trung cao độ như vậy, khiến cho vầng trán Kiệt Sâm dị mồ hôi thấm ướt đẫm cả hai bên tóc mai. Thực tế thì trong lúc phối chết hỏa thần dịch, ở bước cuối cùng cần dùng một loại thực vật gọi là long diễm thảo ép ra nước cốt rồi trung hòa vào với dược tề, nhưng đáng tiếc là loại long diễm thảo kia từ ngàn năm trước đã hoàn toàn biến mất trên đại lục rồi. Không có long diễm thảo, Kiệt Sâm chỉ đành phải dùng bách niên mạn đà la phấn trộn với chất dịch thủy nguyên tố ép ra từ long tâm thảo để thay thế. Sự thay thế như vậy trên lý luận là có thể thực hiện được, nhưng hiệu quả chính thức như thế nào thì Kiệt Sâm cũng không cách nào nắm chắc được. Bất quá do không có long diễm thảo, nên Kiệt Sâm chỉ có thể bất đắc dĩ làm ra hành động như vậy mà thôi. Mấy ngàn năm qua, theo văn minh linh lực không ngừng phát triển, sức mạnh của nhân loại cũng không ngừng tăng lên, thế cục đại lục liên tục dung chuyển, chiến tranh liên miên không ngừng phá hư các loại nguyên tố tiên thiên của đại lục, khiến cho đại lượng vật phẩm và dược liệu biến mất hoàn toàn. Ở thời kỳ thượng cổ, các loại dược tề trên đại lục hay là các loại dược liệu, khoáng thạch, cơ hồ tràn ngập khắp nơi, cho nên lúc đó chức nghiệp linh dược sư cũng không mấy được coi trọng, bởi vì con người lúc đó đối với những vật phẩm này còn chưa thấy được giá trị. Đến khi chức nghiệp linh dược sư này chân chính đạt tới tầm cao, thì những vật phẩm có giá trị đó đã bị diệt sạch hầu như không còn. Đối với linh dược sư lúc này mà nói thì đây, không khác gì một sự bi ai vô cùng. Hai mắt Kiệt Sâm chăm chú nhìn chất lỏng màu đỏ thẫm trước mặt. Dược tề tăng cường tinh thần lực, trong người hắn không phát huy tác dụng cảm ứng sự biến hóa của đám chất lỏng tinh hoa hỏa nguyên tố kia. Đột nhiên, một đạo hỏa hệ nguyên tố lực cường liệt mạnh mẽ từ trong đoàn chất lỏng màu đỏ thẫm kia bành trướng ra tràn ngập cả phối chết thất. Một đạo hồng quang chói mắt cũng theo đó mà phát tán ra. Sắc mặt Kiệt Sâm đại biến, không đợi cho hắn kịp có phản ứng, từng vết nứt dạn nhanh chóng xuất hiện, như phản ứng dây chuyền hiện lên trên bề mặt bình thủy tinh. Bình thủy tinh là Kiệt Sâm đặc chế ra có thể thừa nhận được một kích toàn lực của cửu giai cường giả, vậy mà lúc này lập tức bị bạo liệt. Hồng quang chói mắt, như một cái miệng vô cùng rộng lập tức bao phủ cả thân hình Kiệt Sâm vào trong. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, cả cái phối chế thất trên đỉnh Vạn Thánh Sơn này lập tức hóa thành phế tích. Một cột khói màu đen hình nấm cực lớn từ đỉnh Vạn Thánh Sơn phóng thẳng lên vân tiêu. Cảm nhận được Vạn Thánh Sơn kịch biến, đám người Á Lịch Sơn Đại Đế còn chưa rời khỏi chân núi bao xa, cũng không khỏi kinh hoàng. Khoảng một canh giờ sau, Á Lịch Sơn Đại Đế thông qua mạng lưới tin tức của mình đã hướng toàn bộ đại lục phát ra thông cáo. Cửu giai linh dược thánh sư duy nhất đại lục đỉnh tiêm cường giả được vinh danh là đương kim đại lục đệ nhất nhân, thiên tài tuyệt đỉnh của đại lục Kiệt Sâm thánh sư buổi trưa ngày hôm nay ở trong phối chế thất của mình tiến hành một loại thí nghiệm vô cùng quan trọng, bởi vì thí nghiệm xuất hiện việc ngoài ý muốn đã bất hạnh bỏ mình, hưởng thọ 27 tuổi. Kiệt Sâm Thánh Sư là người sáng tạo kỹ thuật phối chế linh dược, với tài học vô cùng uyên bác được vô số học giả trên đại lục kính ngưỡng. Cả đời của Thánh Sư luôn cống hiến vì việc phối chế linh dược. Sự qua đời của ngài là sự tổn thất cực kỳ to lớn của giới linh dược sư, đồng thời cũng là tổn thất vô cùng lớn lao của đế quốc, của đại lục và của cả nền văn minh nhân loại. Kiệt Sâm mau tỉnh lại nào, Kiệt Sâm ngươi đừng dọa ta mà, mau tỉnh lại đi. Trong phòng thí nghiệm linh dược học của Tây Tư Học Viện, một thiếu niên tuấn Mỹ tóc vàng tầm 16-17 tuổi, đang vô cùng lo lắng nhìn một thiếu niên tóc đen tầm tuổi hắn đang nằm, trên mặt đất hô tô gọi nhỏ. Vây quanh bên cạnh cũng có một đám thiếu nam thiếu nữ trạc tuổi như vậy đang bu lại. Nhường đường một chút đi. Chen cái gì mà chen? Bộ đằng trước là cha ngươi hả? Đây là một tiết học thực hành thí nghiệm linh dược học của linh dược hệ. Cả phòng thí nghiệm lúc này có khoảng 150 học sinh đang tụ tập lại một chỗ. Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Không rõ lắm, hình như Kiệt Sâm ban hai vừa rồi trong lúc làm thí nghiệm thì té xỉu. Kiệt Sâm? Không phải là tên Kiệt Sâm đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất phế vật của học viện đó chứ? Có đúng là tên Kiệt Sâm đã học tập ở học viện hơn 2 năm, nhưng không có một học kỳ nào kiểm tra đạt đủ tiêu chuẩn không? Chính là hắn, ta nghe nói hình như đợt kiểm tra tiếp theo cũng có thể hắn sẽ thất bại. Rất có thể trở thành học viên đầu tiên trong lịch sử học viện sẽ bị đuổi học, vì chưa bao giờ đạt đủ tiêu chuẩn. Thật đáng thương. Những tiếng chào phúng xung quanh không ngừng vang lên, thanh niên tóc vàng ở giữa nghe vậy thì phẫn nộ quát. Câm miệng. Thanh niên tóc vàng ngẩng đầu lên, trong miệng phun ra một đợt gào thét. Đám người các người còn có đạo đức và lương tâm không hả? Ai đó chạy tới phòng y vụ tìm nhân viên ở đó, tới đây dùng cái đi. Bởi vì lo lắng và phẫn nộ, trên gương mặt tuấn tú trắng nõn của thanh niên tóc vàng lúc này đỏ bừng bừng đầy mồ hôi. Tạp La Đặc, tên phế vật này có cái gì tốt đáng để ngươi lo lắng như vậy? Ngươi dù sao cũng là một trong những học viên xuất sắc nhất của học viện, hiện giờ linh lực đã đạt tới cửu cấp, chỉ thiếu một chút nữa là có thể trở thành nhất giai linh đồ để có thể chính thức tốt nghiệp. Mà và phần linh dược học ngươi cũng đã đạt tới ngũ giai rồi. Trong khi tên Kiệt Sâm này thực lực vẫn luôn dừng lại ở nhị cấp, linh dược học cũng chỉ là một tên phế vật nhất cấp, ngay cả tư cách sách giày cho ngươi cũng không xứng.
một thiếu niên đứng ở phía trước phát ra một tràng trào phúng, khiến cho đám đông xung quanh cũng cười vang. Câm cái miệng thúi của ngươi lại, nếu không ta cũng không ngại xé nó thành hai nửa. Tạp La Đặc lạnh lùng nhìn tên thanh niên kia, trong giọng nói đầy sát khí. Tên thiếu niên kia bị Tạp La Đặc nhìn vậy thì sững sờ, tiếng cười lập tức nín bặt, trên mặt đầy vẻ sợ hãi, không dám thốt ra một từ nào nữa. Cho dù linh lực của hắn hiện tại cũng đã đạt tới bát cấp, nhưng ở trước mặt tên Tạp La Đặc nổi danh cả học viện này bản thân hắn cũng không đáng là gì. Tạp La Đặc không để ý tới đám đông xung quanh nữa, mà tiếp tục lo lắng dùng tay vỗ nhẹ nhẹ lên đôi má của thiếu niên tóc đen tên Kiệt Sâm kia. Khắc Lai Nhân lão sư đến, mọi người mau về vị trí của mình đi. Không biết ai đó trong đám đông đột nhiên hô to lên, đám người đang vây xem lập tức tán ra, chạy về vị trí của mình luống cuống tay chân với đám dụng cụ thí nghiệm trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Một thanh âm thanh thúy vô cùng dễ nghe vang lên từ cửa phòng thí nghiệm, cảm nhận được trong phòng có chút hỗn loạn, giọng nói trong trẻo kia không khỏi mang theo một tia tức giận. Khắc Lai Nhân lão sư, người tới xem nhanh đi, Kiệt Sâm không biết bị sao, lúc nãy đang làm thí nghiệm thì đột nhiên bị ngất. Nghe thấy thanh âm kia, Tạp La Đặc vô cùng khẩn trương ngẩng đầu lên nói, trong ánh mắt của hắn còn mang theo một tia hy vọng và an tâm. Xuất hiện, trước mặt Tạp La Đặc là một mỹ nữ với một mái tóc dài màu hỏa hồng nổi bật, trên nền da trắng như tuyết của nàng. Đôi con ngươi của nàng là màu xanh nước biển vô cùng linh động toát ra mị lực kinh người. Lúc này nàng đang khoác trên người một bộ trường bào cũng màu hỏa hồng, mặc dù bộ trường bào khá rộng hầu như che khuất cả dáng người nàng nhưng thỉnh thoảng, dưới vài động tác của nàng vẫn làm nổi lên những đường cong vô cùng mê người, làm cho người nhìn cứ phải tưởng tượng suy đoán, không biết bên dưới bộ trường bào kia là một thân hình hoàn mỹ tới mức nào. Tạp La Đặc, Kiệt Sâm, lại là hai người các ngươi. Nhìn mặt bàn chỉnh tề, căn bản không có bất cứ dụng cụ và dược tề nào bị di động, Khắc Lai Nhân lộ ra một nụ cười lạnh, nói. Hai người các ngươi có muốn diễn kịch thì cũng diễn thật một chút. Rõ ràng là đang giả bộ bất tỉnh mà. Hừ, để ta xem hắn hiện tại có còn chóng mặt bất tỉnh hay không. Khắc Lai Nhân vung tay phải về phía trước như tìm kiếm cái gì đó, trong miệng thì ngâm sướng một chú văn tối nghĩa. Đột nhiên, một đạo lục sắc quang mang từ năm ngón tay của nàng hiện ra, lập tức trong không khí truyền đến một luồng chấn động năng lượng mạnh mẽ. Lục quang vừa hiện thì một tiểu thủy cầu đồng thời hình thành trên tay Khắc Lai Nhân, nàng mạnh mẽ ném quả cầu về phía Kiệt Sâm đang nằm trên mặt đất. Khắc Lai Nhân lão sư. Ba. Khi vừa thấy động tác của Khắc Lai Nhân, thì Tạp La Đặc thầm kêu không ổn, nhưng động tác của Khắc Lai Nhân quả thật quá nhanh, không đợi hắn kịp kinh hô xong thì thủy cầu đã trực tiếp đập lên mặt Kiệt Sâm rồi. Khắc Lai Nhân lão sư, lần này chúng ta không hề diễn kịch, Kiệt Sâm thật sự bất tỉnh. Tạp La Đặc dùng ánh mắt vô tội nhìn Khắc Lai Nhân nói. Nhưng chưa đợi cho Tạp La Đặc nói xong, thì Kiệt Sâm vốn đang bất tỉnh nằm dưới đất đột nhiên ngồi bật dậy, đưa tay xoa xoa mặt, rồi đưa mắt nhìn bốn phía giống lên. Là ai dám dùng thủy cầu thuật nện lão tử? Kiệt Sâm vừa nói vừa nhảy dựng lên khỏi mặt đất, ánh mắt đang phẫn nộ nhìn quanh đột nhiên trở thành kinh nghi bất định. Tốt, tốt. Khắc Lai Nhân lại cười lạnh hai tiếng, nói. Tạp La Đặc, Kiệt Sâm hai người các ngươi rõ ràng, từ lúc bắt đầu thí nghiệm đến giờ chưa hề làm cái gì. Ta nhắc nhở hai người các ngươi nếu trước khi hết giờ, mà hai người các ngươi không thể hoàn thành được thí nghiệm hôm nay, thì thí nghiệm khóa của học kỳ này hai người các ngươi đừng mơ vượt qua kiểm tra. Khi Khắc Lai Nhân còn đang răn dạy, thì Kiệt Sâm đang ngơ ngác cẩn thận đánh giá xung quanh. Xuất hiện, trước mặt Kiệt Sâm là một đám thiếu niên thiếu nữ chỉ tầm 17-18 tuổi, đang lóng ngóng vụng về thao tác các dụng cụ phối chế linh dược, trước mặt cẩn thận từng ly từng tí tiến hành phối chế gì đó. Thỉnh thoảng bọn họ còn vụng trộm liếc mắt nhìn về phía này, trong mắt bọn họ khi nhìn Kiệt Sâm, còn kèm theo một chút hả hê khi thấy người gặp họa. Bên cạnh Kiệt Sâm lúc này đang có một thiếu niên tóc vàng bộ dáng rất tuấn mỹ, đang cúi đầu ủ rũ như làm sai chuyện gì đó. Hai con mắt hắn thỉnh thoảng lườm trộm về phía mỹ nữ tóc đỏ trước mặt, rồi nhanh chóng thu hồi lại. Cảm nhận được ánh mắt của Kiệt Sâm, thiếu niên tóc vàng kia vội nháy mắt mấy cái với hắn, rồi lại lập tức làm ra bộ dáng cẩn thận lắng nghe lời dạy dỗ của mỹ nữ tóc đỏ kia. Chỗ này hình như là phòng học. Hình như là phòng thí nghiệm linh dược học của Học viện Linh lực Tây Tư. Kỳ quái, ta không phải đang ở trong phòng thí nghiệm của mình ở Vạn Thánh Sơn sao? Trong đầu Kiệt Sâm nhảy loạn lên, trí nhớ có chút hỗn loạn khiến cho ý thức hắn hiện tại có chút mơ hồ. Kiệt Sâm, Kiệt Sâm, nhìn lại hoàn cảnh vừa có chút quen thuộc vừa có chút lạ lẫm xung quanh, trí nhớ hỗn loạn của Kiệt Sâm cuối cùng cũng có chút rõ ràng. Trong trí nhớ của Kiệt Sâm, hắn là người được đại lục công nhận đệ nhất nhân, đại lục thủ tịch linh dược sư, đại lục duy nhất một của giai linh dược thánh sư, hiện tại hắn hẳn là đang ở trong phối chế thất của mình, trên đỉnh Vạn Thánh Sơn tiến hành lần khiêu chiến lớn nhất trong cả cuộc đời mình, đó là phối chế ra thánh cấp dược tề trong truyền thuyết Hỏa Thần Dịch. Nhưng thí nghiệm cuối cùng đã thất bại. Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của Kiệt Sâm chỉ là một vụ nổ thật lớn,
sau đó hắn liền mất đi tri giác. Khi mở mắt tỉnh lại, thì bản thân đã trở thành một tên đệ tử bình thường trong linh dược hệ của Tây Tư Linh Lực Học Viện thuộc Áo Lan Đa Vương quốc Kiệt Sâm. Tên người đệ tử này cũng giống bản thân mình, nhưng từ trong trí nhớ thì Kiệt Sâm chỉ thấy tên này vô cùng ham chơi, đi học thì ngủ gà ngủ gật, đánh nhau, chọc phá nữ sinh. Linh thần lịch năm thứ 2230, căn cứ theo trí nhớ kiếp trước của Kiệt Sâm, thì hiện tại cách thời điểm kiếp trước của hắn gần 3.000 năm. Bởi vì một lần bạo tạc khi thí nghiệm thất bại, mà bản thân trọng sinh đến thời điểm gần 3.000 năm trước. Loại chuyện này đối với người đứng đầu đại lục như Kiệt Sâm cũng cảm thấy khó có thể tin được. Hiện tại, hai người các ngươi ở ngay trước mặt ta hoàn thành thí nghiệm hôm nay đi. Hỏa hệ nguyên tố trụ cột dịch là một trong những dung dịch tối cơ bản nhất trong linh dược học. Nếu để ta phát hiện hai người các ngươi có bất kỳ một thao tác nào sai lầm, thì hôm nay hai người các ngươi đừng mơ tưởng sẽ bình yên mà tan học. Tạp La Đặc, ngươi bắt đầu trước đi. Vâng thưa Khắc Lai Nhân lão sư. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi nghe vị mỹ nữ lão sư tóc đỏ kia phấn phó, thiếu niên tóc vàng đứng bên người Kiệt Sâm có chút tâm thần bất định ứng tiếng, rồi cau mày nhìn về phía những dụng cụ trên mặt bàn trước mặt. Dung dịch hỏa nguyên tố trụ cột, dung dịch hỏa nguyên tố trụ cột. Tạp La Đặc dùng tay trái cầm một lọ thủy tinh đựng một chất lỏng trong suốt, trên mặt bàn lên, miệng thì lẩm bẩm lầu bầu. Phối chế dung dịch hỏa nguyên tố trụ cột bước đầu tiên hẳn là dùng không thuộc tính nguyên tố dịch cùng cái kia. Hỏa tinh quáng tinh luyện dịch hỗn hợp. Hưng phấn kêu lên một tiếng, Tạp La Đặc lập tức cầm lấy một lọ dung dịch màu đỏ thẫm trên bàn, rồi đổ bình chất lỏng trong suốt trên tay trái vào trong bình dung dịch màu đỏ. Chậm đã. Thấy động tác của Tạp La Đặc, sắc mặt Khắc Lai Nhân lập tức biến đổi, lập tức hô to một tiếng rồi thò tay chụp lấy cái bình chất lỏng trong suốt chứa không thuộc tính nguyên tố dịch từ trên tay Tạp La Đặc. Mà Kiệt Sâm đứng bên cạnh vẫn còn trong trạng thái mơ hồ khi thấy động tác của Tạp La Đặc cũng thoáng nhíu mày. Mặc dù Tạp La Đặc khi nghe tiếng hô của Khắc Lai Nhân thì động tác cũng lập tức dừng lại, Khắc Lai Nhân cũng đã xông tới ngăn cản động tác của hắn, nhưng chính là động tác lúc phối chế của hắn quá nhanh, nên vẫn có một chút không thuộc tính nguyên tố dịch đã rơi vào trong bình hỏa tinh quáng tinh luyện dịch. Khắc Lai Nhân biến sắc, vương tay phải ra quét một cái đánh rơi bình dung dịch hỏa tinh quáng tinh luyện trên tay phải của Tạp La Đặc, đồng thời vung một chưởng hung hăng nện lên ngực Tạp La Đặc đánh văng cả người hắn ra ngoài. Bành! Một tiếng nổ nhỏ, từ trong bình hỏa tinh quáng tinh luyện dịch văng lên ngay khi Khắc Lai Nhân vừa quét rơi nó. Một đoàn sương mù màu đỏ thẫm lấy tốc độ cực nhanh bao phủ phương hướng Tạp La Đặc vừa đứng lúc nãy. Không xong rồi. Khắc Lai Nhân vừa mới thở phào một hơi, vừa định mở miệng quát mắng tên thủ phạm Tạp La Đặc đang nằm trên mặt đất, thì trong đầu đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt vội vàng nhìn về chỗ Kiệt Sâm đứng lúc nãy. Là một tam giai sơ cấp linh dược sư, Khắc Lai Nhân rất rõ ràng đoàn sương mù màu đỏ vừa rồi hoàn toàn có thể bao phủ cả Tạp La Đặc cùng với Kiệt Sâm đang đứng gần bên cạnh vào trong. Lúc nãy do vội vàng nên nàng chỉ kịp đẩy người khởi xướng là Tạp La Đặc ra, nhưng lại quên mất Kiệt Sâm. Khắc Lai Nhân biết rõ, uy lực của dung dịch hỗn hợp giữa không thuộc tính nguyên tố dịch và hỏa tinh quáng tinh luyện dịch cũng không tính là quá lớn, nhưng nếu bị dính vào thân thể thì hỏa nguyên tố với nhiệt độ cao tuyệt đối có thể đem thân thể một người đốt cháy gây ra phỏng nặng. Ánh mắt nàng nhìn về chỗ Kiệt Sâm đứng, vốn trong lòng đã không còn hy vọng gì, chỉ muốn nhanh chóng đem Kiệt Sâm tới phòng y vụ tiến hành trị liệu, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, nàng không khỏi sững sốt. Kiệt Sâm, Tạp La Đặc bị Khắc Lai Nhân đẩy ngã nằm trên mặt đất, cũng đồng dạng mặt mũi đầy lo lắng nhìn về chỗ Kiệt Sâm đứng hô lớn lên. Nếu do bản thân mình không cẩn thận mà làm cho Kiệt Sâm bị thương, thì Tạp La Đặc tuyệt đối không thể nào tha thứ cho mình được. Mà giờ khắc này, tất cả học viên trong phòng thí nghiệm, do vụ nổ làm cho giật mình đưa mắt nhìn về phía bên này đều ngẩn người. Lúc này, chỗ Kiệt Sâm nguyên bản đứng lúc nãy đã không thấy bóng dáng hắn nữa, mà hắn với thần sắc tự nhiên lẳng lặng đứng cách chỗ vụ nổ tầm 2 mét. Ngay trước mặt hắn chừng mấy centimet có một tia sương mù màu đỏ thẫm, đang nổi lơ lửng, ở đó nhưng thủy chung không hề chạm tới người Kiệt Sâm mảy may nào. Nhìn gương mặt trẻ tuổi của Kiệt Sâm nhưng lúc này lại toát ra thần sắc trầm ổn, như của lão già sống lâu năm, thì trong đầu Khắc Lai Nhân đột nhiên toát ra một ý nghĩ cổ quái. Chẳng lẽ tên Kiệt Sâm này đã đoán trước đoàn sương mù kia tối đa chỉ có thể rộng, trong chừng đó phạm vi, tới cách trước người hắn vài centimet là không cách nào mở rộng nữa. Điều này không thể nào. Trùng hợp. Đúng, nhất định là trùng hợp. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Khắc Lai Nhân không khỏi tự cười chính mình đã suy nghĩ viễn vông. Bản thân nàng là một tam giai linh dược sư tối đa, cũng chỉ có thể đại khái đoán được phạm vi khuếch tán của đoàn sương mù kia là tầm 2 mét, chứ đừng nói là tên học viên hạng bét bình thường đi học không bao giờ chăm chú, luôn ngủ gà ngủ gật trước mặt này. Trong nội tâm của Khắc Lai Nhân, Kiệt Sâm có thể biết được không thuộc tính nguyên tố dịch khi đổ trực tiếp vào hỏa tinh quáng tinh luyện dịch
sẽ phát nổ đã là việc khó tin rồi. Hiện tại, hai người các ngươi lập tức rời khỏi phòng thí nghiệm cho ta, tới phòng làm việc của ta chờ đó. Cố nén lửa giận, trong lòng khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của Khắc Lai Nhân trở nên tái xanh. Nàng lúc giảng giải lý thuyết trên lớp đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần là không thuộc tính nguyên tố dịch cùng với hỏa tinh quáng tinh luyện dịch không thể trực tiếp hỗn hợp vào nhau như vậy. Thậm chí ngay trước lúc bắt đầu thí nghiệm nàng cũng đã đặc biệt nhắc lại một lần. Nhưng hai cái tên gia hỏa này không biết tâm thần để nơi nào mà không thèm nhớ. Mới vừa rồi, ngay trong giờ học của nàng lại phát sinh sự cố, biểu sao nàng không phẫn nộ giận dữ cho được. Vâng, Khắc Lai Nhân lão sư. Thấy Kiệt Sâm không có việc gì, Tạp La Đặc cũng cảm thấy thoải mái hơn, ứng tiếng một cái rồi nhìn Kiệt Sâm nháy mắt sau đó, thong thả hướng cửa phòng thí nghiệm đi đến. Vừa rồi vụ nổ phát sinh khiến Tạp La Đặc toàn thân mồ hôi lạnh, đến hiện tại vẫn còn sợ hãi, hai chân vẫn còn run run. Kiệt Sâm đối với ánh mắt của Tạp La Đặc hồn nhiên không chú ý, vẫn đứng tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm vào những dụng cụ và dược tề ở trên bàn không bị vụ nổ lúc nãy ảnh hưởng. Kiệt Sâm, chẳng lẽ ngươi không nghe được lời ta nói sao? Còn các ngươi nữa, tất cả trở về chỗ tiếp tục làm thí nghiệm cho ta. Thấy Kiệt Sâm sau khi mình phân phó mà vẫn đứng được ra đó, Khắc Lai Nhân không khỏi tức giận lớn giọng quát, cặp lông mày như tranh thêu của nàng đồng thời cũng dựng ngược lên. Thấy cặp lông mày nhỏ của Khắc Lai Nhân nhướng lên, tất cả học viên đang xem náo nhiệt đều thu hồi ánh mắt, cẩn thận tiến hành thí nghiệm của bản thân. Đối với tính tình của vị mỹ nữ lão sư này bọn họ đều rất rõ, mỗi lần nàng phẫn nộ đến mức tột cùng, thì lông mày của nàng sẽ không tự chủ được nhướng lên. Khắc Lai Nhân lão sư, thí nghiệm chiều hôm nay nội dung chủ yếu là phối chế dung dịch hỏa nguyên tố trụ cột. Nghe giọng nói đầy phẫn nộ của Khắc Lai Nhân, Kiệt Sâm chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn có chút mờ mịt, trong lúc nhìn lên cũng dần dần bình tĩnh lại. Cuối cùng đối diện với ánh mắt đang đè nén phẫn nộ của Khắc Lai Nhân. Ánh mắt vốn trống rỗng mờ mịt đã lập tức trở nên vô cùng kiên định và bình thản không mang theo một tia cảm tình nào. Không biết vì cái gì, khi nhìn thấy ánh mắt của Kiệt Sâm, Khắc Lai Nhân vốn đang phẫn nộ cũng bất giác trả lời. Kiệt Sâm không nói gì, ánh mắt của hắn lại nhìn về đống dụng cụ trên bàn. Ánh mắt vốn bình thản, sau một khắc lại trở nên vô cùng nghiêm túc, phảng phất như giờ phút này, những thứ trước mặt hắn không phải là những dụng cụ phối chế bình thường mà toàn là thiên tài địa bảo hiếm có trong thiên địa vậy. Phù. Thở phào một hơi, thân thể vốn đứng thẳng tắp của Kiệt Sâm rốt cuộc cũng động. Hơi tiến về phía trước một bước, Kiệt Sâm cầm lấy không thuộc tính nguyên tố dịch, trên bàn chậm rãi đổ vào trong một bình phối chế dịch trên bàn. Động tác của Kiệt Sâm rất chậm rãi, không chút nóng nảy nào. Không thuộc tính nguyên tố dịch ở trong không khí kéo thành một sợi tơ dài mỏng trong suốt chiết xạ ánh sáng óng ánh, từ những tia nắng bên ngoài cửa sổ rọi vào trông vô cùng ưu nhã. Khẽ ngửi hương vị thuần khiết nhàn nhạt của không thuộc tính nguyên tố dịch trong không khí, tay phải Kiệt Sâm nhẹ nhàng xoay tròn bình phối chế, đầu ngón tay chậm rãi trà sát mặt bình, trong đôi mắt Kiệt Sâm toát lên vẻ hưởng thụ và một chút tư vị nào đó. Trong mắt đám người Khắc Lai Nhân đang nhìn, thì động tác của Kiệt Sâm giống như là một lão binh đã nhiều năm không ra chiến trường, hôm nay một lần nữa được cầm lấy chiến đao, đã theo mình tung hoành chiến trường vô số lần vậy. Loại thần sắc này mang theo một tia tưởng niệm, cái vuốt ve bình phối chế kia vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Hai loại cảm giác trái ngược lại hoàn mỹ dung hợp, tự nhiên mà thành, không một chút trở ngại nào. Khi không thuộc tính nguyên tố dịch chứa đầy khoảng 1/3 dung tích bình phối chế, thì Kiệt Sâm mới đình chỉ rót vào. Tay trái nhẹ nhàng chạm lên bình đựng hỏa tinh quáng tinh luyện dịch, rồi đột nhiên vung mạnh một cái. Mấy người Khắc Lai Nhân căn bản chưa kịp phản ứng, thì đã thấy có một đoàn hỏa tinh quáng tinh luyện dịch to chừng nắm đám, từ miệng bình bay lên nhưng cái bình đựng hỏa tinh quáng tinh luyện dịch kia, từ đầu tới giờ vẫn đặt nguyên tại chỗ, phảng phất chưa có ai động đậy qua. Chăm chú nhìn vào đoàn hỏa tinh quáng tinh luyện dịch giữa không trung, hai mắt Kiệt Sâm lóe lên hai luồng tinh mang, tay phải hóa thành một đạo tàn ảnh xẹt qua mặt bàn thí nghiệm, đem bình phối chế cầm vào trong tay phóng tới đoàn hỏa tinh quáng tinh luyện dịch giữa không trung kia. Bình phối chế vẫn xoay tròn cực nhanh trong tay Kiệt Sâm không ngừng, hình thành nên một đạo bạch sắc ảo ảnh, miệng bình vốn không lớn bao nhiêu kia dường như dưới sự cao tốc xoay tròn lại trở nên càng lúc càng lớn. Đến khi tới gần đoàn hỏa tinh quáng tinh luyện dịch kia, thì độ lớn đã vừa khít với đoàn hỏa tinh quáng tinh luyện dịch, nhoáng cái đã đem nó nuốt vào trong miệng bình. Bành! Một tiếng nổ nhỏ vang lên, đoàn ánh sắc trắng bạc trong tay Kiệt Sâm đột nhiên hóa thành một đường tròn hồng sắc, nhưng là một cái mặt trời màu máu tán phát ra hồng mang chói mắt, mà lúc này Kiệt Sâm giống như chư thần khống chế hết thảy thiên địa trong lòng bàn tay vậy, cái mặt trời huyết sắc kia thủy chung vẫn nằm trong bàn tay phải của Kiệt Sâm không mảy may thoát khỏi. Âm thanh kinh ngạc trong phòng thí nghiệm liên tiếp vang lên, thậm chí có người có bật thốt khá to. Rất hiển nhiên, cử động này của Kiệt Sâm đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người nơi đây. Những người ở đây bình thường luôn tự nhận đối với Kiệt Sâm rất am hiểu, nhưng hiện tại trong mắt họ lại tràn ngập vẻ nghi hoặc và khiếp sợ. Khiến mọi người khiếp sợ hơn còn ở phía sau.
Kiệt Sâm giơ cao tay phải lên, đồng thời nâng cao tốc độ xoay tròn của bình phối chế, tay trái thì chạm lên một ít dược tề cần thiết khác để phối chế dung dịch hỏa nguyên tố trụ cột. Tay trái Kiệt Sâm mỗi lần chạm lên những bình dược tề kia đều khẽ động một cái, trong ánh mắt kinh ngạc không thể ký giải của mọi người, từng đoàn lớn lớn nhỏ nhỏ chất lỏng không đồng đều như tự động từ trong bình thoát ra rơi vào trong mặt trời huyết sắc trên tay phải của Kiệt Sâm, rồi biến mất tăm. Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều chăm chú nhìn vào hai tay của Kiệt Sâm muốn xem hắn làm thế nào được như vậy, nhưng không người nào có thể nhìn ra được. Ở đây, người duy nhất có thể thấy rõ động tác của Kiệt Sâm, cũng chỉ có linh dược sư tam giai là Khắc Lai Nhân. Trong linh thức của nàng, thân thể của Kiệt Sâm trong cả quá trình đều không ngừng lay động theo một quy luật nào đó, chỉ là biên độ dao động vô cùng nhỏ. Hơn nữa mỗi khối cơ bắp trên người Kiệt Sâm đều đang không ngừng rung động, kết hợp vô cùng hoàn mỹ với động tác trên tay. Khi tay trái Kiệt Sâm chạm lên các bình dược tề trên bàn, thì đều khẽ vặn cái mỗi bình một cái, chỉ là động tác này, quá nhanh mới khiến cho mọi người cảm giác là cái bình như không hề bị di động. Hơn nữa căn cứ theo tốc độ và biên độ vặn của, thì thể tích cùng tốc độ dược tề bay ra cũng bất đồng, nhưng hết thảy đều có thể vừa vặn rơi vào trong miệng bình phối chế đang xoay tròn cực nhanh, trên tay phải Kiệt Sâm. Cả quá trình nói ra thì cực kỳ đơn giản, nhưng thao tác thực tế thì độ khó vô cùng cao. Việc khống chế cơ bắp phối hợp trong cả quá trình chỉ cần hơi có chút không cân đối, thì thí nghiệm sẽ thất bại trong gang tấc. Ít nhất là trong lý giải của Khắc Lai Nhân, loại thủ pháp thần kỳ này nàng chưa từng thấy cũng như chưa từng nghe qua bao giờ. Khi mọi người còn đang ngơ ngác nhìn cái mặt trời huyết sắc trên tay phải của Kiệt Sâm, thì một đạo tàn ảnh màu đen đột nhiên xẹt qua. Tay trái đang rãnh rỗi của Kiệt Sâm như thiểm điện gia nhập vào chiến đoàn. Không đợi cho mọi người kịp phản ứng, mặt trời huyết sắc trên tay phải của Kiệt Sâm đột nhiên biến mất không thấy nữa. Một bình dung dịch màu đỏ thẫm tỏa ra hồng mang lóng lánh theo đó, xuất hiện trên mặt bàn thí nghiệm trước mặt Kiệt Sâm toát ra vẻ vô cùng thần bí, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Khắc Lai Nhân lão sư, bài tập thực hành thí nghiệm người giao, ta đã hoàn thành, ta nghĩ ta có thể trở về rồi chứ. Không đợi Khắc Lai Nhân kịp lên tiếng, Kiệt Sâm đã đem cái bình dung dịch màu đỏ thẫm kia nhẹ nhàng đưa tới trước mặt nàng. Sau đó nhấc chân đi về phía cửa phòng thí nghiệm mà đi. Trên đường đi Kiệt Sâm đi qua, tất cả học viên đều trợn mắt há mồm nhao nhao mở ra một con đường cho hắn đi. Đến khi bóng lưng Kiệt Sâm đã biến mất ngoài cửa, mà cả đám vẫn còn ở trong tình trạng ngốc trệ. Cái này. Vẻ mặt Khắc Lai Nhân vẫn còn khiếp sợ nhìn bình dung dịch đỏ thẫm trên tay. Trong linh thức của nàng, bình dung dịch này tản ra một đoàn khí tức hỏa hệ nguyên tố như có như không nhưng lại vô cùng tinh khiết đã nói rõ thân phận của dung dịch này. Đích xác chính là dung dịch hỏa nguyên tố trụ cột. Tai linh dược giới, một lọ dung dịch hỏa nguyên tố trụ cột nếu như phát tán ra nguyên tố khí tức càng nhạt, thì chứng tỏ hỏa hệ nguyên tố bên trong càng nội liễm, độ tinh khiết càng lớn cũng tương đương với phẩm giai càng cao. Mà giờ khắc này, bình dung dịch hỏa nguyên tố trụ cột trước mặt Khắc Lai Nhân phát ra khí tức nguyên tố gần như bằng không. Loại phẩm giai này Khắc Lai Nhân chỉ thấy vẻn vẹn một lần duy nhất khi chứng kiến đạo sư của nàng tự mình phối chế. Về sau, nàng được nghe chính miệng đạo sư của mình nói rằng, lần phối chế đó chính là lần phối chế hoàn mỹ nhất trong đời hắn. Nhưng mà, chính thức làm cho Khắc Lai Nhân khiếp sợ còn chưa phải là những cái này. Tại linh dược giới, dung dịch hỏa nguyên tố trụ cột là một trong những dược tề cơ bản và quan trọng nhất của linh dược học. Mà cách phối chế dung dịch hỏa nguyên tố trụ cột cũng là một trong những thí nghiệm trụ cột buộc phải nắm giữ của các học viên trong linh dược hệ. Cáo này không chỉ bởi vì dung dịch hỏa nguyên tố trụ cột là dược tề được sử dụng phổ biến nhất trên đại lục, cũng không chỉ vì dung dịch hỏa nguyên tố trụ cột là một trong những dược tề dễ phối chế nhất trong linh dược học. Nguyên nhân trọng yếu nhất là trong lúc phối chế dung dịch hỏa nguyên tố trụ cột, cần đảm bảo nguyên lý phối hợp các loại dược dịch khác nhau, trong quá trình đó còn bao gồm cả các trình tự như dung hợp, tinh luyện, chắt lọc, phân ly, càng góp phần đề cao việc rèn luyện linh thức phân tích dược tề phù hợp. Mà trong những thao tác vừa rồi của Kiệt Sâm, Khắc Lai Nhân căn bản không thấy được bất luận một bước nào đột nhiên. Nàng chỉ chứng kiến thấy Kiệt Sâm đem rất nhiều loại dược tề trong đó hỗn hợp lại, càng làm cho nàng khiếp sợ là, trong cả quá trình phối chế nàng không cảm nhận được Kiệt Sâm phóng xuất ra, cho dù chỉ là một tia linh thức nhỏ nào. Phải biết rằng, linh thức trong phối chế linh dược tề là một việc không thể thiếu, mà càng là việc trọng yếu hàng đầu, bởi vì linh thức sẽ giúp linh dược sư phán đoán phản ứng của hai, hoặc nhiều chủng loại dược tề bất đồng trong quá trình dung hợp như thế nào, điều này là vô cùng quan trọng quyết định thành bại, cũng như phẩm giai của dược tề được phối chế ra. Cái này, vừa rồi quả thật là Kiệt Sâm sao? Tạp La Đặc nhìn bình dung dịch hỏa nguyên tố trụ cột trên tay Khắc Lai Nhân, mà không khỏi mê mang, bởi vì trong cả học viện này, Tạp La Đặc hắn có thể xem là người quen thuộc với Kiệt Sâm nhất, nhưng lúc này hắn vẫn cứ như mơ. Đúng rồi, Kiệt Sâm đâu? Sau một lúc khiếp sợ, Khắc Lai Nhân mới đột nhiên nhìn lại chỗ Kiệt Sâm đứng,
thì đã không thấy thân ảnh của hắn đâu nữa. Khắc Lai Nhân lão sư, Kiệt Sâm vừa đi ra ngoài rồi. Đi ra ngoài. Các người tiếp tục làm thí nghiệm đi, hôm nay tất cả mọi người đều phải nắm giữ được cách phối chế dung dịch hỏa nguyên tố trụ cột này cho ta. Khắc Lai Nhân cố nén tâm tình muốn lập tức chạy đi tìm Kiệt Sâm lại, thở mạnh ra một hơi phân phó. Nàng biết rõ, buổi thí nghiệm chiều nay còn chưa kết thúc, là một giáo sư linh dược học, ở chỗ này còn hơn 100 đệ tử cần nàng chiếu cố. Kiệt Sâm sau khi đưa hỏa nguyên trụ cột dịch cho Khắc Lai Nhân và lưu lại câu nói kia liền rời đi. Giờ phút này hắn đang lểnh thểnh đi ra Đại Môn Học Viện, bước đi vô mục đích trên đường phố Tháp Lâm Thành. Cảm thụ được hai tay run rẩy và đau nhức liên hồi lại nghĩ tới cảnh phối chế vừa rồi, Kiệt Sâm không khỏi lắc lắc đầu. Cái thân thể hiện tại của hắn thật sự là quá yếu, kiếp trước Kiệt Sâm vô cùng dễ dàng, thuận tay là có thể phối chế ra loại linh dược tề này với phẩm giai cao nhất, khí tức nguyên tố hoàn toàn nội liễm vào trong, nhưng hiện tại mặc dù hắn đã xuất toàn lực, mà vẫn không thể nào đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Hơn nữa, từ cảm giác hai bàn tay truyền lại, Kiệt Sâm biết rõ trong lúc phối chế, cơ nhục trên hai tay hắn đã có rất nhỏ tổn thương và tê liệt. Việc này đối với kiếp trước của hắn là căn bản không thể nào xảy ra, cũng không thể nào tưởng tượng được. Trên đường ngựa xe như nước, người đến người đi tấp nập và rầm rĩ tiếng huyên náo, nhưng trong nội tâm Kiệt Sâm lúc này mọi thứ cứ như một giấc mộng, trong mắt không có chút sắc thái nào. Không biết đã lang thang trên đường cái bao lâu, đột nhiên trong ánh mắt Kiệt Sâm toát ra một tia thần thái khi nhìn vào một tòa kiến trúc bề thế khí khái ở phía trước. Đây là một kiến trúc theo kiểu châu Âu toàn bộ do đá cẩm thạch xây nên, cả kiến trúc đều lộ ra vẻ cực kỳ trang nghiêm cao quý. Càng kỳ lạ là mặc dù những nơi khác ngựa xe tấp nập, nhưng quảng trước mặt tòa kiến trúc này lại rất ít người qua lại, chỉ có vài chiếc xe ngựa trang trí cực kỳ xa hoa đậu, ở đó làm tôn thêm vẻ quý trọng của tòa kiến trúc này. Một ít người khi đi ngang qua đây, nhìn về tòa kiến trúc kia trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ tôn kính và trang trọng. Ánh mắt của Kiệt Sâm dừng lại trên một huy chương bằng đá trước đại môn. Bề mặt huy chương khắc một quyền trục nằm ngang nghiêng một góc dựa vào một cái bình dược tề. Đồ hình trên tấm huy chương nhìn vô cùng sống động, chắc hẳn là do một vị đại sư điêu khắc tạc ra. Cái đồ án trên tấm huy chương này chính là đại biểu cho thế lực lớn nhất trên đại lục này, Linh Dược Sư Công Hội. Bất giác, Kiệt Sâm đã chậm rãi đi tới trước Linh Dược Sư Công Hội. Ở kiếp trước, thân là đại lục duy nhất cửu giai linh dược thánh sư, cả cuộc đời đều kính dâng cho linh dược học, cho nên lúc này khi nhìn thấy Linh Dược Sư Công Hội trước mặt, trong lòng Kiệt Sâm không tránh khỏi có một tia xúc động. Bên ngoài đại môn của Linh Dược Sư Công Hội tuy nhìn vô cùng quý phái, nhưng cũng không kém hùng vĩ. Khi đi vào bên trong, trước mặt lại mà một không gian rộng mở trong sáng, một quảng trường khổng lồ xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm. Trên đại sảnh cũng không có bao nhiêu người, nhưng diện tích của nó thì quả thật rất lớn. Trong đại sảnh, mỗi người đều vùi đầu vào phần công việc của mình, trong khí tản mát một cổ hương vị do đủ loại khí tức dược tề hỗn hợp mà thành. Loại hương vị này đối với Kiệt Sâm vô cùng quen thuộc, khiến cho hắn như thoáng cái đã trở lại quá khứ. Linh Dược Sư Công Hội lúc này so với 3.000 năm sau cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nhớ rõ năm đó, khi Kiệt Sâm chính mình lần thứ nhất đi vào đây, tiến hành chứng thực nhị cấp linh dược sĩ đã bị tràng diện to lớn nơi này dọa cho giật mình không ít. Hoan nghênh tới Linh Dược Sư Công Hội của Tháp Lâm Thành. Một âm thanh nữ nhân vô cùng êm tai truyền tới trước mặt Kiệt Sâm. Kiệt Sâm lập tức hồi phục tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy trước mặt đang có một vị nữ tử tóc ngắn xinh đẹp mặc đồng phục của công hội đứng trước mặt. Hóa ra, trong lúc suy nghĩ vẫn vơ, Kiệt Sâm đã đi tới trước quầy phục vụ trong đại sảnh. Xin chào ngài, xin hỏi ngài cần gì? Khải Tát Lâm tươi cười đứng trước mặt Kiệt Sâm hỏi. Thực tế thì lúc Kiệt Sâm vừa bước chân vào đây, thì Khải Tát Lâm đã chú ý tới hắn. Người thiếu niên này thoạt nhìn chỉ tầm 17-18 tuổi, trên mặt còn chưa hoàn toàn bỏ đi vẻ ngây thơ của hài tử, xiêm y trên người cũng không hề gọn gàng. Lộ ra chút tùy ý, nhưng trong lòng Khải Tát Lâm lại không chút nào khinh thị. Linh dược sư là một chức nghiệp cao quý trên đại lục này, mà một ít linh dược sư ở những phương diện khác không quá để ý. Giống như hội trưởng công hội Tát Cáp đại sư, mỗi lần gặp ông ta đều thấy ông ta chỉ mặc một bộ trường bào cũ rích, nhưng không ai dám đối với ông ta có chút khinh thị nào. Linh dược sư công hội tuy không hạn chế bất kỳ ai tiến vào, nhưng cũng không phải ai cũng dám đi vào đây. Ngay cả những đê giai linh dược sư khi đi vào đây, thần sắc cùng động tác đều vô cùng cẩn thận. Nhưng thiếu niên trước mặt này khi tiến vào đây, Khải Tát Lâm từ trong ánh mắt của hắn lại cảm nhận được sự tùy ý và nhẹ nhõm. Loại thần sắc đó thật sự giống như Linh Dược Sư Công Hội này, chính là nhà của hắn vậy, căn bản không chút câu thúc hay sợ hãi nào. Loại thần thái này Khải Tát Lâm chỉ bắt gặp ở một số ít Linh Dược Sư cao cấp mới cảm thụ được. Có lẽ thiếu niên này là đệ tử của vị đại sư nào đó. Mặc dù còn chưa biết Kiệt Sâm là ai, nhưng trong lòng Khải Tát Lâm đã tự đưa ra một số đánh giá nhất định. Ta chỉ tùy tiện nhìn xem thôi. Kiệt Sâm nhàn nhạt trả lời, ánh mắt thì tùy ý lưu động khắp đại sảnh.
bộ dáng tươi cười trên mặt Khải Tát Lâm càng tươi hơn, loại thần thái tùy ý này không phải ai cũng có được. Nếu như ngài trong quá trình phối chế dược tề gặp phải nghi hoặc hay phiền toái gì cần giúp đỡ thì hãy đến khu vực số 3 bên trái đại sảnh. Nếu ngài muốn mua tài liệu và vật phẩm thì tới khu giao dịch ở khu vực số 2 bên phải đại sảnh. Ngoài ra còn có các khu vực khác như khu tin tức, khu dược tề thành phẩm, dược tề phối chế. Trên bảng hướng dẫn trong đại sảnh có ghi rõ ràng tất cả. Khải Tát Lâm căn cứ theo suy đoán trong lòng về nguyên nhân thiếu niên trước mặt này, đến Linh Dược Sư Công Hội để nhắc nhở, trên mặt thủy chung vẫn tươi cười niềm nỡ. Ngài có thể tùy ý xem, bốn phía dạo chơi, nếu có vấn đề gì thì có thể tới tìm tôi luôn ở ngay tại quầy phục vụ đại sảnh này. Sau khi tùy ý nhìn khắp nơi trong đại sảnh, Kiệt Sâm không tự giác nhấc chân đi, về phía khu vực hỗ trợ ở khu số 3 bên trái đại sảnh. Thấy Kiệt Sâm đi tới khu vực hỗ trợ, Khải Tát Lâm cũng thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ. Quả nhiên như mình đoán, đây hẳn là một vị linh dược sư trẻ tuổi gặp phiền toái trong lúc phối chế dược tề. Sau khi ổn định tâm thần, Khải Tát Lâm bắt đầu tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Hôm nay nàng còn rất nhiều thứ còn chưa xử lý xong. Xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm là từng dãy ngăn tủ lớn bằng kim loại cao cỡ một người lớn. Trên bề mặt các ngăn tủ đều biểu hiện một chút tin tức, mà ở bên trong mỗi ngăn tủ đều đặt một chồng giấy và một cây bút. Tới trước một ngăn tủ, Kiệt Sâm cẩn thận quan sát tin tức trên mặt tủ. Trong quá trình phối chế tiêu dung tề, sau khi bỏ vào xăng lưu dịch, thì phản ứng kịch liệt cùng với đại lượng linh nguyên tố tán phát ra sẽ khiến cho linh thức khó nắm bắt được trình độ phản ứng của dung dịch, không cách nào khống chế hai loại dung dịch này hỗn hợp được. Phải làm như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này? Có thể giải quyết từ vấn đề hình thái bên ngoài của dược tề không? Tiêu dung tề là một loại thượng phẩm dược tề cấp 2. Linh dược tề trong đồng cấp cũng chia thành thượng trung hạ tam phẩm, linh dược sư trong đồng cấp cũng đồng dạng chia thành 3 cấp thượng trung hạ phân biệt đối ứng với tam phẩm của dược tề. Nếu một linh dược sĩ cấp 2 có thể phối chế ra 3 loại, đã ngoài thượng phẩm dược tề cấp 2, thì vị linh dược sư này có thể được xưng là một cấp 2 linh dược sĩ thượng phẩm. Tiêu dung tề là một loại dược tề chuyên dùng để thanh trừ tạp chất trong các khoáng vật được đào ra từ trong quặng khoáng, cho nên nó là một loại phụ trợ dược tề, thuộc về loại cấp 2 thượng phẩm linh dược tề đơn giản nhất. Quá trình phối chế nó đối với một linh dược sĩ cấp 2 cũng không tính là phức tạp. Chỉ có một khó khăn duy nhất là, trong quá trình phối chế khi cho thêm xăng lưu dịch vào, nếu linh thức không đạt tới trình độ cấp 2 thượng phẩm, thì rất khó nắm bắt được thời cơ để hai dung dịch hỗn hợp hoàn toàn với nhau, do đó dễ dẫn tới tình trạng phối chế thất bại. Rất rõ ràng, linh dược sư đưa ra vấn đề này, còn chưa đạt tới trình độ nhị hai thượng phẩm linh dược sĩ đang muốn dựa vào một loại vận may để giúp cho một linh dược sĩ cấp 2 chưa đạt tới thượng phẩm, như hắn cũng có thể phối chế ra nhị giai thượng phẩm tiêu dung tề. Sau khi đặt ra vấn đề hỏi, hắn còn dựa theo một góc độ khác để đưa ra cách suy nghĩ giải quyết vấn đề này, tuy nhiên chính hắn vẫn chưa thực sự tìm ra được biện pháp. Chứng kiến vấn đề này, thần sắc Kiệt Sâm không khỏi có chút hoảng hốt, một sự kiện nào đó lập tức xuất hiện trong đầu hắn. Trên thế giới này, linh dược sư mà một chức nghiệp cực kỳ tôn quý, mà muốn trở thành một linh dược sư thì nhất định phải có thiên phú cực cao, đồng thời cần phải có linh thức cường đại hỗ trợ. Linh thức thiên phú là bẩm sinh, nó chẳng nhất là thứ quan trọng nhất đối với linh dược sư mà đối với linh sư cũng trọng yếu không kém. Linh thức mạnh yếu cũng đại biểu cho khả năng câu thông với nguyên tố trong thiên đại mạnh yếu thế nào. Linh thức có thể dựa vào hậu thiên tu luyện để không ngừng nâng cao. Một người nếu không chịu kiên trì không ngừng tu luyện linh thức thì hắn không thể nào trở thành linh sư cũng như linh dược sư được. Ở kiếp trước, do cha mẹ đã mất sớm trong chiến loạn, nên từ nhỏ Kiệt Sâm đã có mộng tưởng trở thành một linh sư cường đại. Nhưng sau khi trải qua kiểm tra thì linh thức tiên thiên của Kiệt Sâm rất yếu, không có thiên phú để trở thành một linh sư được. Sau khi biết kết quả nhưng Kiệt Sâm vẫn không hề buông tha cho mộng tưởng của mình. Biết rõ là không có khả năng, nhưng hắn vẫn dứt khoát bước lên con đường tu luyện linh sư, trải qua 5 năm cô cùng gian khổ tu luyện, đã chảy không biết bao nhiêu máu và nước mắt, nếm qua không ít khổ đau nhưng linh thức của Kiệt Sâm vẫn chỉ dừng lại ở nhị giai. Lúc này Kiệt Sâm đã triệt để minh bạch, cho dù cả đời này hắn có cố gắng thế nào đi nữa, cũng vĩnh viễn không thể trở thành linh sư, cho dù là một nhất giai linh đồ cũng không được. Nhưng bu ông tha cho con đường linh sư thì Kiệt Sâm không cam lòng, nên hắn lại bắt đầu đi lên một con đường còn gian nan hơn là linh dược sư. Do giỏi về quan sát nên Kiệt Sâm phát hiện, tại thời điểm phối chế bất luận loại dược tề nào, ngoài trừ sự biến hóa của nguyên tố năng lượng bên trong dung dịch, thì hình thái bên ngoài của dung dịch, nhan sắc, mùi, độ ẩm, mật độ, xúc cảm, các loại nhân tố này cũng đang không biến hóa. Mà ở phương diện dược tề phản ứng này Kiệt Sâm lại biểu hiện ra thiên phú kinh người. Mặc dù chỉ linh thức nhị giai, dựa vào sự cảm ứng yếu ớt với nguyên tố như vậy, kết hợp với hình thái vật lý phản ứng của dược tề, Kiệt Sâm bắt đầu không ngừng nghiên cứu phối chế các loại dược tề cao cấp. Tại lúc hắn 26 tuổi thì đã thành công trở thành người duy nhất
trên đại lục đạt được danh hiệu cửu giai linh dược thánh sư. Kiệt Sâm căn cứ vào sự biến hóa hình thái vật lý của dược tề, đã nghiên cứu sáng tạo ra thủ pháp phối chế hoàn toàn riêng biệt, đồng thời mở ra cho tất cả linh dược sư trên đại lục một con đường mới. Và Kiệt Sâm lúc đó cũng được linh dược sư công hội tặng cho danh hiệu người sáng lập kỹ thuật lưu của linh dược giới. Là một linh dược sư, mục tiêu của Kiệt Sâm đương nhiên là cảnh giới thập giai dược thần, nhưng Kiệt Sâm cũng minh bạch, con đường linh dược sư của hắn đã đi tới bước cuối cùng rồi. Trải qua nhiều năm tu luyện nghiên cứu như vậy, tại lúc Kiệt Sâm 27 tuổi mà linh thức của hắn cũng chỉ đại tới ngũ giai. Hắn sáng lập ra kỹ thuật lưu, cũng chỉ có thể đưa hắn tới đỉnh phong cửu giai linh dược thánh sư, chứ không thể nào giúp hắn trùng kích cảnh giới thập giai dược thần được. Thần lĩnh vực, đó là một cấm khu tồn tại. Kiệt Sâm minh bạch, cảnh giới đó chỉ sợ khi bản thân hắn đạt được cửu giai linh thức kết hợp với thần hồ kỳ kỹ thủ pháp của hắn mới có thể trùng kích được. Thân là cửu giai linh dược thánh sư, Kiệt Sâm cho dù đã trở thành đệ nhất linh dược sư của đại lục, nhưng vẫn không thể trùng kích cảnh giới dược thần luôn là nỗi tiếc hận ẩn sâu trong lòng hắn. Trong quá trình phối chế tiêu dung tề, sau khi bỏ thêm vào xăng lưu dịch, thì trong bình phối chế sẽ xuất hiện một lớp dầu phân cách rất nhỏ. Khi đem lớp dầu này di động tới giữa bình thì chính là thời khắc phối chế tốt nhất. Cầm lấy cây bút trong ngăn tủ, sau khi viết lên một trang giấy những lời sau, Kiệt Sâm lại theo thói quen ký tên hai chữ KS, rồi mới thả tờ giấy lại vào trong ngăn tủ, rồi tiếp tục nhìn tới những ngăn tủ tiếp theo. Đến khi Kiệt Sâm rời khỏi linh dược sư công hội thì trời đã chạng vạng tối, hoàng hồn bu ông xuống nhuộm bầu trời của tháp Lâm Thành thành một tầng vàng kim óng ánh huyễn lệ. Trong bất chi bất giác, Kiệt Sâm đã ở trong linh dược sư công hội suốt cả buổi trưa. Kim quang nhu hòa của trời chiều chiếu xạ vào hai trong mắt của Kiệt Sâm. So với lúc buổi trưa thì vẻ mê mang trong đôi mắt Kiệt Sâm đã không còn nữa, hiện tại chỉ còn là ý chí chiến đấu không khuất phục. Kiếp trước của Kiệt Sâm, bởi vì thiên phú bẩm sinh không đủ nên không thể trở thành một linh sư cường đại, lại càng bởi vì linh thức nên cả đời cũng không thể đột phá lên thập giai dược thần lĩnh vực được. Ở kiếp trước, đây là hai điều khiến cho lòng hắn luôn đau nhức, mà hôm nay không phải thượng thiên đã cho hắn thêm một lần cơ hội để hoàn thành mộng ước từ kiếp trước sao? Mang trên mặt bộ dáng tươi cười lạnh nhạt, Kiệt Sâm chậm rãi bước chân đi về Tây Tư Linh Lực Học Viện. Ánh trời chiều rọi lên thân hình cao ngất gầy yếu của hắn, không hiểu sao lại khiến cho người khác có cảm giác bóng lưng hắn vô cùng cao lớn và kiên định. Tiếu Ba làm công ở Linh Dược Sư Công Hội Tháp Lâm Thành đã hơn một năm, là một tiền bối đạt tới cửu cấp linh dược đồ. Trong linh dược hệ của Học viện Tây Tư, Tiếu Ba chỉ còn kém một cấp là có thể trở thành một gã nhất giai hạ phẩm linh dược đồ chính thức, rồi từ đó có thể đưa bản thân hắn vào trong đội ngũ những linh dược sư cao cấp. Hiện tại Tiếu Ba ở Linh Dược Sư Công Hội tại thành Tháp Lâm này cũng chỉ làm vài công việc lặt vặt, không có bao nhiêu thù lao. Trên thực tế, dùng thân phận của Tiếu Ba căn bản không cần phải đi làm những việc như thế này, cho dù nơi hắn làm công là nơi có địa vị cực cao như Linh Dược Sư Công Hội đi nữa. Mỗi một linh dược sư đều là tài phú cực kỳ chân quý, là một cửu cấp linh dược đồ, hiện tại Tiếu Ba đã có thể phối chế được không ít trụ cột dược tề. Chỗ khiếm khuyết của hắn chỉ là kinh nghiệm cùng năng lực tự mình phối chế ra một bình nhất giai hạ phẩm linh dược tề mà thôi. Linh dược sư là một chức nghiệp đòi hỏi thiên phú và sự tích lũy kinh nghiệm cực cao, mà bầu không khí ở trong linh dược sư công hội này có thể giúp cho Tiếu Ba được lợi rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân vì sao hiện tại hắn vẫn còn ở lại đây làm công. Tiếu Ba vừa mới hoàn tất dược tề tiêu hao công cộng ở khu vực thí nghiệm phối chế xong, hiện tại hắn đang đứng trước mấy tủ kim loại của khu vực hỗ trợ chuẩn bị bắt đầu công việc cuối cùng. Trong ngày của hắn là đem những đáp án trong các tủ kim loại mang tới chỗ khu vực thông tin để thông chi đến người xin được hỗ trợ. Thuần thục mở ra ngăn tủ đầu tiên, Tiếu Ba tùy ý quét qua một chút, tay phải đang muốn theo thói quen đóng ngăn tủ này lại, thì đột nhiên dừng bặt lại giữa chừng. Ở tổng góc của ngăn tủ có một mảnh giấy đáp án đang lẳng lặng nằm ở đó. Khu hỗ trợ này là nơi để mọi người tới nhờ giải quyết khó khăn trong việc phối chế của mình, dùng kinh nghiệm của Tiếu Ba ở Linh Dược Sư Công Hội này hơn một năm thì nó cũng không có bao nhiêu công dụng. Trên thực tế, cho dù mỗi người trong quá trình phối chế cũng sẽ gặp đủ loại vấn đề, nhưng những vấn đề này, đại đa số đều là do sai lầm của bản thân người phối phế nảy sinh, những sai lầm này mỗi linh dược sư đều có thể từ các đồng bạn của mình tìm được lời giải đáp. Còn chân chính xin giúp đỡ trên cơ bản đều là một ít vấn đề không có kết luận, hoặc là không có biện pháp giải quyết vấn đề. Bởi vậy, Tiếu Ba rất ít khi phát hiện những lời đáp án trong các ngăn tủ này. Mỗi khi phát hiện có đáp án trên cơ bản đều có xác suất rất lớn là có thể giải quyết được vấn đề. Có rất ít linh dược sư đưa đáp án sai ra để lừa gạt người khác, dù sao những đáp án này đều sẽ có ghi chép ở linh dược sư công hội. Nhẹ nhàng lấy trang giấy đáp án kia ra, Tiếu Ba tiến hành đăng ký trên tờ giấy đăng ký hắn luôn cầm theo một chút, rồi lập tức bước tới ngăn tủ thứ hai. Ở ngăn tủ thứ hai này, Tiếu Ba cũng theo thói quen vừa mở ra rồi đóng lại, nhưng lần này vẫn gặp được trang giấy đáp án như ngăn tủ thứ nhất.
hôm nay có chuyện gì vậy? Chừng lẽ có một linh dược đại sư đến công hội? Hay là Tát Cáp hội trưởng hôm nay đột xuất có hứng thú, đến khu hỗ trợ đi dạo một vòng? Tiết Ba khẽ lẩm bẩm trong miệng, rồi thuận tay đăng ký, sau đó đi tới ngăn tủ thứ ba. Một trang giấy đáp án lẳng lặng nằm ở ngăn tủ cuối cùng xuất hiện trước mặt Tiếu Ba. Tiếu Ba, lúc Kiệt Sâm trở lại học viện thì sắc trời đã lờ mờ, ở trong phòng ăn tùy tiện ăn ít đồ ăn, rồi Kiệt Sâm trở lại ký túc xá của mình. Trong Tây Tư học viện, căn cứ theo học phí học viên nộp nhiều ít, mà ký túc xá sẽ phân hoặc 2 hoặc 4 hoặc 6 người chung một phòng, và Kiệt Sâm được phân ở khu ký túc xá cao cấp của học viện. Đẩy cửa ký túc xá của mình ra, nhìn những vật dụng và bài trí quen thuộc bên trong, khóe miệng Kiệt Sâm nhẹ thở ra một hơi rồi khoanh chân ngồi xuống giường của mình. Trong hai mắt đột nhiên toát ra hai luồng hào quang bức nhân, rồi lập tức khép lại. Như vậy, bắt đầu thôi. Trong miệng khẽ lẩm bẩm một tiếng, hai tay Kiệt Sâm giao nhau đặt trước đan điền, cả người lập tức trầm tĩnh lại, cả linh hồn liền lâm vào một trạng thái linh hoạt kỳ ảo. Sau khi đã tìm ra mục tiêu của bản thân, trở lại ký túc xá, Kiệt Sâm không hề lãng phí một chút thời gian nào. Hiện tại hắn cần phải nhanh chóng hiểu rõ được trạng thái của thân thể hiện tại. Kiếp trước hắn bằng vào cố gắng cuối cùng, cũng đạt tới đẳng giai linh dược thánh sư, cùng với tính cách chấp nhất này, của hắn cũng có liên hệ mật thiết. Kiệt Sâm giữ nhịp độ hô hấp vô cùng nhẹ nhàng, ở kiếp trước đã có kinh nghiệm vô cùng sâu đậm, giờ phút này hắn đang chậm rãi tiến vào trạng thái nhập định của linh sư. Trong cảm giác của Kiệt Sâm, tất cả cảm trên toàn thân theo thời gian chậm rãi tiêu tán, vô luận là khứu giác, vị giác, xúc giác, thị giác, nói chung là tất cả các cảm giác từng cái đều rời xa. Cả thiên địa trong cảm giác của hắn từ từ chuyển từ sáng sáng tối đen, rồi hoàn toàn đen kịt. Loại đen kịt này cũng không phải do thị giác mang đến mà, bởi vì hắn đã hoàn toàn đóng cửa các giác quan, tiến vào trạng thái không minh mà có. Một người nếu như muốn trở thành một linh sư, thì đầu tiên nhất định phải cảm ứng được thiên địa nguyên tố, mà muốn cảm ứng được thiên địa nguyên tố thì phải tiến vào trạng thái nhập định. Trạng thái này chính là che lại tất cả các giác quan của bản thân, khiến cho đầu óc rơi vào một trạng thái kỳ ảo, không có bất kỳ suy nghĩ hay ý niệm nào trong đầu. Đây được gọi là cảnh giới vô pháp vô niệm. Loại cảnh giới này, người có ngộ tính cao được trưởng bối chỉ dẫn thì lục lọi vài ngày là có thể tiến vào. Người có ngộ tính kém thì dù có khắc khổ, thì có thể nói cả đời cũng không thể tiến vào trạng thái vô pháp vô niệm này được. Kiếp trước của Kiệt Sâm, lần đầu tiên tiếp xúc với việc nhập định mất gần nửa ngày thời gian. Có thể nói về phương diện tiến vào cảnh giới vô pháp vô niệm này, Kiệt Sâm có thiên phú cực kỳ kinh người. Hắn chỉ có một khuyết điểm duy nhất là thiếu thiên phú về phương diện linh thức mà thôi. Sau khi tiến vào trạng thái nhập định, Kiệt Sâm bắt đầu tinh tế thăm dò khối thân thể này. Một lát sau khi đã cảm nhận được tình huống của cái thân thể này, Kiệt Sâm không khỏi chấn động. Trong cảm giác linh thức của Kiệt Sâm, từng đạo khí lưu sệt sệt màu trắng ngà, như sữa hoàn toàn do linh lực cấu thành đang ở trong kinh mạch hắn chậm rãi vận chuyển. Làm cho Kiệt Sâm giật mình là những đạo khí lưu màu trắng sữa này đã gần như hình thành chất lỏng rồi. Ở kiếp trước, lúc trước khi trọng sinh, linh lực của Kiệt Sâm ở vào khoảng ngũ giai, cho nên đối với trạng thái ngũ giai linh lực hắn cực kỳ tinh tường. Dưới tình huống bình thường, chưa tu luyện tới nhất giai linh đồ sư thì linh lực trong cơ thể cực kỳ mỏng manh. Dưới linh đồ, bất luận người tu luyện nào mỗi lần để thăng một cấp, thì linh lực trong kinh mạch vẫn vô cùng nhạt, chỉ giống như vũ khí gần như trong suốt mà thôi. Thông qua không ngừng tu luyện và tích lũy, vũ khí trong suốt trong cơ thể sẽ từ từ trở nên dày đặc, đợi đến khi vũ khí chuyển thành màu trắng mờ, thì đã đủ điều kiện để trùng kích lên đẳng giai tiếp theo. Bởi vậy, khi Kiệt Sâm cảm giác được linh lực ngũ giai của mình ở trong kinh mạch lại đậm đặc gần như chất lỏng, thì với kiến thức hai kiếp của hắn cũng khó tránh khỏi trợn mắt há mồm. Một đoạn trí nhớ có chút đứt quãng chậm rãi xuất hiện trong đầu Kiệt Sâm, theo đoạn trí nhớ kia không ngừng hoàn thiện, Kiệt Sâm cũng chậm rãi minh bạch chân tướng. Tên Kiệt Sâm trước kia, ở phương diện tu luyện linh lực lại là một người rất có thiên phú, 12 tuổi lần đầu tiếp xúc với linh lực, hắn chỉ dùng có một năm thời gian liền đột phá tới tam giai linh lực, rồi dùng thực lực đó tiến vào học viện Tây Tư này. Mà ở trong học viện, chỉ trong vòng nửa năm hắn liền đột phát 2 cấp, một đường tiến thẳng tới cấp độ ngũ giai linh lực, chuyện này lúc đó cũng khiến cho cả học viện chấn động không nhỏ. Nhưng ngay tại lúc tất cả các lão sư của học viên đối với Kiệt Sâm tràn ngập kỳ vọng, thì Kiệt Sâm lại đột nhiên tu luyện trì trệ không tiến. Ở trong mắt mọi người, lúc đó Kiệt Sâm tự hồ trở nên sa đọa, 2 năm kế tiếp, thực lực của Kiệt Sâm vẫn một mực dừng lại ngũ giai, không có chút đột phá nào. Do không có bất kỳ tiến bộ nào nên trong những lần khảo hạch kế tiếp của học viện, mỗi lần Kiệt Sâm đều lấy việc không hợp cách mà thất bại. Trong học viện Tây Tư này, đệ tử không có cố định kỳ hạn tốt nghiệp, chỉ cần trong vòng 10 năm có thể trở thành một linh đồ là có thể thuận lợi tốt nghiệp, nếu trong vòng 10 năm đó vẫn không trở thành linh đồ thì cũng sẽ tự động tốt nghiệp. Bất quá trong Tây Tư học viện lại có một quy định, nếu một học viên liên tục 2 năm liền trong các đợt khảo hạch mà không hợp cách thì sẽ bị học viện cưỡng chế về nhà,
hay nói cách khác chính là bị đuổi học. Nhưng từ lúc Tây Tư Học Viện được thành lập, đến bây giờ vẫn chưa hề xuất hiện một học viên nào rơi vào trường hợp bị cưỡng chế nghỉ học như vậy. Kiệt Sâm do vẫn một mực khảo hạch không hợp cách nên dần dần cũng bị các học viên trong học viện ban cho cái danh xưng đệ nhất phế vật. Trong mắt mọi người thì Kiệt Sâm từ lúc linh lực đạt tới ngũ giai thì bắt đầu sa đọa, lên lớp thì không chăm chú nghe giảng, huấn luyện cũng không cố gắng hoàn thành, thậm chí còn thường xuyên trốn học, cũng không nghe ai khuyên bảo. Nhưng trên thực tế, thì cho tới tận bây giờ Kiệt Sâm vẫn chưa hề đình chỉ việc khắc khổ tu luyện của mình. Hơn một năm trước, linh lực ngũ giai trong cơ thể hắn lần đầu tiên ngưng tụ thành khí vụ màu trắng sữa, Kiệt Sâm đã thử trùng kích quan khẩu lục cấp, nhưng cũng ngay tại lần trùng kích đó một cổ đau nhức kịch liệt, như xé rách cả linh hồn đột nhiên ập, đến khiến Kiệt Sâm ngay cả phản ứng cũng không kịp, cả người vì quá thống khổ lập tức hôn mê đi. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, toàn thân Kiệt Sâm đầy mồ hôi, cả người giống như hư thoát, lần đó hắn phải tu dưỡng gần một tháng thời gian mới khôi phục lại như lúc đầu. Khiến cho Kiệt Sâm không ngờ tới là, đây chỉ là bắt đầu cơn ác mộng kéo dài của hắn, linh lực ngũ giai trong cơ thể hắn không ngừng ngưng tụ và Kiệt Sâm cũng không ngừng trùng kích lục cấp. Mỗi một lần trùng kích, thì cổ đau đớn tận linh hồn kia lại kéo đến hành hạ toàn thân hắn một lần. Lần lượt cắn răng kiên trì, lần lượt không ngừng trùng kích nhưng đổi lấy là lần lượt thống khổ mà hôn mê. Kiệt Sâm đã sớm không nhớ ra được trong một năm rưỡi gần đây, bản thân đã thử trùng kích lên lục cấp bao nhiêu lần. Hắn chỉ biết là theo bản thân không ngừng tu luyện, linh lực ngũ giai trong cơ thể càng lúc càng tinh thuần, càng lúc càng đậm đặc. Nhưng đối với hết thảy những thứ này Kiệt Sâm lại không làm được gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Sau khi hiểu rõ nguyên do, trong lòng Kiệt Sâm không khỏi thở dài một hơi, đồng thời cũng vô cùng nghi hoặc. 3.000 năm sau, hệ thống tu luyện của linh sư đã đạt tới một tình trạng vô cùng hoàn thiện, các loại lý luận liên tục được chỉnh sửa khiến có linh sư phát triển vượt xa so với bây giờ rất nhiều. Cho dù kiếp trước bản thân Kiệt Sâm linh lực chỉ đạt tới ngũ giai, ngay cả nhất giai linh đồ cũng không đạt tới, nhưng lấy thân phận đệ nhất linh dược sư của hắn thì cũng chưa từng nghe nói, qua một linh sư khi trùng kích kinh mạch lại xuất hiện loại tình huống này. Đã vậy thì để ta tự mình xem rốt cuộc là vì cái gì mà khối thân thể này vẫn không thể đột phá linh lực lục giai. Nghĩ không ra nguyên nhân nên Kiệt Sâm dứt khoát không nghĩ nữa, mà chậm rãi điều động linh lực ngũ giai, trong kinh mạch ngưng tụ lại điểm trùng kích lục giai. Tuy hiện tại, trong trí nhớ của hắn tràn đầy sự sợ hãi đã xâm nhập vào tân linh hồn, vì sự đau đớn khi trùng kích kia, nhưng đối với Kiệt Sâm đã định ra mục tiêu cho bản thân hiện nay mà nói, mặc kệ xuất hiện ở trước mặt hắn là cái gì ngăn cản hắn cũng quyết không chùn bước. Dưới sự điều động của Kiệt Sâm, luồng linh lực ngũ giai nồng đậm trong cơ thể hắn chậm rãi vận chuyển. Với cường độ linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm lúc này, trên thực tế cũng không cần làm công tác chuẩn bị gì là, có thể trực tiếp trùng kích quản khẩu lục giai. Nhưng Kiệt Sâm vẫn cố gắng nắm giữ độ sinh động của linh lực trong cơ thể từ từ tăng lên nhằm tăng cơ hội thành công đồng thời, cũng làm tăng lên cường độ sức sống của linh lực. Rốt cuộc, sau khi vận hành tròn mấy chu thiên, cường độ sức sống của linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm đã đạt tới đỉnh điểm. Không chút do dự, linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm lập tức gào thét, như nộ giang đảo hải hung hăng đánh tới quan khẩu đi thông đệ lục giai. Trong ký túc xá, Kiệt Sâm vốn ngồi thù lù bất động trên giường, thì thân thể lại đột nhiên run rẩy kịch liệt, hai mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở lớn ra, một đạo khí lưu vô hình từ trong hai đồng tử hiện lên, sau đó Kiệt Sâm há miệng phun ra một ngụm chọc khí thật dài. Khẽ xoa xoa hai nắm đấm, một cảm giác tràn đầy lực lượng từ trong thân thể truyền tới hai tay Kiệt Sâm khiến cho hắn có cảm giác xúc động như chỉ cần vung một quyền là có thể xé nát thiên không. Trong mắt Kiệt Sâm hiện lên một chút nghi hoặc, khi trùng kích lên đệ lục giai, Kiệt Sâm căn bản không gặp bất cứ lực cản gì, cũng không hề gặp phải sự thống khổ như trong trí nhớ kia. Dù sao thì hiện tại ta cũng đã đạt tới đệ lục giai. Trong miệng khẽ nói nhỏ một tiếng, Kiệt Sâm vừa định đứng lên thì đột nhiên một đạo bóng đen xuất hiện trước mặt hắn. Theo bản năng, hai nắm đấm lúc nãy đã xúc lực đầu đủ hung hăng đánh tới bóng đen kia. Bị hai đấm của Kiệt Sâm nện trúng, đạo hắc ảnh kia lập tức truyền ra một hồi tiếng kêu thảm thiết, thân hình chớp động một cái đã thối lui tới cửa vào ký túc xá. Ặc, Kiệt Sâm ngươi cũng quá hung ác, ta với ngươi nào có thâm cừu đại hận gì đâu chứ. Hắc ảnh vừa lui đến cửa đột nhiên phát ra một tràng phàn nàn. Tạp la đặc. Kiệt Sâm xuống giường nhìn lại thì mới thấy người nọ chính là tên ở cùng phòng với mình, đồng thời cũng là tên hồi chiều ở trong phòng thí nghiệm đứng bên cạnh mình Tạp la đặc. Không phải là ta thì còn là ai? Kiệt Sâm, không ngờ ngươi ra tay cũng hung ác lắm. Nhẹ nhàng xoa xoa hai tay vừa mới tiếp quyền của Kiệt Sâm lúc nãy, Tạp la đặc nghiến răng nghiến lợi muốn nói gì đó, tiếp thì lập tức dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về chỗ Kiệt Sâm. Kiệt Sâm, ngươi, linh lực của ngươi đã đột phá lên lục giai. Đối với một quyền vừa rồi của Kiệt Sâm, Tạp la đặc cũng không quá để ý, nhưng lúc này sau khi đã hồi phục tinh thần, thì hắn mới phát hiện có điều gì đó không đúng. Lấy thực lực cửu giai linh lực của Tạp la đặc,
thì Kiệt Sâm với ngũ giai linh lực cho dù toàn lực đánh hắn, cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Nhưng vừa rồi Kiệt Sâm chỉ tùy ý đánh ra một quyền lại làm cho hai tay của hắn đau đớn. Đây là một điều mà trước giờ Kiệt Sâm chưa từng làm được, huống chi vừa rồi Kiệt Sâm ngồi trên giường, rõ ràng là đang tu luyện. Khẽ gật gật đầu, thấy ánh mắt nghi hoặc của Tạp La Đặc cùng với cái chậu nước và một cái khăn trên bàn, thì Kiệt Sâm đã minh bạch vừa rồi Tạp La Đặc đang làm gì. Cảm ơn. Từ trong trí nhớ, Kiệt Sâm biết rõ, trong cả học viện này người hiểu rõ bản thân nhất chỉ có cái tên Tạp La Đặc này. Trước kia, mỗi lần Kiệt Sâm tu luyện đến hôn mê thì đều do Tạp La Đặc lặng yên chiếu cố, cũng bởi vì Tạp La Đặc biết được Kiệt Sâm tu luyện thống khổ như thế nào nên mới không hề xem thường Kiệt Sâm như những người khác. Thôi đi, giữa huynh đệ chúng ta mà còn khách sáo cái gì, người bệnh hả? Phì phì, không nói cái này, việc vui lớn như vậy thì lần này tiểu tử ngươi nhất định phải mời khách đó. Nhất định phải hào hào chúc mừng một cái, để đám người kia sau này còn dám nói xấu ngươi hay không? Tạp La Đặc nhào tới ôm chặt Kiệt Sâm một cái, trên mặt mang theo nụ cười vui sướng từ tận đáy lòng. Đối với Kiệt Sâm, trong lòng Tạp La Đặc tràn ngập kính nể, mỗi lần hắn nhìn thấy Kiệt Sâm thống khổ trùng kích lên, lục giai mồ hôi nhễ nhại toàn thân và không ngừng co rúm cả người đến cuối cùng phải hôn mê đi, thì Tạp La Đặc đều không khỏi tự hỏi bản thân nếu phải thừa nhận thống khổ, như vậy thì hắn có thể giống như Kiệt Sâm trước sau như một vẫn không ngừng tu luyện để trùng kích lên lục giai không? Cần phải để ý tới cái nhìn của người khác nhiều vậy sao? Kiệt Sâm cười nhạt một tiếng, tuy đối với cái ôm này của Tạp La Đặc hắn có chút không quen, nhưng lấy kinh nghiệm hai đời làm người của hắn, thì hắn rõ ràng có thể cảm nhận được đây là sự quan tâm thật tình của Tạp La Đặc đối với hắn. Nói vậy thôi, để ý đám người vô vị đó làm gì? Nhưng mà lúc chiều ngươi chạy đi đâu đó? Khắc Lai Nhân lão sư tìm ngươi mà không thấy, mà ta cả buổi chiều cũng không tìm được ngươi. À, đúng rồi, cái hỏa nguyên tố trụ cột dịch kia ngươi học phối chế hồi nào mà ta không biết thế? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi không biết đâu, lúc ngươi đi rồi, toàn bộ đám đồng học đều phát ngốc ra, lần này thì ngươi thật sự nổi danh trong linh dược hệ rồi. Nghe Kiệt Sâm nói vậy, Tạp La Đặc dùng một ánh mắt khác thường nhìn Kiệt Sâm. Hôm nay lúc ở trong phòng thí nghiệm, Tạp La Đặc cảm giác được Kiệt Sâm hôm nay có chút không giống với trước kia, bất quá không giống ở chỗ nào thì lúc đó hắn không biết, nhưng hiện giờ thì hắn rốt cục đã nhìn ra chỗ bất đồng rồi. Kiệt Sâm trước kia và Kiệt Sâm lúc này đều rất lạnh nhạt, nhưng Kiệt Sâm trước kia lạnh nhạt là một loại lạnh nhạt không cách nào dung nhập, và trong học viện, nói khác hơn thì chính là một loại lạnh lùng do thiếu tự tin, bởi vì một mực luôn không thể tấn chức lục giai được, mà sinh ra tâm lý muốn bảo toàn bản thân. Nhưng Kiệt Sâm hôm nay trên mặt cũng đồng dạng lạnh nhạt, nhưng lại là một loại lạnh nhạt của kẻ cao cao tại thượng, trong mơ hồ còn có một tia khinh thường phẳng phất, như hắn chính là một đại nhân vật nhìn đám tiểu hài đồng xung quanh vậy. Tạp La Đặc cũng không hiểu tại sao bản thân lại có cách nghĩ như vậy nữa. Khắc Lai Nhân lão sư tìm ta. Kiệt Sâm hơi kinh ngạc. Hỏa nguyên tố trụ cột dịch vốn là một loại dược tề rất đơn giản, chỉ cần cố gắng thì ai cũng có thể phối chế được. Một lần nữa ngồi lại lên giường, Kiệt Sâm khoanh chân nhắm mắt lại không tiếp tục để ý tới Tạp La Đặc nữa. Vừa mới đột phá lên lục giai, nên Kiệt Sâm hiện giờ cần nhất là phải thoáng củng cố tu vi và năng lượng linh lực trong kinh mạch, đồng thời còn phải trị liệu tổn thương thân thể, do buổi chiều nay phối chế hỏa nguyên tố trụ cột dịch nữa. Ai cũng có thể phối chế được. Tạp La Đặc thầm bĩu môi đưa mắt nhìn Kiệt Sâm đang ngồi khoanh chân trên giường một cái, rồi hắn cũng bắt chước leo lên giường của mình khoanh chân lại, nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm. Xem ra ta cũng phải hào hào cố gắng. Không có đạo lý nào ngay cả nhất giai linh dược đồ như ngươi phối chế được, mà ngũ giai linh dược đồ như ta lại không phối chế ra, như vậy không phải là rất mất mặt sao? Trong lúc củng cố tu vi, những thương tổn ban chiều trong cơ thể Kiệt Sâm rất nhanh đã khôi phục lại, tuy vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng ít ra cũng không, vì vậy mà để lại di chứng gì. Đối với cái thân thể suy yếu này của mình, Kiệt Sâm cũng không có biện pháp gì tốt. Muốn đề cao cường độ thân thể cũng không phải chuyện một sớm một chiều là được. Bản thân hắn kiếp trước cũng phải trải qua đại lượng huấn luyện kết hợp với các loại dược tề đặc thù chậm rãi bồi dưỡng mà thành, khiến cho Kiệt Sâm cảm thấy vui mừng chính là linh lực nồng đậm như chất lỏng màu trắng ngà trong kinh mạch của hắn sau khi đột phá lên lục giai, bởi vì lúc trước lượng tích lũy quá lớn nên trong kinh mạch hiện giờ nồng độ linh lực vẫn không khác gì lúc trước. Với cường độ linh lực như vậy, Kiệt Sâm biết cho dù hiện tại bản thân hắn có tiếp tục trùng kích lên thất giai cũng có nhất định nắm chắc thành công. Đương nhiên nghĩ là nghĩ vậy nhưng Kiệt Sâm không thực hiện. Kiếp trước của hắn tuy không đi được xa trên con đường linh sư, nhưng với kinh nghiệm và kiến thức của hắn lúc đó làm sao không biết linh sư tu luyện, cũng không phải là một quá trình chỉ đơn thuần là tích lũy linh lực, quan trọng hơn chính là sự thao khống cùng hiểu rõ được kết cấu của thiên địa nguyên tố. Cho nên hiện tại hắn biết rõ trước mắt mọi việc phải tiến hành theo chất lượng, phải củng cố cho vững vàng tu vi lục giai hơn nữa, lục giai trong quá trình tu luyện của linh sư cũng là một giai đoạn trọng yếu.
Tu vi linh lực dưới lục giai chỉ có tác dụng cường kiện thân thể, nhưng từ lục giai trở về sau chính là sự nhảy vọt về sự tăng cường. Lúc này người tu luyện mới thực sự có tư cách tu luyện linh kỹ công pháp. Trong quy định của Tây Tư Học Viện có một điều là, bất luận học viên nào chỉ cần tu luyện được tới lục cấp là có thể tiến vào tàng thư các của học viện lựa chọn một bộ công pháp trụ cột hàng đầu. Sáng sớm, trong văn phòng hội trưởng Linh Dược Sư Công Hội Thành Tháp Sâm, một lão giả trong một bộ trường bào cũ nát đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, hai mắt nhìn chằm chằm vào mấy trang giấy trong tay như có điều suy nghĩ. Người này không ai khác chính là Linh Dược Sư Công Hội Hội trưởng của Tháp Lâm Thành, đồng thời cũng là một trong hai tứ giai Linh Dược Thiên Sư ở đây Tát Cáp Hội trưởng. Tát Cáp tuy là hội trưởng của Linh Dược Sư Công Hội tại Thành Tháp Lâm, nhưng trên thực tế thời gian mỗi ngày hắn ở trong công hội không có bao nhiêu, thậm chí có khi cả đoạn thời gian dài hắn đều nhốt mình trong phòng thí nghiệm không thấy bóng dáng. Là một tứ giai linh dược thiên sư luôn một lòng nghiên cứu linh dược học, hắn rất ít khi bị sự tình gì kinh động. Nhưng mà buổi sáng ngày hôm nay hắn lại nhận được một tin tức, nên phải cấp tốc chạy tới văn phòng này, không hề có chút trì hoãn hay do dự nào. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, Tát Cáp không hề ngẩng đầu, ánh mắt vẫn tập trung vào mấy tờ giấy trong tay như trước, mở miệng nói. Mời vào. Một nữ tử tóc ngắn ôm một đống tư liệu đẩy vào, thấy Tát Cáp đang ngay ngắn ngồi ở đó. Thần sắc của nữ tử này cực kỳ cung kính, thậm chí còn có chút sùng bái. Nếu Kiệt Sâm ở đây lúc này chắc chắn sẽ nhận ra vị nữ tử tóc ngắn này chính là nhân viên phục vụ đã tiếp hắn ở trong đại sảnh Khải Tát Lâm. Hội trưởng đại nhân, đây là tư liệu ngài cần, căn cứ theo thống kê thì người ký tên KS này ngày hôm qua tổng cộng đã trả lời 26 vấn đề ở khu vực hỗ trợ. Thông qua tình huống phản hồi trước mắt thì đã có 23 người chứng thực kết quả thí nghiệm không sai, hiện tại vẫn còn 3 vấn đề chưa có phản hồi về. Khải Tát Lâm nhanh chóng báo cáo cho Tát Cáp, nhưng bởi vì khẩn trương, nên có thể nghe ra trong giọng nói của nàng còn có chút run rẩy. Trong lòng nàng lúc này đối với vị KS đại sư kia vô cùng cảm kích, nếu không nhờ có người đó, thì chỉ sợ nàng căn bản không có cơ hội được ở trước mặt Tát Cáp hội trưởng báo cáo, như thế này. Nghe Khải Tát Lâm báo cáo, trên mặt Tát Cáp không hề có chút sắc thái nào tựa, như trong lòng hắn đã sớm biết rõ kết quả sẽ là như vậy. Một lát sau, Tát Cáp khẽ ngước đầu lên, ánh mắt chăm chú, nói. Cô xác định người ký tên KS này chỉ là một thiếu niên tầm 17-18 tuổi. Cảm được ánh mắt tràn ngập uy thế của Tát Cáp, Khải Tát Lâm không tự chủ được cúi thấp đầu xuống, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập tin tưởng nói. Tôi xác định chính là hắn, tới trước ngày hôm qua hay chính xác hơn là trước khi người thiếu niên này tới thì tôi chưa từng thấy cái tên KS này, tôi cũng đã tìm đọc trong danh sách công hội, cũng không có ghi chép về vị linh dược sư nào có tên gọi hay chữ ký như vậy. Hơn nữa, xế chiều hôm qua thiếu niên kia để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc. Bởi vì khi tiến vào công hội bộ dạng hắn rất tùy ý giống như là đệ tử của một vị linh dược đại sư nào đó, mới đầu tôi còn tưởng rằng hắn là tới tìm hỗ trợ. Đối với trí nhớ của mình, Khải Tát Lâm vô cùng tin tưởng, ngày hôm qua nàng chỉ thấy có mỗi thiếu niên kia tiến vào khu hỗ trợ, ngoài ra không còn ai khác đi vào đó khiến cho nàng có ấn tượng đặc biệt. Nếu như KS này thật sự là người thiếu niên kia, như lời cô nói thì như vậy bản thân hắn chắc chắn là một linh dược đại sư. Tát Cáp hội trưởng thoáng trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Cô cẩn thận lưu ý giúp ta, nếu lần sau gặp lại hắn thì lập tức báo cho ta biết. Vâng. Khải Tát Lâm khom người lĩnh ý rồi xoay người đi ra ngoài. À, đúng rồi, còn lại một trong ba vấn đề chưa có phản hồi kia nằm. Trong ngăn tủ thứ nhất cô cứ ghi chép vào, là đáp án chính xác. Tát Cáp hội trưởng nhàn nhạt phán thêm một câu. Khải Tát Lâm đang đi ra ngoài không khỏi thoáng giật mình một lúc, bởi vì nàng nhớ rõ khi công hội thành lập khu vực hỗ trợ, thì đích thân Tát Cáp hội trưởng đã để lại trong ngăn tủ đầu tiên đó một vấn đề. Mà bản thân ông không cách nào giải quyết coi như để làm gương. Thực tế thì mọi người ai cũng biết cái vấn đề kia ở trong thành tháp lâm này, coi như là vấn đề nan giải luôn rồi bởi vì ở cái thành tháp lâm này, vấn đề mà ngay cả Tát Cáp hội trưởng cũng không thể giải quyết được, thì căn bản không ai có thể giải quyết. Bây giờ Khải Tát Lâm nghe được câu nói kia của Tát Cáp hội trưởng, thì chẳng khác nào nói cái vấn đề kia đã được giải quyết sao? Cái này sao có thể? Thấy Khải Tát Lâm đã đi ra ngoài, Tát Cáp hội trưởng chuyển ánh mắt lên mặt bàn. Nơi đó có mấy bình tiêu dung tể đang lẳng lặng nằm đó không biết từ lúc nào. Mấy mươi năm trước lúc bản thân hắn vẫn chỉ là một nhị giai trung cấp linh dược sĩ, bởi vì muốn làm cho bản thân nhanh chóng tiến lên nhị giai cao cấp, nên cố gắng tìm cách thôn qua việc cải biến phương pháp phối chế. Trong quá trình phối chế tiêu dung tể nhưng luôn không thành công. Ban đầu lúc đưa ra vấn đề xin giúp đỡ ở trong công hội, hắn chỉ tùy ý đem vấn đề này để vào, nhưng không ngờ đến ngày hôm nay lại thực sự có người giải đáp được vấn đề này. Hơn nữa, sau khi chứng thực qua thí nghiệm, Tát Cáp giật mình phát hiện nếu dựa theo đúng phương pháp của người kia đưa ra, thì chỉ cần không có gì bất ngờ, thành phẩm đều là tiêu dung tể có phẩm chất cực cao. Nếu dùng bản lĩnh tú giai trung cấp linh dược thiên sư,
của hắn lúc này đi phối chế một cái nhị cấp tiêu dung tể như vậy, cũng chưa chắc có thể phối chế ra được thành phẩm đạt tới phẩm giai cao như vậy. Phát hiện vấn đề này khiến cho trong lòng Tát Cáp không khỏi khiếp sợ, hắn căn bản không ngờ một ý nghĩ hão huyền lúc trước của bản thân vậy mà thực sự có người có khả năng biến nó thành sự thực, hơn nữa phương pháp thực hiện so với cách thuần túy dùng thực lực của bản thân hắn ra làm còn có kết quả tốt, hơn nữa. KS, Tát Cáp lẩm bẩm trong miệng. Bất kể thế nào, chỉ cần hắn vẫn còn ở trong Tháp Lâm Thành thì ta nhất định phải tìm ra hắn. Bất quá hiện tại vấn đề này, trước tiên phải nói cho cái lão quỷ kia biết đã để lão khỏi nói ta là tên suốt ngày mơ mộng hão huyền. Nghĩ tới lão quỷ kia lần nào cũng vì cách nghĩ mười mấy năm trước của mình, mà kêu mình là lão già thích mơ mộng hão huyền khiến cho Tát Cáp hội trưởng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thở mạnh ra một hơi, Kiệt Sâm bỗng dưng mở mắt ra, một đạo hào quang rất nhỏ từ trong đáy mắt hắn theo đó bắn ra. Cảm thụ linh lực lục giai trong cơ thể càng thêm hùng hậu, Kiệt Sâm khẽ gật gật đầu hài lòng rồi từ trên giường đứng dậy. Trải qua một đêm tu luyện, lúc này linh lực lục giai trong kinh mạch của Kiệt Sâm đã vô cùng vững chắc, cho dù một đêm không ngủ, nhưng một mực ở trong tu luyện tinh thần của Kiệt Sâm không hề uể oải chút nào, mà càng thêm phấn chấn. Ở kiếp trước đã nếm trải qua không biết bao gian khổ, nên Kiệt Sâm hiểu được muốn được nhiều hơn người, thì phải trả giá cao hơn người khác nhiều. Tùy ý rửa mặt một chút, Kiệt Sâm liền hướng luyện võ trường của học viện đi đến. Chậm rãi đi trong quảng trường học viện, trên đường đi có không ít người thấy Kiệt Sâm thì đều chỉ trò trò, một ít người thậm chí còn toát ra thần sắc thương cảm. Trên thực tế, các viện hệ cùng niên cấp ở Tây Tư học viện không phải cùng khảo một thời gian, ngay cả bất đồng khóa học cũng khác nhau. Nhưng hôm nay ngoài trừ những học viên cùng kiểm tra với Kiệt Sâm ra, thì những học viên khác cũng có không ít người biết hôm nay Kiệt Sâm phải tham gia khảo hạch. Đối với vị được xưng là đệ nhất phế vật nổi danh cả Tây Tư học viện này, hôm nay phải trải qua khảo hạch thì từ mấy ngày trước đã xôn xao trong học viện. Dù sao hiện tại Kiệt Sâm chỉ cần không vượt qua được lần khảo hạch này, thì sẽ chân chính trở thành người đầu tiên của học viện bị buộc thôi học từ xưa tới nay. Một tòa kiến trúc bằng đá đồ sộ xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm không xa, cả khối kiến trúc này vô cùng khổng lồ và khí thế, ở trong học viện cũng vô cùng bắt mắt. Tòa kiến trúc này chính là luyện võ đường tiếng tăm lừng lẫy của Tây Tư học viện. Tất cả các loại kiểm tra đánh giá dù lớn hay nhỏ của Tây Tư học viện về phương diện linh sư đều được tiến hành ở nơi này. Nhìn kìa, Kiệt Sâm đến rồi. Kiệt Sâm đến, Kiệt Sâm đến. Quả nhiên là Kiệt Sâm, không ngờ hắn còn dám tới. Tây Tư học viện sắp sửa có người đầu tiên bị đuổi học rồi, thật sự là đáng buồn. Kiệt Sâm vừa mới tiến vào luyện võ trường, thì lập tức từng tràng hô hoán to nhỏ vang lên. Đám học viên cùng tiến hành khảo hạch, với Kiệt Sâm hôm nay đều không ngừng bàn tán xì xào. Ánh mắt khi nhìn về phía Kiệt Sâm toát ra đủ loại thần thái khác nhau. Kiếp trước là đại lục đệ nhất nhân nên Kiệt Sâm tự nhiên đối với những tên học viên này, không có phản ứng gì. Từ trong đám người tìm được Phong Diệp đạo sư dạy mình tu luyện linh lực, Kiệt Sâm không chút do dự tiến vào trong đám người chờ khảo hạch. Sau khi gia nhập vào trong đám người này, một đạo sư phụ trách hỗ trợ Phong Diệp đạo sư xác định và đánh giá đệ tử lập tức tới đưa cho Kiệt Sâm một cái phiếu đánh giá. Cái phiếu này có đủ các mục: tuổi, đẳng cấp, linh lực. Ở cuối cùng tờ phiếu có một chỗ dùng để ghi tên tối thủ bản thân muốn khiêu chiến. Trên nguyên tắc thì có thể điền bất kỳ tên một vị học viên nào cùng ban với mình, nhưng không được thấp hơn người khiêu chiến từ 2 cấp trở lên. Khảo hạch của Tây Tư học viện chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu chính là kiểm tra đẳng cấp linh lực của đệ tử tham gia khảo thí. Nếu so với lần trước có đề cao thì sẽ trực tiếp vượt qua, nếu không thì có thể căn cứ theo người mình muốn khiêu chiến tiến hành khiêu chiến, để các đạo sư đánh giá kết quả và quá trình để xem vị đệ tử đó có hợp cách không. Kiệt Sâm học trưởng, ngươi có thể chọn ta làm đối thủ. Một học viên đứng gần đó liếc liếc mắt về phía Phong Diệp đạo sư cách đó, không xa rồi trên mặt hiện ra vẻ hiền lành thầm nói với Kiệt Sâm. Tên học viên này tên là La Nghi, năm nay 14 tuổi, vào học viện trễ hơn Kiệt Sâm 2 năm nhưng hiện tại vẫn cùng một lớp với Kiệt Sâm. Lần khảo hạch trước, La Nghi vừa mới đột phá lên lục giai, thiên phú xuất sắc như vậy nên rất được Phong Diệp đạo sư ưa thích. Nghe thấy La Nghi có chút thiện ý nhắc nhở như vậy, Kiệt Sâm chỉ nhếch miệng cười cười rồi thuần thục điền vào các mục trên tờ phiếu khảo thí, chỉ riêng phần tên người muốn khiêu chiến lại để trống rồi nộp lên. Đi, chúng ta qua bên chỗ lớp của Phong Diệp đạo sư khảo hạch nhìn xem. Đúng lúc này, một đạo sư đang khảo hạch cho một ban khác, ở bên cạnh đột nhiên đình chỉ khảo thí dẫn theo đám đệ tử hướng về chỗ bên này đi tới. Tư Thác lão sư, ngươi không hảo hảo ở bên kia khảo hạch cho đám đệ tử của mình, mà chạy qua đây làm cái gì? Thấy Tư Thác lão sư đột nhiên dừng công việc lại chạy tới đứng ngó công việc của mình, thì Phong Diệp đạo sư không khỏi nhướng mày dò hỏi. Phong Diệp lão sư, ta chỉ mang mấy tên đệ tử tới bên này tham khảo một chút thôi mà, không cần phải khẩn trương như vậy đâu. Các ngươi cứ tiếp tục đi, Phong Diệp lão sư, các ngươi cứ tiếp tục đi không cần quan tâm đến bọn ta làm gì. Ta chỉ muốn nhìn xem đám đệ tử,
của Phong Diệp lão sư ngài thực lực như thế nào thôi, chắc hẳn với thực lực của ngài thì đám đệ tử thực lực cũng không thể nào kém được. Tư Thác mang theo vẻ mặt trêu tức đứng một bên cười nói, trong học viện hắn luôn bị Phong Diệp đè nặng một đầu nên giờ phút này, vô cùng vui vẻ khoanh tay nói với đám đệ tử sau lưng hắn. Các ngươi phải hào hào nhìn cho kỹ, rồi học tập các học viên của Phong Diệp lão sư nghe chưa? Hiện tại chỉ có mỗi Phong Diệp lão sư là còn có vài học viên cũ, từ trên người bọn họ các ngươi có thể thu được rất nhiều thứ có giá trị. Nói tới đây, ánh mắt của Tư Thác lão sư chiếu thẳng lên người Kiệt Sâm. Do luôn ở dưới cơ Phong Diệp nên cơ hội như thế này, hắn đã đợi rất lâu rồi. Lúc này đây hắn muốn xem cái bộ dạng thê thảm của Phong Diệp như thế nào, hừ, tam giai cao cấp linh sư thì sao chứ? Chẳng phải cũng chỉ dạy ra một tên đệ tử còn thua cả đệ tử, do một tam giai sơ cấp, như ta dạy dỗ sao? Ngươi không phải dạy tốt đến nỗi tên đệ tử kia, sắp có cơ hội trở thành người đầu tiên bị buộc phải thôi học, ở học viện Tây Tư này à? Ta nghe nói Tư Thác lão sư và Phong Diệp lão sư ở trong học viện không hợp nhau, chẳng lẽ là thật? Tư Thác lão sư tuyệt đối là cố ý, đã vậy còn mang theo nhiều người tới đây như vậy, không phải là chủ tâm muốn cho lớp ta mất mặt sao? Muốn trách thì trách tên Kiệt Sâm kia kìa, lần này coi như là bộ mặt của lớp chúng ta xong rồi. Sau khi nghe Tư Thác nói xong, đám học viên bên lớp Kiệt Sâm nhao nhao nghị luận. Tiếp tục khảo thí cho ta, nếu ai còn dám lớn tiếng ồn ào thì lập tức hủy bỏ tư cách khảo thí. Khi nghe đám học viên nhỏ to bàn luận, sắc mặt Phong Diệp lập tức trở nên giận dữ, trầm giọng quát. Tiếp theo, Kim Minh. Tên đệ tử hỗ trợ bên cạnh Phong Diệp lập tức hô lớn tên người tiếp theo trong danh sách, trên tay. Một đệ tử có bộ dáng khá cao gầy đi vào khoảng sân trước mặt Phong Diệp, trong sân đặt một tảng đá cực lớn, tảng đá kia màu vàng nhưng không phải vàng mà sắt cũng không phải sắt, trên bề mặt còn lưu chuyển một tầng lục quang nhàn nhạt. Tên đệ tử tên Kim Minh kia khi tới trước tảng đá liền hạ trung bình tấn, hai hông vận sức, hai mắt đột nhiên sáng ngời quát khẽ một tiếng đánh ra một quyền. Phanh một tiếng, kinh khí phát ra, cả tảng đá lập tức bị đánh lõm vào một tầng mỏng, một quyền ấn đồng thời xuất hiện trên bề mặt tảng đá rồi chậm rãi tiêu tán đi. Kim Minh, 16 tuổi, linh lực, lục giai. Tiếp theo, Kim Minh cảm thấy uể oải, cho dù sớm đã biết rõ bản thân từ lần trước tới giờ vẫn chưa tấn cấp, nhưng khi nghe chính miệng Phong Diệp lão sư nói ra hắn vẫn cảm thấy thất vọng. Khảo thí tiếp tục. Bác La, 17 tuổi, linh lực thất giai, tấn cấp. Tiếp theo, Tạp Nhĩ Tư, 14 tuổi, linh lực ngũ giai. Tiếp theo, Kiệt Sâm. Khi cái tên này vang lên, toàn trường nhất thời đều tập trung ánh mắt lên một người ở giữa đám người. Trước ánh mắt của mọi người, Kiệt Sâm bình thản chậm rãi đi về phía trước. Nhìn thấy Kiệt Sâm, ánh mắt Phong Diệp híp lại, làm đạo sư dạy dỗ Kiệt Sâm hơn 2 năm. Phong Diệp đối với Kiệt Sâm có thể nói tương đối hiểu biết, nhưng không biết vì điều gì giờ phút này, khi nhìn thấy Kiệt Sâm thản nhiên nhẹ nhàng đi thẳng tới chỗ thí linh thạch, trong lòng Phong Diệp không khỏi nảy sinh ý tưởng không cách nào nhìn thấu được Kiệt Sâm đứng trước mặt. Kiệt Sâm ở trước mắt so sánh với mấy ngày trước tựa hồ có chút gì đó khác hẳn. Từ trên người Kiệt Sâm, Phong Diệp lại cảm nhận được một tia áp bức thật nhỏ. Loại áp bách này không phải do Kiệt Sâm có thực lực cường đại tạo thành, chỉ có thể cảm nhận được, trong ánh mắt của Kiệt Sâm hoàn toàn hờ hững liếc nhìn vạn vật chung quanh, mà có. Nhẹ nhàng lắc đầu, Phong Diệp nhìn thoáng qua vẻ mặt những người chung quanh, trong biểu tình bọn họ nhìn Kiệt Sâm tràn ngập vẻ khinh thường cùng trào phúng, Phong Diệp có chút giận dữ đồng thời, cũng không khỏi hoài nghi bản thân mình có phải đã quá mức mẫn cảm hay không, có lẽ chỉ là ảo giác. Ngoại trừ một số ít người, đại bộ phận ánh mắt của đệ tử chung quanh kể cả ánh mắt của Tư Thác, sau khi Kiệt Sâm đi lên đài đều nhìn tới địa phương khác, không ít người tụ tập lại xì xào bàn tán. Trong cuộc kiểm tra đánh giá suốt 2 năm qua, mỗi một lần Kiệt Sâm thí nghiệm linh lực đều dừng lại ở giai đoạn linh lực cấp 5, ở trong lòng những người này, kết quả thí nghiệm linh lực lần này của Kiệt Sâm cũng sẽ giống như trước, bọn hắn chú ý chỉ là Kiệt Sâm sẽ lựa chọn ai làm đối thủ khiêu chiến, nghĩ đến hẳn sẽ chọn người yếu nhất trong lớp học đi, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội thủ thắng. Nhưng mặc kệ kết quả khiêu chiến thế nào, thì kết quả đánh giá khi kiểm tra vẫn sẽ không đạt được yêu cầu. Sự thật hơn 2 năm còn không thể tăng lên một bậc sẽ làm Kiệt Sâm biến thành đệ tử đầu tiên bị học viện Tây Tư linh lực đuổi ra ngoài. Kiệt Sâm đi tới trước thí linh thạch, linh lực cấp 6 trong thân thể nhanh chóng vận hành trong kinh mạch, dùng một loại tần suất độc đáo hướng quyền phải của Kiệt Sâm tụ tập tới. Loại phương pháp tụ lực này là kiếp trước Kiệt Sâm học được từ trên người một vị thánh linh dược sư cửu giai, có thể phát huy ra linh lực thật lớn trong cơ thể linh sư. Quyền phải trong nháy mắt đánh ra, một tiếng nổ đùng vang lên giữa sân, đem lực chú ý của mọi người trong toàn trường toàn bộ đều tập trung lên trên thí linh thạch, trước mặt hắn. Khí kình bắn ra bốn phía, linh lực tung hoành, trong ánh mắt giật mình của mọi người trong toàn trường, Kiệt Sâm chậm rãi thu hồi nắm tay, một lỗ hổng thật sâu rõ ràng xuất hiện trên thí linh thạch, đập thẳng vào trong ánh mắt mọi người. Phong Diệp mạnh mẽ tiến về phía trước một bước,
trong thần sắc âm tình bất định toát ra một tia vui mừng, mà kẻ khác khó thể phát hiện, lực lượng thật mạnh, quyền kinh lợi hại. Này, điều đó không có khả năng. Ai có thể nói cho ta biết, một quyền vừa rồi thật sự do tên đệ nhất phế vật Kiệt Sâm, trong học viện đánh ra sao? Việc này, một quyền mà Kiệt Sâm đánh ra, hẳn không chỉ đơn giản chỉ có lực lượng linh lực cấp 5 đi. Không ít học viên có chút khó thể tin lẩm bẩm kêu lên, trong đầu chỉ lưu lại hình ảnh một quyền mà Kiệt Sâm vừa đánh ra. Phong Diệp tiến nhanh lên hai bước, tra xét lỗ hổng mà Kiệt Sâm vừa đánh ra, trong lòng chấn động, lỗ hổng mà Kiệt Sâm đánh vỡ ước chừng cỡ một đầu người, bên trong bóng loáng như gương, không giống như quyền ấn của người đánh ra còn lưu lại những dấu ngón tay bên trong, như người bình thường tạo thành. Càng làm cho Phong Diệp thêm giật mình chính là linh lực chấn động, mà Kiệt Sâm đánh ra một quyền, tựa hồ đã chặt đứt sự tiếp xúc giữa thí linh thạch cùng linh lực trong không khí, lỗ hổng hình thành qua thật lâu mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Cuối cùng là loại quyền kỹ thế nào? Thật là đáng sợ. Kiệt Sâm, 17 tuổi, linh lực cấp 6, thăng cấp. Ánh mắt của Phong Diệp lướt quanh toàn trường, thanh âm không tự giác cất cao, rơi vào trong tai mỗi người có mặt. Yên tĩnh như cõi chết, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Kiệt Sâm vẫn đứng yên nơi đó, kết cục thật bất ngờ làm cho mọi người trong lúc nhất thời không cách nào hồi phục lại. Bọn hắn đã tưởng tượng vô số lần cảnh tượng diễn ra trong ngày hôm nay, nhưng không ai nghĩ tới lại gặp phải kết cục như thế. Kiệt Sâm đã hơn 2 năm chưa từng thăng cấp. Trong cuộc kiểm tra đánh giá lần cuối cùng của hắn, lại có thể thăng cấp. Lão sư Phong Diệp, nếu việc kiểm tra đánh giá đã xong, đệ tử còn có việc cần phải rời khỏi học viện, vậy đệ tử đi trước, còn nữa, phiền toái ngài đem cấp bậc ghi chép trên thân phận của ta nhanh chóng đổi thành cấp 6. Nhìn lão sư Phong Diệp cùng La Nghị đứng bên cạnh hắn, Kiệt Sâm gật nhẹ đầu, hướng bên ngoài luyện võ trường đi tới, hắn còn có một chuyện thật trọng yếu cần làm, không có nhiều thời gian chờ đợi tại nơi này. Trong ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ mọi người, bóng lưng của Kiệt Sâm chậm rãi biến mất cuối luyện võ trường. Được rồi, mọi người không cần nhìn nữa, tiếp tục thí nghiệm đi. Phục hồi lại tinh thần Phong Diệp lập tức gọi học viên đi lên thí nghiệm, đồng thời gương mặt mang theo vẻ mỉm cười nhìn Tư Thác đứng một bên nói. Tư Thác đạo sư, ngươi tiếp tục đứng đó xem đi, cho đệ tử của lớp các ngươi hướng học viên của ta tham khảo học tập nhiều hơn một chút, ta không để ý. Tiếng cười sang sảng của Phong Diệp bên trong luyện võ trường truyền ra thật xa. Không phải chỉ là thăng cấp thôi sao? Cho dù đi tới linh lực cấp 6 nhưng tên Kiệt Sâm kia cũng vẫn là một tên phế vật mà thôi. Hừ, chúng ta trở về. Tư Thác xanh mặt, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về chỗ thí nghiệm của lớp mình. Đệ tử mà ta xem trọng, sẽ kém sao? Đối mặt với lời nói khiêu khích của Tư Thác đạo sư, trên mặt Phong Diệp đạo sư mang theo ý cười ôn hòa, không hề phản bác nửa câu. Trên gương mặt tràn ngập vẻ tự tin cùng kiên nghị của Kiệt Sâm, Phong Diệp phát hiện người từng đạt được vinh dự thiên tài của học viện Kiệt Sâm tựa hồ đã quay trở lại. Phong Diệp khẽ sờ vào túi áo của mình, bên trong đó là một quyển linh lực cơ sở đoán luyện lặng lặng nằm yên, vốn Phong Diệp dự tính nếu Kiệt Sâm không thể thông qua thí nghiệm, sẽ đem quyển sách tâm huyết của mình đã ghi chép âm thầm đưa cho hắn, nhưng hiện tại xem ra đã không còn cần thiết nữa. Kiệt Sâm đâu rồi? Ngay khi Phong Diệp đang kiểm tra thêm vài học viên của mình, một thanh âm vô cùng dễ nghe mang theo vẻ tràn ngập lo lắng truyền vào trong tai mọi người. Một đạo hồng sắc thân ảnh lướt qua, phảng phất như một con bướm nhẹ nhàng bay tới. Một bóng người đã xuất hiện ngay trước mặt Phong Diệp. Khắc Lai Nhân lão sư, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy người đứng trước mặt, trên gương mặt của Phong Diệp đạo sư lập tức mang theo vẻ ngạc nhiên dò hỏi. Xuất hiện ngay trước mặt mọi người chính là linh dược sư Khắc Lai, nhân tam giai đế cấp đã dạy Kiệt Sâm học linh dược. Phong Diệp, Kiệt Sâm đâu? Ánh mắt của Khắc Lai Nhân vội vàng lướt qua trong đám người, khi xác định không có mặt Kiệt Sâm bên trong, lập tức nhìn Phong Diệp dò hỏi. Kiệt Sâm, hắn đi rồi. Khắc Lai Nhân lão sư, ngươi tìm hắn có việc gì vậy? Hiện tại Kiệt Sâm chắc đã ra khỏi học viện. Cái gì? Kiệt Sâm đi rồi, cũng đã ra học viện sao? Không phải chứ, Phong Diệp lão sư ngươi lại. Nghe được câu nói của Phong Diệp, nhất thời trong mắt Khắc Lai Nhân tràn đầy lửa giận nhìn Phong Diệp, tức giận tới mức không biết nên nói gì cho phải. Ngày hôm qua khi nhìn thấy Kiệt Sâm dùng loại kỹ xảo độc đáo phối chế, ra cơ sở dung dịch hỏa nguyên tố trụ cột, Khắc Lai Nhân liền tràn ngập tò mò đối với thủ pháp phối chế của Kiệt Sâm. Nhưng ngày hôm qua, sau khi Kiệt Sâm phối chế xong cơ sở dung dịch hỏa nguyên tố trụ cột lập tức, không nhìn thấy bóng dáng, điều này làm Khắc Lai Nhân vô cùng buồn bực vì không tìm thấy hắn. Là lão sư của Kiệt Sâm, Khắc Lai Nhân tự nhiên biết được chỉ cần ngày hôm nay hắn kiểm tra không đạt, được yêu cầu sẽ bị học viện Tây Tư linh lực đuổi học, nhưng sáng nay bản thân lại vì bận việc nên chậm trễ thời gian, đợi khi chạy, tới luyện võ trường lại nghe được Phong Diệp nói Kiệt Sâm đã ra khỏi học viện, điều này làm trong lòng Khắc Lai Nhân buồn bực tới mức muốn hộc máu. Phong Diệp, ngươi không được học viện đồng ý đã tự mình đuổi học học viên, tuy rằng theo lý luận đây là lần kiểm tra cuối cùng của Kiệt Sâm, nhưng ta cho ngươi biết,
ta đã kiểm tra khả năng của Kiệt Sâm về linh dược học, kết quả thật ưu tú. Phong Diệp lão sư, ngươi phải phụ trách hành vi lỗ mãng của ngươi. Vừa an tĩnh lại, trên mặt Khắc Lai Nhân tràn đầy băng sương, lạnh lùng nhìn thẳng Phong Diệp. Khắc Lai Nhân lão sư, ai nói Kiệt Sâm bị ta đuổi học? Phong Diệp có chút buồn bực nói. Kiệt Sâm đã thăng cấp, hắn thi kiểm tra xong nên đi ra ngoài có việc. Khắc Lai Nhân lão sư trợn tròn mắt. Tây Lan Hoa, Ba La Diệp Thảo. Chậm rãi đi trong sân trường học viện Tây Tư Linh Lực, giờ phút này trong lòng Kiệt Sâm đang mặc niệm những gì mình cần mua sắp tới. Suốt một ngày tự hỏi, đối với con đường sau này, mình phải đi hiện tại trong lòng Kiệt Sâm đã có được bản vẽ phác thảo đại khái, trong đó chủ yếu nhất chính là đem cường độ thân thể của chính mình tăng cường lên. Kiệt Sâm sinh ra trong niên đại mà hệ thống linh sư cực kỳ hoàn thiện của 3.000 năm sau, trong lòng hắn rõ ràng hiểu được cường độ thân thể của một linh sư, đối với việc tu luyện đến tột cùng có bao nhiêu ảnh hưởng. Trên thế giới này toàn bộ linh sư cũng không quá xem trọng việc huấn luyện cường độ thân thể, dù sao khi linh sư tu luyện mỗi một lần đề cao cấp bậc, được linh lực cải biến cùng hòa dịu, cường độ thân thể của linh sư đều nhận được cải thiện cùng đề cao nhất định, cường độ thân thể như vậy, đủ làm cho bản thân có thể tự nhiên vận dụng thuần thục trong chiến đấu, hoặc tu luyện, mà không đến mức không thể thừa nhận. Bởi vậy ở niên đại hiện tại, căn bản không có một linh sư nào đặc biệt đề cao cường độ thân thể của chính mình, dù sao một người cho dù đề cao cường độ thân thể của mình ra sao, đều vẫn kém hơn việc nâng lên cấp bậc linh lực càng cao hơn. Nhưng ở 2.000 năm sau, bởi vì có trường phái bạo lực linh sư xuất hiện, triệt để phá vỡ truyền thống này, thậm chí thiếu chút nữa đã đánh vỡ phân chia cấp bậc linh lực trong linh sư giới, đại bộ phận người trong bọn họ, chẳng những có thể vượt cấp khiêu chiến người có cấp bậc ngang hàng mình hoặc cao hơn mình, thậm chí còn có những nhân vật thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến linh sư cao giai hơn chính mình. Cuộc chiến nổi tiếng nhất chính là vị tổ sư khai phái khi hắn vẫn còn ở Hoàng Linh Sư thất giai, lấy lực lượng thân thể cường, đại cùng kỹ xảo độc đáo cùng một gã thánh linh sư cửu giai chiến đấu, mà không thua bại, nhờ vậy đã nổi tiếng hậu thế. Ở kiếp trước Kiệt Sâm có quan hệ cá nhân cực kỳ chặt chẽ, đối với tổ sư đời thứ 5 trường phái bạo lực linh sư, đối với hết thảy phương pháp rèn luyện của trường phái này đều hiểu biết cực kỳ thấu đáo. Kiếp trước phương pháp luyện thể của Kiệt Sâm chính là căn cứ theo phương pháp rèn luyện của trường phái bạo lực linh sư mà tiến hành cải tiến tổng kết. Bởi vậy bất kể là vì tu luyện linh dược sư hay là tu luyện linh sư, Kiệt Sâm đều phải đem cường độ thân thể của chính mình nhanh chóng khôi phục tới trình độ của kiếp trước, thậm chí phải vượt hơn kiếp trước. Tát Cáp đại sư. Đại sư. Ngay khi Kiệt Sâm còn đang tự hỏi, cũng đã đi tới cửa học viện, những thanh âm chào hỏi tràn ngập vẻ cung kính đột nhiên truyền vào trong tai, Kiệt Sâm ngẩng đầu lên nhìn xem. Chỉ thấy một lão giả mặc trường bào màu xám đang chậm rãi đi tới cổng lớn của học viện Tây Tư Linh Lực. Vừa nhìn thấy lão giả kia, vô luận là người canh cổng học viện hay là một ít lão sư trong học viện, tất cả đều thần tình cung kính đứng giặt sang một bên, cúi đầu. Bên trong có hai lão sư có chút thân phận nhẹ giọng lên tiếng chào hỏi, cũng không dám nói nhiều lời. Là hội trưởng linh dược sư công hội của Tháp Lâm Thành, chỉ có viện trưởng học viện Bỉ Tư Pháp là một người có cấp bậc trung cấp linh dược sư tứ giai ngang hàng với hắn trong Tháp Lâm Thành. Hội trưởng Tát Cáp được toàn bộ lão sư trong học viện vô cùng sùng kính. Linh dược thiên sư tứ giai. Khi đi ngang qua bên người lão giả, đôi mày Kiệt Sâm không khỏi nhướng lên. Ở kiếp trước bản thân hắn là linh dược thánh sư cửu giai, vừa liếc mắt liền nhận ra được cấp bậc của lão giả kia. Khi Kiệt Sâm đi ngang qua bên người hội trưởng Tát Cáp, hắn từ trên thân thể hội trưởng ngửi được một cỗ hương vị khống linh dịch cực nhẹ, mà khống linh dịch là tễ thuốc trụ cột của tứ giai, ít nhất cần phải đạt tới linh dược thiên sư tứ giai đề cấp mới có thể nắm giữ. Lại kết hợp với thần thái cùng ngữ khí của những lão sư chung quanh, Kiệt Sâm liền đoán được vị lão sư được tôn xưng là Tát Cáp đại sư này là một gã linh dược thiên sư tứ giai. Nhìn xem, người kia không phải Kiệt Sâm sao? Là đệ tử bị thôi học đầu tiên của học viện chúng ta. Một học viên nhìn thấy Kiệt Sâm, trong miệng lập tức không nhịn được thấp giọng kêu thành tiếng. Bị thôi học khỏi học viện Tây Tư Linh Lực. Nghe được lời nói của đệ tử kia, nguyên Tát Cáp đang ngơ ngẩn đi về phía trước. Không khỏi dừng chân lại xoay người nhìn theo bóng lưng Kiệt Sâm đã đi ra khỏi cổng lớn, biết được nội quy của học viện Tây Tư Linh Lực, hắn nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm. Nhi đồng hiện tại thật không biết cố gắng, nếu như hắn còn không có lòng cầu tiến, đời này chỉ sợ muốn trở thành linh dược đồ nhất giai cũng thật khó khăn. Khẽ lắc đầu, Tát Cáp hội trưởng xoay người đi về phòng viện trưởng, lần này hắn phải cười nhạo một chút lão quỷ Bỉ Tư Pháp bằng hữu của mình, xem hắn còn dám nói mình nữa hay không. Nghĩ tới đây, trong lòng Tát Cáp nhịn không được muốn cất tiếng cười to. Vị đại sư KS kia hiện tại đang ở nơi nào đây? Nếu như hắn đã rời khỏi Tháp Lâm Thành thì đúng là phiền toái. Tát Cáp nhíu mày, có chút buồn rầu vỗ vỗ trán mình, đi nhanh tới phòng viện trưởng học viện. Hiện tại trong lòng hắn chỉ nghĩ tới việc tìm được KS đã giải khai vấn đề của hắn, mà thôi. Còn chưa ý thức được mình đã trở thành nhân vật thần bí, trong lòng vị hội trưởng linh dược sư công hội,
Sau khi đi ra khỏi học viện Tây Tư Linh Lực, Kiệt Sâm liền hướng Linh Sư Công hội của thành Tháp Lâm đi tới. Bình thường ở mỗi một thành thị đều có một phường thị giao dịch khá lớn, mà phường thị giao dịch đại đa số đều nằm ở các công hội. Ở Đại Lục Tư Đặc Ân, dù Linh Dược Sư là chức nghiệp tôn quý nhất, nhưng Linh Sư Công hội vốn là nơi tụ tập của linh sư chức nghiệp phổ biến nhất Đại Lục, đó mới là địa phương phồn vinh nhất trong một thành thị, bởi vậy bình thường phường thị trong thành thị đều được kiến tạo cạnh bên các công hội linh sư. Kiệt Sâm chậm rãi đi xuyên toa bên trong phường thị, không bao lâu trên tay hắn đã cầm không ít tài liệu. Tây Lan Hoa, Ba La Diệp Thảo, mấy thứ này trên đại lục đều là dược liệu cùng thực vật trụ cột thông thường, mấy thứ này chỉ cần có tiền là có nhiều chỗ bán ra, hiện tại Kiệt Sâm thiếu khuyết chỉ là một viên linh hạch của liệt hổ thú nhất giai. Bên trong tễ thuốc cường thể mà Kiệt Sâm muốn điều chế, linh hạch liệt hổ thú là chủ dược, không thể thay thế. Trên thực tế linh hạch trên đại lục Tư Đặc Ân mặc dù là vật chân quý, nhưng giá trị của linh hạch nhất giai cũng không được xem quá cao, chỉ là ở kiếp trước của Kiệt Sâm, liệt hổ thú là một loại linh thú khá thưa thớt, số lượng liệt hổ thú tồn tại trên đại lục rất thưa thớt, bởi vậy cũng không dễ tìm, mà linh hạch liệt hổ thú lúc trước Kiệt Sâm có được, cũng khiến cho hắn phải tốn rất nhiều công phu mới tìm tới. Ân. Ngay khi Kiệt Sâm còn đang tìm kiếm khắp chung quanh, ở trên một quầy hàng cách đó, không xa có một thứ quả cây màu lục như mực đột nhiên ánh vào trong mi mắt hắn, hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt hắn. Vật kia, không phải chính là thiên tâm hoàng quả đã tuyệt chủng trên đại lục hay sao? Sau khi cẩn thận nhìn lại quả cây màu lục mực kia, hai mắt Kiệt Sâm trợn trừng thiếu chút nữa muốn rớt ra, trong miệng có chút giật mình thì thào nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên tâm hoàng quả, tuy rằng tên này nghe qua cực kỳ bá đạo, nhưng thực tế là một loại linh quả cấp bậc khá thấp, hương vị phi thường thơm ngọt, bởi vì chất nước có tác dụng bảo vệ khá cường đại đối với cơ thể người, có thể ôn hòa tầm bổ tổ chức tế bào cùng gân và bắp thịt của con người, bởi vậy bình thường được dùng làm chất phụ gia thêm vào những loại tễ thuốc trị liệu ngoại thương. Dù cấp bậc của thiên tâm hoàng quả khá thấp, giá trị so sánh với những linh quả cao giai cũng không lớn, nhưng trong thế giới kiếp trước của Kiệt Sâm, loại trái cây tẩm bổ thân thể này đã sớm tuyệt chủng trên đại lục, ngoại trừ trong một ít núi non bí ẩn cùng tận sâu trong rừng rậm, rốt cục rất khó tìm kiếm được tung tích. Kiếp trước sau khi Kiệt Sâm trở thành linh dược thánh sư cửu giai, vì phối chế một loại tễ thuốc luyện thể cực kỳ cường đại, ở trên đại lục phát ra tin tức cần tìm một ít tài liệu, trong đó còn có loại tài liệu như thiên tâm hoàng quả. Lấy uy vọng cùng thực lực của Kiệt Sâm, rất nhanh đã có một ít đại gia tộc cùng cường giả vì muốn kết giao với Kiệt Sâm, nên đem những loại tài liệu kia phái người tới hiến cho hắn, chỉ có thiên tâm hoàng quả mãi tới cuối cùng Kiệt Sâm vẫn không thu thập được. Bởi vậy giờ phút này, Kiệt Sâm có thể ở trên vỉa hè của một phường thị bên trong tòa thành nhỏ như Tháp Lâm Thành chứng kiến được một quả thiên tâm hoàng quả, khó trách hắn lại giật mình đến như thế. Khi một vật nào đó ngươi luôn tận tâm truy tìm nhưng tìm kiếm mãi không thấy, cuối cùng lại dùng một loại phương thức ngẫu nhiên lơ đãng như thế xuất hiện ngay trước mặt ngươi, thường thường ngoại trừ làm người ta cảm thấy vui sướng, còn có cảm giác trở tay không kịp. Chẳng lẽ cả chủ quầy trong lúc vô ý lấy được quả cây này, cũng không hề biết rõ giá trị của nó sao? Tâm tư chợt chuyển biến thật nhanh, Kiệt Sâm đi tới bên cạnh quầy hàng, lật xem những đồ vật khác trên sạp, làm cho người ta có loại cảm giác hắn chỉ là tùy tiện nhìn xem. Chủ quầy hàng nhìn thấy Kiệt Sâm, có lẽ cảm giác một nhi đồng như, hắn cũng không hề có vẻ giống như một khách hàng lớn, bởi vì chỉ hơi ngước mắt lên nhìn hắn. Linh quả này bán như thế nào? Chỉ chốc lát tay phải của Kiệt Sâm lật tới trên quả thiên tâm hoàng quả, dùng một loại khẩu khí thật tùy ý dò hỏi. Thiên tâm hoàng quả. Chủ quầy nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Kiệt Sâm, ngữ khí thoáng dừng lại một chút, thản nhiên nói. 200 linh tệ. 200 linh tệ. Kiệt Sâm thoáng sững sờ, thiên tâm hoàng quả ở kiếp trước bị người xem là vô giá, hiện tại chỉ cần 200 linh tệ. Điều này không khỏi làm trong lòng Kiệt Sâm có cảm giác bị đả kích thật lớn, phải biết rằng đây chính là linh quả tuyệt chủng, mà một linh dược thánh sư cửu giai như hắn chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Hơn nữa thiên tâm hoàng quả này đối với Kiệt Sâm đang chuẩn bị phối chế linh dịch trúc thể, mà nói là tương đương trọng yếu, nếu như có thêm tài liệu này vào linh dịch, việc rèn luyện cường độ cùng tốc độ thân thể của Kiệt Sâm sẽ tăng lên rất nhiều. Nhẹ nhàng lấy ra linh tạp trên người, bên trong linh tạp của Kiệt Sâm còn có ước chừng 1.000 linh tệ, giá cả 200 linh tệ hoàn toàn có thể thừa nhận. Chứng kiến động tác của Kiệt Sâm, chủ quầy không khỏi ngẩn ngơ, thật hiển nhiên lúc trước hắn cũng thật không ngờ Kiệt Sâm thật sự chịu mua thiên tâm hoàng quả. Giá cả kia hắn chỉ là tùy ý báo ra, lại không nghĩ rằng thiếu niên trước mặt thật sự muốn bỏ ra 200 linh tệ mua súng thiên tâm hoàng quả. Đáy mắt của chủ quầy xẹt qua một tia vui mừng không dễ dàng phát giác. Ông chủ, một thiên tâm hoàng quả bán tới 200 linh tệ, không khỏi cũng quá mắc đi. Ngay khi Kiệt Sâm định mở miệng muốn mua, một thanh âm đột nhiên từ sau lưng hắn truyền đến, ngay lập tức có một thân ảnh đứng ngay bên cạnh Kiệt Sâm, mang theo ý cười hòa thiện nhìn hắn. Ngươi là...
Đứng bên cạnh Kiệt Sâm là một thanh niên chừng 20 tuổi, trên người mặc trường bào màu than trì, có điểm giống loại trường bào của Linh Dược Sư thường mặc, mà ở vị trí bên ngực trái trường, bào thêu một đồ án huy chương Linh Dược Sư công hội. Nhìn thanh niên đứng trước mặt, Kiệt Sâm cảm thấy có chút quen mắt nhưng không nhớ nổi rốt cục là ai. Kiệt Sâm học đệ, ta gọi là Tiếu Ba, cũng là đệ tử của Học viện Tây Tư Linh Lực, có thể trước kia ngươi chưa gặp qua ta, nhưng ta lại nhận ra ngươi. Tiếu Ba nhìn Kiệt Sâm mỉm cười, lập tức quay đầu nói với chủ quầy. 50 linh tệ, thiên tâm hoàng quả này thuộc về chúng ta. Tiếu Ba vừa xong công tác buổi trưa tại Linh Dược Sư Công Hội, bởi vì hắn cần đi mua một ít tài liệu, nên chưa thay đổi quần áo đã đi thẳng tới phường thị trong Tháp Lâm Thành, vừa lúc gặp được Kiệt Sâm đang định mua thiên tâm hoàng quả. Kiệt Sâm là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh của Tây Tư Linh Lực Học Viện, Tiếu Ba cũng từng gặp qua hắn vài lần trong khóa công khai của Linh Dược Hệ, bởi vậy thấy Kiệt Sâm sắp sửa bị gạt mua hố hàng, lập tức giúp hắn trả giá. Vị tiểu ca này, 50 linh tệ thật sự là quá ít, ngươi xem lại, có thể thêm một chút hay không? Nhìn thấy mình sắp kiếm lớn được một số lại không nghĩ ra nửa đường nhảy, tới một trình rào kim, hơn nữa giá cả còn cố tình nói ở mức giá thấp nhất của chính mình. Nhìn vào gương mặt Tiếu Ba, chủ quầy thật sự muốn chửi toáng lên, nhưng nhìn thấy trường bào thêu huy chương của Linh Dược Sư Công Hội trên người Tiếu Ba, dù trong lòng chủ quầy khó chịu nhưng cũng không dám quá mức cản rỡ. Một Linh Dược Sư làm việc tại Linh Dược Sư Công Hội, không phải chỉ là một linh đồ nhất giai như hắn có thể đắc tội. 50 linh tệ, giá cả này đã thật không tệ. Nếu như ngươi không bán chúng ta có thể đi cửa hàng khác để mua, thiên tâm hoàng quả cũng không phải là vật gì đặc biệt hiếm lạ cả. Trên mặt Tiếu Ba vẫn mang theo ý cười thản nhiên nhìn chủ quầy, hắn làm việc bên trong Linh Dược Sư Công Hội, đối với giá cả linh quả gì đó, hiểu biết vô cùng rõ ràng. Thôi được, xem ngươi có thành ý như vậy, bán vãi cho ngươi 50 linh tệ. Vẻ mặt chủ quầy thật đau lòng đem thiên tâm hoàng quả bao lại, đưa qua. Ta nói cho tiểu ca ngươi biết, lần này ta làm lỗ vốn mua bán, thật lỗ vốn, ai... sinh ý thật khó làm. Trả tiền đi Kiệt Sâm học đệ. Tiếu Ba nhìn Kiệt Sâm nói. Nếu như sau này muốn đi mua tài liệu gì cũng có thể tới tìm ta. Ta làm công tác hỗ trợ trong Linh Dược Sư Công Hội. Chuyện khác không dám nói, về giá cả của tễ thuốc hay linh quả chẳng hạn, vẫn hiểu biết khá rõ ràng. Cảm thụ được ánh mắt tràn đầy nhiệt tình của Tiếu Ba, Kiệt Sâm không nói gì, nhanh chóng thanh toán tiền. Hình như mình và hắn cũng không quá quen thuộc, Tiếu Ba không khỏi quá mức nhiệt tình. Đúng rồi, ngươi có biết nơi nào bán linh hạch liệt hổ thú hay không? Cất lại thiên tâm hoàng quả, nghe Tiếu Ba nói đang làm việc trong Linh Dược Sư Công Hội, Kiệt Sâm lập tức hỏi thăm. Linh hạch liệt hổ thú? Tiếu Ba khẽ cau mày. Ngươi cần nó làm chi? Linh hạch liệt hổ thú chỉ bán trong một ít cửa hàng chuyên bán linh hạch mà thôi, nhưng trên người ta còn có một viên linh hạch liệt hổ thú vương. Lần trước ta dùng một lọ tễ thuốc trụ cột đổi lấy, nếu như ngươi muốn ta dùng 500 linh tệ đổi cho ngươi. Linh hạch liệt hổ thú vương chỉ cần 500 linh tệ. Trong đầu Kiệt Sâm đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, đúng rồi, hiện tại mình đang ở 3.000 năm trước, cũng không phải đang ở kiếp trước. 3.000 năm trước liệt hổ thú cũng không phải là linh thú quá thưa thớt, thiên tâm hoàng quả cũng không bởi vì sự hoạt động của nhân loại mà bị tuyệt chủng, còn có rất nhiều động thực vật cùng khoáng vật quý hiếm cực kỳ ở đời sau, ở đại lục hiện tại chỉ là những chủng loại có thể tùy ý nhìn thấy mà thôi. Nhân sinh đúng là tốt đẹp biết bao nhiêu. Ở trước mặt Tiếu Ba, vị đệ nhất nhân linh dược thánh sư cửu giai ở kiếp trước đang lộ ra vẻ mặt cười ngây ngô hạnh phúc. Nhìn vào đống tài liệu ở trước mặt mình, sau mấy hơi thở sâu, trong ánh mắt Kiệt Sâm lại biến thành một mảnh trong sáng. Có thể dùng 500 linh tệ mua được linh hạch liệt hổ thú vương từ chỗ Tiếu Ba, đối với Kiệt Sâm mà nói hoàn toàn là nỗi vui mừng ngoài ý muốn. Là chủ dược chế tạo trúc thể linh dịch, phẩm cấp tốt xấu của linh hạch liệt hổ thú trực tiếp ảnh hưởng đến phẩm cấp của tễ thuốc, mà dùng linh hạch của liệt hổ thú vương cấp 2 vương giả trong đàn liệt hổ làm chủ dược, đối với phẩm chất của trúc thể linh dịch mà nói chắc chắn sẽ được đề cao thêm. Từ chỗ Tiếu Ba mua được linh hạch của liệt hổ thú vương, Kiệt Sâm tiếp tục mua đầy đủ tài liệu rồi ngay lập tức quay về học viện. Sau khi ăn xong cơm trưa, căn bản không hề nghỉ ngơi liền đi thẳng tới phòng thí nghiệm linh dược hệ của học viện. Nộp lên phí tổn cho lão sư trực ban, Kiệt Sâm tuyển chọn một ít tễ thuốc trụ cột bên trong phòng thí nghiệm, sau đó đi vào phòng thí nghiệm tư nhân mà mình tuyển dụng. Ở bên trong học viện Tây Tư Linh Lực, đệ tử linh dược hệ ở lúc bình thường chỉ cần đăng ký là có thể sử dụng dụng cụ cùng tễ thuốc trụ cột bên trong phòng thí nghiệm, mà học viện vì muốn thuận tiện cho những đệ tử bình thường chế tạo linh dược tề, quy định chỉ cần nộp lên một ít phí tổn nhất định là có thể sử dụng tễ thuốc, mà học viện đặc biệt phối chế cho đệ tử bình thường sử dụng thực nghiệm tư nhân. Ở bên trong phòng thí nghiệm tư nhân, học viện bố trí đầy đủ dụng cụ trụ cột cùng tễ thuốc dùng phối chế linh dược tề. Hơn nữa, nếu như trong quá trình phối chế đệ tử gặp được vấn đề gì, còn có thể thỉnh giáo lão sư trực ban trong phòng thí nghiệm. Bên trong phòng thật an tĩnh, tay phải Kiệt Sâm cầm tây lan hoa, ánh mắt thoáng nheo lại, sau một lát nhẹ nhàng thở ra một hơi, tay chợt chuyển,
đóa tây lan hoa đã được bỏ vào trong một bình đựng chất lỏng màu lam. Một đám khói đỏ nho nhỏ toát ra khi đóa tây lan hoa tiếp xúc cùng chất lỏng màu lam kia, đóa hoa trong nháy mắt đã hòa tan trong chất lỏng, không khí trong phòng thí nghiệm nhất thời tràn ngập hương hoa lan tỏa. Tay phải lại cầm lên ba la diệp thảo, trong phút chốc Kiệt Sâm nắm chặt lại, linh lực lục cấp trong cơ thể nháy mắt phun ra, ba la diệp thảo bị linh lực cường hãn phá hủy, nháy mắt biến thành một đống bột phấn nhỏ, lả tả theo đầu ngón tay Kiệt Sâm rơi vào trong bình. Vừa tiếp xúc với chất lỏng màu lam đang xen lẫn khói đỏ trong bình, bột phấn ba la diệp thảo nhất thời giống như đom đóm trong đêm đen mùa hạ, tản mắt ra ánh huỳnh quang trong trẻo lạnh lẽo, rơi rụng lên dịch trạng kia, giống như bầu trời đầy sao trong đêm đen điểm xuyết lên dịch trạng. Kế tiếp Kiệt Sâm cầm lấy thiên tâm hoàng quả vắt ra nước trực tiếp nhỏ vào trong bình, phản ứng kịch liệt khiến bên trong bình bốc lên bọt khí tràn đầy. Ngay lập tức Kiệt Sâm cầm lên tài liệu cuối cùng trên đài thực nghiệm, đem viên linh hạch liệt hổ thú vương cấp 2 nhanh như chớp bỏ vào trong bình, đồng thời linh thức của Kiệt Sâm cũng ngay sau đó truyền vào trong dung dịch phản ứng. Phản ứng năng lượng thật lớn làm linh thức cũng không quá cường đại của Kiệt Sâm lay động không chừng. Tay phải mạnh mẽ lay động, sau một lát chiếc bình trong tay Kiệt Sâm chấn động với tốc độ cao tần. Thoáng chốc tay phải của Kiệt Sâm hóa thành một đạo ảo ảnh hư vô, ngay sau đó cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện ngay trên tay phải của Kiệt Sâm. Một đạo tinh quang màu đỏ lóe lên trên tay phải hắn, không ngừng quấn quanh quay cùng lên. Ở trung ương đạo trường xà màu đỏ có một viên linh hạch liệt hổ thú vương cấp 2, mỗi khi quay cùng một lần trong không khí lại xẹt qua một đạo quang mang sắc thái bất đồng, đồng thời viên linh hạch liệt hổ thú vương cũng bị ăn mòn đi một vòng. Cả quá trình ước chừng kéo dài hơn nửa canh giờ. Bởi vì vận động kịch liệt nên trên gương mặt Kiệt Sâm tuôn đầy mồ hôi rậm rạp. Không chịu nổi cánh tay phải kịch liệt chấn động của Kiệt Sâm, chiếc bình truyền hình được chế tạo bằng thủy tinh trong phòng thí nghiệm học viện nổ đùng một tiếng vỡ tan. Trong phút chốc ánh mắt Kiệt Sâm bỗng dưng hiện lên một đạo tinh mang, một đạo hắc sắc ảo ảnh xẹt qua thật nhanh trên không trung, sau một lát, trên tay hắn đã xuất hiện một chiếc bình tễ thuốc trang bị chất lỏng màu đỏ, đang lóe ra ánh sáng như viên ruby rạng ngời. Kiệt Sâm không ngừng thở hổn hển, nơi ánh mắt hắn nhìn tới, chiếc bình thủy tinh đã vỡ tan rơi rụng đầy trên đài thực nghiệm, mà tay phải, bởi vì vận động với cường độ cao giờ phút này đang không ngừng run rẩy lên, từng đợt đau nhức không ngừng truyền tới đại não làm hắn phải cau mày nhe răng nhếch miệng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bình linh dược tề màu đỏ trong tay, lực cảm giác của linh hồn cường đại làm Kiệt Sâm rõ ràng cảm ứng, được chất lỏng màu đỏ bên trong bình tễ thuốc chứa đựng năng lượng vô cùng dồi dào. Trúc thể linh dịch rốt cục đã phối chế thành công. Trong miệng nhẹ nhàng than thở một tiếng, vui sướng khi thành công làm cho vị đệ nhất nhân đại lục ở kiếp trước thật hiếm có nở nụ cười. Nhưng ngay lập tức thần tình Kiệt Sâm liền biến thành cười khổ nhìn tay phải đang không ngừng run rẩy của mình. Hiện tại việc hôm nay hắn cần làm chính là phải đến phòng y vụ của học viện trị liệu tay phải của chính mình. Ngay khi Kiệt Sâm vừa thu lại trúc thể linh dịch trong tay trái của mình, đang chuẩn bị rời đi đến phòng y vụ của học viện, cánh cửa phòng thí nghiệm đột nhiên bị mở tung ra. Ngay lập tức có một thân ảnh hỏa hồng sắc phóng nhanh vào trong phòng thí nghiệm, một phát nắm được tay phải của Kiệt Sâm. Kiệt Sâm, lần này xem như ta tìm được ngươi rồi, từ chiều hôm qua tới sáng nay ngươi đã chạy đi đâu? Bỏ đi, ta mặc kệ, hiện tại ta phải lập tức mang ngươi đi gặp một người. Tiến vào phòng thí nghiệm chính là lão sư linh dược hệ của học viện, linh dược sư Khắc Lai Nhân tam giai đề cấp. Nàng thật vất vả mới tìm được Kiệt Sâm, nắm lấy tay phải của hắn, trong miệng vừa nói vừa túm hắn kéo ra khỏi cửa phòng thí nghiệm, đi tới trong đại sảnh phòng thí nghiệm của linh dược hệ. Một trận hương thơm đặc hữu trên người nữ nhân trong nháy mắt chui vào trong mũi Kiệt Sâm, bị lão sư Khắc Lai Nhân được vô số nam lão sư cùng nam đệ tử của học viện ngưỡng mộ trong lòng nắm tay, nhưng giờ phút này trong lòng Kiệt Sâm lại không hề có chút cảm giác ngọt ngào nào. Hắn chỉ trừng to đôi mắt của mình, diễn cảm thống khổ, vẻ mặt vặn vẹo u oán kêu rên. Khắc Lai Nhân lão sư, ngài, có thể nhẹ một chút, ta, tay của ta, bị ngài cầm, đau quá. Nguyên bản trong đại sảnh đang có không ít người nhất thời lặng ngắt như tờ, vô số ánh mắt giống như u linh trong đêm tối không tiếng động đã rơi vào trên người Khắc Lai Nhân cùng Kiệt Sâm. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Khắc Lai Nhân đang nắm tay Kiệt Sâm, tập thể hóa đá, bên trong đại sảnh trong phút chốc biến thành yên tĩnh hoàn toàn. Chết tiệt! Chạy thẳng ra xa phòng thí nghiệm học viện, Khắc Lai Nhân mới dừng chân lại, hai tay ôm lấy gò má đỏ rực của mình vô cùng xấu hổ. Khắc Lai Nhân năm nay 23 tuổi, chưa từng nắm qua tay nam nhân, vừa nghĩ tới khi nãy mình ở trước mặt công chúng lại lôi kéo tay Kiệt Sâm, mấu chốt là Kiệt Sâm còn nói ra một câu nói như vậy, điều này làm trong lòng Khắc Lai Nhân tràn ngập ngượng ngùng cùng quẫn bách. Ai bảo vừa rồi ngươi nói câu nói như vậy bên trong đại sảnh chứ? Khắc Lai Nhân trừng lớn đôi mắt, hung tợn nhìn Kiệt Sâm đứng phía sau mình, thần tình tức giận. Chiếc mũi trắng nõn bởi vì tức giận mà hét lên, làm nổi bật đôi môi kiều diễm đỏ mọng, tràn ngập hương vị mê người.
giờ phút này nàng làm sao còn giống một vị lão sư uy nghiêm, ngược lại chẳng khác gì một tiểu nữ sinh đang tức giận. Vừa nghĩ tới vừa rồi ở trong đại sảnh phòng thí nghiệm, ánh mắt của các học viên luôn lợi dụng thời gian ngoài giờ học chạy đến tiến hành học tập linh dược tề nhìn mình, trong lòng khắc lai nhân chợt có loại cảm giác xúc động muốn một cái tát chụp chết Kiệt Sâm, sau đó bản thân mình cũng tự đi tìm chỗ chết cho xong. Khắc lai nhân lão sư, vừa rồi là ngươi lôi kéo ta chạy đi ra đi. Cảm thụ được tay phải truyền tới đau đớn như kim châm, trong lòng Kiệt Sâm thật bất đắc dĩ. Nếu như không có chuyện gì khác, khắc lai nhân lão sư, ta còn có việc phải đi về trước. Không được, Kiệt Sâm, ta tìm ngươi thật lâu, hiện tại ngươi phải cùng ta đi gặp đạo sư của ta. Khắc lai nhân thật bá đạo trực tiếp đoạn tuyệt ý tưởng của Kiệt Sâm. Đạo sư của ngươi. Nghe nói như vậy trong lòng Kiệt Sâm không khỏi sững sờ, một đoạn trí nhớ từ sâu trong đầu óc của hắn nháy mắt hiện lên. Nếu như mình nhớ không lầm, đạo sư của lão sư khắc lai nhân tự hồ chính là viện trưởng học viện Tây Tư Linh Lực, là một trong hai linh dược thiên sư trung cấp tứ giai của Tháp Lâm Thành, đại sư Bỉ Tư Pháp Mỗ. Trong lúc nhất thời trong lòng Kiệt Sâm không khỏi có chút hiểu được khắc lai nhân lão sư đến tìm mình rốt cục có chuyện gì, trải qua một ngày một đêm thích ứng, đã hoàn toàn dung nhập vào thời đại này. Trong lòng hắn hiểu được, ngày hôm qua trong khóa thực nghiệm mình đã phối chế ra loại dung dịch hỏa nguyên tố trụ cột, cùng phương pháp phối chế linh dược tề độc đáo, đối với linh dược sư của thời đại này mà nói, sẽ nảy sinh chấn động như thế nào? Thất phu vô tội, ma ngọc mắc tội. Giờ phút này trong lòng Kiệt Sâm hiểu được thật sâu, trước khi mình có đủ lực lượng cường đại, nếu bại lộ bản thân mình quá nhiều, ngoại trừ chỉ mang đến cho mình chút ít phương tiện sẽ mang tới cho mình thật nhiều phiền phức. Nhưng ít nhất ngươi phải để ta chữa trị xong cánh tay rồi hãy đi đi. Ở trước mặt khắc lai nhân, Kiệt Sâm giơ lên tay phải bị sưng tấy của mình. Lúc trước hắn liều lĩnh vượt cấp phối chế trúc thể linh dịch, khiến bắp thịt cùng gân nhục đều bị tổn hại nghiêm trọng. Giờ phút này cánh tay phải của hắn đã trở nên bầm tím. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi ngươi. Cho đến tận lúc này khắc lai nhân mới chú ý tới tay phải bị thương của Kiệt Sâm. Sắc mặt nhất thời hòa dịu xuống, nghĩ tới trước đó Kiệt Sâm thật đau đớn lại làm như vô sự. Trong lòng khắc lai nhân không biết vì sao lại cảm giác đau lòng. Đưa ra tay phải, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích. Thần tình khắc lai nhân thật nghiêm túc đứng trước mặt Kiệt Sâm, vừa nói ánh mắt của nàng vừa đột nhiên phát sáng lên, một cỗ áp lực cực lớn không thể diễn tả bằng lời từ, trên người khắc lai nhân bạo phát ra, ép tới mức hơi thở của Kiệt Sâm trở nên thật gian nan. Ba đạo lục sắc quang quyển từ trên đầu khắc lai nhân xông ra, cuối cùng trôi nổi sau đầu của nàng, lục mang chói mắt, lấy thân thể khắc lai nhân làm trung tâm bộc phát, theo sự khống chế của nàng, lục mang bốc lên khắp một thước chung quanh. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra quang mang mê ly. Ba đạo lục sắc quang quyển chính là ba đạo linh hoàn của khắc lai nhân, đại biểu thân phận linh sư tam giai của nàng. Trong miệng khẽ ngâm nga, hai mắt khắc lai nhân thoáng chốc tuôn ra một đạo tinh mang, ngay lập tức một đạo linh hoàn sau đầu nàng đột nhiên sáng ngời, một đạo thủy lục sắc huyễn ảnh xuất hiện sau lưng khắc lai nhân. Huyễn ảnh nhìn qua giống như một đầu trường xà, hai bên thân rắn là đôi cánh, trên đầu là một chiếc sừng thạch anh xanh biếc, nhộn nhạo lục văn như sóng gợn. Lấy ánh mắt của một linh dược thánh sư cửu giai của kiếp trước, Kiệt Sâm chỉ liếc mắt liền nhận ra hư ảnh, như trường xả trên đỉnh đầu lão sư khắc lai nhân chính là linh thú thủy hệ tam giai, huyễn ảnh của thanh minh thủy yêu. Đó là linh thú mà lão sư khắc lai nhân thu hoạch thủ linh tâm khi tiến giai tam giai linh hoàn. Ở Tư Đặc Ân Đại Lục, bất cứ một linh sư nào khi đạt tới cấp bậc tiếp theo, cũng có thể lựa chọn tiếp tục tu luyện sau khi thăng cấp, hoặc đi thu linh tâm của linh thú. Linh tâm trên thực tế chính là linh hạch linh thú. Bất kỳ một con linh thú nào sau khi tử vong trong vòng một canh giờ, bởi vì năng lượng trong linh hạch còn chưa hoàn toàn ngưng tụ, bởi vậy sẽ có một ít linh hạch của linh thú sẽ dùng hình thức thể lỏng xuất hiện, trong đó ẩn chứa năng lượng cũng lấy được sức sống như sinh mệnh còn sống, không cuồng bạo nhưng năng lượng trong linh hạch, bởi vậy được gọi là linh tâm. Nhưng muốn rút ra linh tâm cần có ý thức cực kỳ cường hãn, hơn nữa bởi vì năng lượng cuồng bạo thường thường sẽ tạo thành tổn thương thật lớn đối với thân thể linh sư. Bởi vậy khi rút ra linh tâm, bình thường phải cần đại lượng linh dược tề phụ trợ, không phải là linh sư bình thường có thể đạt được. Mà chỗ tốt nếu thu hoạch được linh tâm cũng thật lớn, ngoại trừ dung hợp linh tâm của linh thú sẽ đề cao cường độ linh lực, còn trực tiếp đạt được kỹ năng nào đó của linh thú. Điều này so với một môn linh kỹ, mà linh sư tự mình tu luyện được còn nhanh chóng cùng cường hãn hơn nhiều. Cam lâm sái lộ. Một đạo chú ngữ từ trong miệng lão sư khắc lai nhân phát ra. Huyễn ảnh thanh minh thủy yêu xoay quanh sau lưng khắc lai nhân trong nháy mắt lớn dần lên, một đạo lục quang chói mắt từ hai tay khắc lai nhân đã rơi xuống trên tay phải của Kiệt Sâm. Một cỗ cảm giác mát mẻ khó nói nên lời nhất thời từ tay phải Kiệt Sâm truyền lên trên não. Khi khắc lai nhân phóng thích ra linh kỹ cam lâm sái lộ tẩm bổ, cánh tay phải của Kiệt Sâm có thể lấy tốc độ mà mắt thường nhìn thấy được nhanh chóng khôi phục. Chỉ sau một lát, tụ huyết sưng đỏ trên cánh tay phải đã hoàn toàn biến mất, không còn nhìn thấy gì nữa, đã hồi phục lại tinh tế bóng loáng.
trong miệng thở phào một hơi thật dài. Bản thân Khắc Lai Nhân là linh sư tam giai đề cấp phóng xuất, ra linh kỹ tam giai thời gian dài như vậy, nên trên trán đã mơ hồ chảy ra một tầng mồ hôi tinh mịn, nhưng khi nhìn thấy cánh tay phải cơ hồ đã khỏi hẳn của Kiệt Sâm, trong lòng Khắc Lai Nhân lại cảm thấy thật vui sướng. Cầm đi, đây là ngưng huyết tề, sau này nhớ phải cẩn thận một chút, đừng để bị thương nữa, lão sư biết ngươi thật cố gắng, nhưng khi làm thí nghiệm cũng đừng nên liều mạng đến như vậy. Khắc Lai Nhân từ trong người lấy ra một bình dược tễ màu đỏ nhét vào trong tay Kiệt Sâm. Ta không thể nhận, Khắc Lai Nhân lão sư. Nói lời dư thừa làm gì, còn không cầm cho ta. Khắc Lai Nhân hung hăng trừng mắt liếc Kiệt Sâm. Nhìn ánh mắt tràn đầy quan tâm của Khắc Lai Nhân lão sư, Kiệt Sâm cầm lấy ngưng huyết tể không nói chuyện. Kiếp trước bản thân hắn là linh dược thánh sư cửu giai, tự nhiên biết được giá trị của bình linh dược tể thượng phẩm cấp 2 này. Tuy rằng bình tễ thuốc chỉ là thượng phẩm cấp 2, nhưng ngưng huyết tể là loại tễ thuốc trị liệu không giống như tễ thuốc phụ trợ bình thường, là đồ vật mà toàn bộ linh sư đều cố gắng muốn đạt tới. Ở trên thị trường ít nhất phải giá trị 2-3 ngàn linh tệ mới mua được một bình. Đi thôi, đừng thất thần nữa. Nhìn thấy Kiệt Sâm không nói lời nào, Khắc Lai Nhân lập tức hướng phòng viện trưởng học viện đi tới. Kiệt Sâm đi theo phía sau Khắc Lai Nhân giờ phút này, cả hai người đều không hề hay biết, viện trưởng học viện Tây Tư Linh Lực, đại sư Bỉ Tư Pháp Mỗ đang vì việc phối chế linh dược tề, mà đang đứng trong nguy hiểm cực độ. Bên trong phòng thí nghiệm của viện trưởng học viện Tây Tư Linh Lực, một lão giả mặc một bộ trường bào xanh đen giờ phút này, hai tay đang nắm chặt một bình tễ thuốc màu đỏ đậm trên đài thực nghiệm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tễ thuốc màu đỏ đậm đang cuồn cuộn không ngừng trong bình, thần sắc thật ngưng trọng. Lão giả này chính là viện trưởng học viện Tây Tư Linh Lực, một trong hai linh dược thiên sư trung cấp tứ giai của Tháp Lâm Thành, đại sư Bỉ Tư Pháp Mỗ. Bản thân là viện trưởng học viện Tây Tư Linh Lực, viện trưởng Bỉ Tư Pháp Mỗ luôn dùng tư thế ôn văn nhỏ nhã xuất hiện trước mặt học viên cùng lão sư trong trường, nhưng giờ phút này nếu có lão sư nào chứng kiến Bỉ Tư Pháp Mỗ, tuyệt đối sẽ không đem lão giả nhìn qua chật vật không chịu nổi này, cùng viện trưởng đại nhân tràn ngập hào quang thần thánh liên lạc cùng nhau. Từng giọt mồ hôi thô to từ trên trán Bỉ Tư Pháp Mỗ chảy xuống, nhưng hắn cũng không dám phân tâm lau đi. Nhìn chằm chằm tễ thuốc màu đỏ đậm đang không ngừng cuồn cuộn trong bình, giờ phút này Bỉ Tư Pháp Mỗ cảm thấy vô cùng đau đầu. Sáng hôm nay lão bằng hữu của hắn, hội trưởng Tát Cáp của Linh Dược Sư Công Hội Thành Tháp Lâm vội vàng đến tìm hắn, nói trong Thành Tháp Lâm có một vị linh dược đại sư vừa đến, có thể thông qua đặc tính phản ứng của linh dược tề dùng linh thức thấp hơn, nhị giai thành công phối chế ra tiêu dung tề thượng phẩm cấp 2. Vì nghiệm chứng tính chân thật trong lời nói của mình, hội trưởng Tát Cáp ở đương trường làm mẫu cho Bỉ Tư Pháp Mỗ, Tát Cáp đem linh thức của mình khống chế thấp hơn cấp 2, thông qua quan sát hình thái biến hóa của quá trình phối chế tiêu dung dịch, mà cuối cùng thành công phối chế ra một bình tiêu dung tề phẩm cấp cao. Kết quả này làm trong lòng Bỉ Tư Pháp Mỗ không khỏi vô cùng khiếp sợ, hắn hoàn toàn hiểu rõ lão bằng hữu Tát Cáp khi còn là một gã linh dược sĩ trung cấp nhị giai từng có ý nghĩ như vậy, chính mình lúc trước từng hung hăng cười nhạo hắn một phen. Ở trong linh dược giới, việc phối chế tễ thuốc đều cần linh thức tham dự mới có thể nắm giữ tốt trình độ, mà cường độ linh thức của một linh dược sư đại biểu cho thực lực mạnh yếu của linh dược sư đó cùng cấp bậc cao thấp, nhưng phương pháp mà hội trưởng Tát Cáp biểu hiện trực tiếp phá vỡ truyền thống của linh dược giới. Sau khi Tát Cáp rời khỏi, Bỉ Tư Pháp Mỗ cũng không thèm ăn cơm trưa, hắn trực tiếp căn cứ theo biện pháp mà Tát Cáp đã nói phối chế tiêu dung tề thượng phẩm cấp 2 lần nữa. Kết quả thành công làm trong lòng Bỉ Tư Pháp Mỗ không khỏi tràn ngập hưng phấn. Lúc này hắn nghĩ đến, nếu trong tiêu dung tề có thể thực hiện được phối chế như vậy, thì trong những loại tễ thuốc khác kết quả có giống nhau hay không? Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Bỉ Tư Pháp Mỗ cũng không còn cách nào đè nén. Hắn khẩn cấp muốn thực hiện, vừa lúc trong tay đang có một phần tài liệu tễ thuốc cuồng bạo, lập tức liền dùng cuồng bạo tễ thuốc làm thực nghiệm. Cuồng bạo tễ thuốc là một loại linh dược tề tam giai trung phẩm. Bất cứ một gã linh sư nào, từ tứ giai trở xuống sau khi dùng cuồng bạo tễ thuốc đều có thể ở trong thời gian ngắn làm cho thực lực bản thân đề cao hơn một cấp bậc. Với thân phận linh dược thiên sư trung cấp tứ giai của Bỉ Tư Pháp Mỗ, phối chế cuồng bạo tễ thuốc trung phẩm tam giai đối với hắn, mà nói căn bản chỉ là chuyện đơn giản, như ngựa quen đường cũ. Nhưng làm cho Bỉ Tư Pháp Mỗ không ngờ chính là vì muốn cẩn thận quan sát cả quá trình biến đổi của cuồng bạo tễ thuốc, Bỉ Tư Pháp Mỗ đã cứng rắn đem linh thức của mình khống chế ở mức độ tam giai đề cấp. Sau đó bi kịch liền xảy ra, bởi vì hắn hạ thấp cấp bậc linh thức của chính mình, trong quá trình phối chế cuồng bạo tễ thuốc đã gia nhập tài liệu không được nhịp nhàng. Những tài liệu bất đồng trong cuồng bạo tễ thuốc sẽ tạo thành dược tính xung đột mãnh liệt, lập tức khiến linh nguyên tố bên trong tễ thuốc biến thành cuồng bạo, cũng giống như ở kiếp trước khi Kiệt Sâm phối chế hỏa thần chi dịch sinh ra nổ lớn, linh nguyên tố rối loạn nếu không thể đúng lúc xoa dịu, kết quả cuối cùng chỉ có một, chính là nổ mạnh. Vừa phát hiện tình huống, Bỉ Tư Pháp Mỗ lập tức dùng linh thức trung cấp tứ giai của mình không ngừng điều hòa linh nguyên tố đang xung đột bên trong bình tễ thuốc,
nhưng do lực xung đột sản sinh quá mức mạnh mẽ, dần dần ngay cả linh dược thiên sư trung cấp tứ giai như Bỉ Tư Pháp Mỗ cũng không thể ngăn chặn. Thôi, trong lòng thở dài một hơi, mắt thấy mình đã không thể ngăn chặn lực xung đột linh nguyên tố trong bình tễ thuốc, Bỉ Tư Pháp Mỗ chỉ đành nhận biết, lấy thực lực linh dược thiên sư trung cấp tứ giai của hắn, lực nổ mạnh chỉ làm hắn bị thương nhẹ, duy nhất tiếc nuối chính là gian phòng thí nghiệm của hắn bên trong học viện cùng phòng viện trưởng bên ngoài chỉ sợ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Vừa nghĩ tới ngày mai trong tháp lâm thành sẽ ồn ào huyên náo, lan truyền tin tức viện trưởng Tây Tư Linh Lực Học Viện khi phối chế linh dược tề bị thất bại, làm cho phòng thí nghiệm cùng phòng viện trưởng đều bị nổ rớt, Bỉ Tư Pháp Mỗ liền cảm thấy thật đau đầu. Lão sư, ngài ở bên trong sao? Ngay khi viện trưởng Bỉ Tư Pháp Mỗ đang chuẩn bị bu ông tha việc áp chế cùng bạo tễ thuốc, một thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa phòng thí nghiệm truyền tới, ngay lập tức cửa phòng liền được mở ra, một nữ tử mặc trường bào hỏa hồng sắc từ bên ngoài đi vào phòng thí nghiệm, mà ở sau lưng nàng còn đi theo một đệ tử học viện chừng 17-18 tuổi. Hai người này chính là Khắc Lai Nhân cùng Kiệt Sâm đang đi tìm Bỉ Tư Pháp Mỗ. Hai người các ngươi hiện tại lập tức đi ra ngoài cho ta. Nhìn thấy Khắc Lai Nhân cùng Kiệt Sâm, vẻ mặt vốn còn chút chấn định của Bỉ Tư Pháp Mỗ nháy mắt liền thay đổi. Nhìn cuồng bạo tễ thuốc ngày càng sôi trào kịch liệt, giờ phút này trong lòng Bỉ Tư Pháp Mỗ tràn ngập lo lắng. Lúc trước hắn chuẩn bị bu ông tha dùng linh thức áp chế, nên đã bu ông ra một tia linh thức điều hòa linh nguyên tố trong cuồng bạo tễ thuốc, mà bây giờ cho dù hắn có đem hết toàn lực tối đa, cũng chỉ có thể duy trì được chừng 20 giây không để cho nổ mạnh, mà vượt qua thời gian kia dù là hắn cũng vô năng cứu vãn. Lão sư ngài đang cảm thụ được linh nguyên tố cuồng bạo bên trong phòng thí nghiệm cùng linh thức của viện trưởng đang tung hoành, Khắc Lai Nhân không khỏi thoáng lặng người. Còn sững sờ cái gì mà sững sờ, không lập tức đi ra ngoài cho ta. Chứng kiến học trò cưng của mình còn đứng sững nơi đó, viện trưởng không khỏi gầm lên một tiếng giận dữ, giờ phút này trong lòng hắn đã tràn ngập lo lắng. Dạ, lão sư. Cảm nhận được nỗi lo lắng, trong lòng Bỉ Tư Pháp Mỗ cùng linh nguyên tố càng thêm cuồng bạo rối loạn, trong phòng thí nghiệm, sắc mặt Khắc Lai Nhân nhất thời thay đổi, nàng biết tình huống đang khẩn cấp, lập tức muốn lôi kéo tay Kiệt Sâm chạy ra ngoài phòng thí nghiệm. Đã không còn kịp rồi. Kiệt Sâm giãy mở tay của Khắc Lai Nhân, hướng chỗ Bỉ Tư Pháp Mỗ đi tới. Với ánh mắt của Kiệt Sâm, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra được giờ phút này trong phòng thí nghiệm là trạng huống gì, kiếp trước bản thân hắn là linh dược thánh sư cửu giai, đương nhiên liền nhìn ra giờ phút này trong tay Bỉ Tư Pháp Mỗ đang cầm là cuồng bạo tễ thuốc trung cấp tam phẩm, mà căn cứ biên độ quay cuồng trong bình tễ thuốc hiện tại, Kiệt Sâm hiểu thật rõ ràng còn chưa đầy 15 giây thời gian bình tễ thuốc trước mặt sẽ vì linh nguyên tố hoàn toàn rối loạn trong nháy mắt nổ tung, mà căn cứ lượng cuồng bạo tễ thuốc trong bình, chẳng những phòng thí nghiệm, phòng viện trưởng cùng một vòng chung quanh nơi này đều sẽ bị dư ba nổ mạnh lan đến, trở thành một đống hoang tàn. 15 giây thời gian với tốc độ của hắn cùng Khắc Lai Nhân lão sư, căn bản không khả năng thoát khỏi phạm vi nổ mạnh, kết quả duy nhất là bị đập vào, thi thể nát vụn mà thôi. Đứa nhỏ này ngươi sao vậy? Bảo ngươi đi ra ngoài ngươi không nghe thấy sao? Lập tức lăn đi ra cho ta. Đôi mắt Bỉ Tư Pháp Mỗ trợn tròn, trong miệng phát ra tiếng gầm lên giận dữ, giờ phút này âm thanh của hắn đã biến thành hổn hển. Hắn đang toàn lực dốc hết linh thức cạn kiệt của mình, không ngừng điều hòa linh nguyên tố trong bình tễ thuốc. Hắn biết nếu như lúc nổ mạnh cả hai người kia không thể kịp rời đi, khả năng sống sót của hai người hoàn toàn biến mất. Không để ý tới tiếng gầm rú của Bỉ Tư Pháp Mỗ, ánh mắt Kiệt Sâm rất nhanh lướt qua trong phòng thực nghiệm. Nhưng ngay lúc này trong ánh mắt của Kiệt Sâm không hề có một tia hỗn loạn, lại giống như một đầm nước yên tĩnh, trầm ổn tới mức dọa người. Nhìn thấy vẻ mặt này của Kiệt Sâm, Khắc Lai Nhân không khỏi nghĩ tới chiều hôm qua trong khóa thực nghiệm linh dược học. Tạp La Đặc phối chế dung dịch hỏa nguyên tố trụ cột thất bại mà sinh ra nổ mạnh, thần sắc Kiệt Sâm thật trầm ổn đứng bên ngoài phạm vi nổ mạnh, lúc ấy vẻ mặt của Kiệt Sâm cũng giống như bây giờ, vẫn ổn trọng như vậy, vô cùng lão thành. Không biết vì sao nguyên bản Khắc Lai Nhân đang tràn ngập lo lắng, nhưng khi nhìn đến ánh mắt trầm ổn của Kiệt Sâm, nỗi lo lắng trong lòng tựa hồ trong nháy mắt giảm đi rất nhiều. Có lẽ, hay là Kiệt Sâm có biện pháp nào thì sao? Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu Khắc Lai Nhân, ngay lập tức nàng không khỏi lắc đầu. Làm sao có thể, vấn đề mà ngay cả lão sư của mình đều không thể giải quyết, một học viên như Kiệt Sâm làm sao lại có biện pháp nào đây? Trong suy nghĩ lướt nhanh như điện quang hỏa thạch, bước chân của Khắc Lai Nhân cũng không hề dừng lại, hướng thẳng chỗ Kiệt Sâm xông tới. Hôm nay nàng nhất định phải lôi Kiệt Sâm rời khỏi nơi này, cho dù là lôi kéo cũng phải kéo hắn đi ra. Ân. Vừa lúc đó hai mắt Kiệt Sâm đột nhiên sáng ngời, ánh mắt ngưng trọng trong nháy mắt rơi vào trên một loại dược liệu đặt trong tủ phòng thí nghiệm. Đó là vài mảnh lá cây màu xanh biếc, nhìn qua thật bình thường, hình quạt, ngay mặt lá cây còn có một ít hoa văn màu vàng bất quy tắc, được cất giữ trong một dụng cụ thủy tinh trong suốt đặt trong tủ tài liệu. Vừa nhìn thấy mấy mảnh lá cây màu xanh biếc kia, Kiệt Sâm lập tức bước nhanh đi tới mở tủ tài liệu,
lấy ra vài mảnh lá cây xanh biếc bên trong bình dụng cụ kia. Chết tiệt, tiểu tử ngươi đang làm gì đó? Nếu như ngươi không xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ khai trừ ngươi, Khắc Lai Nhân, còn không nhanh kéo hắn ra ngoài cho ta. Trong lòng vô cùng lo lắng, Bỉ Tư Pháp Mỗ nhìn thấy thiếu niên, trước mặt còn đang đi lấy dược liệu trên tủ tài liệu của mình, giờ phút này trong lòng hắn bực tức muốn phun ra máu. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ ngậm lại miệng của mình, chuyên tâm áp chế linh nguyên tố trong cuồng bạo tễ thuốc đang sao động để cho người khác. Ân, giống như ta vậy tranh thủ thêm thời gian, tức giận chỉ làm sự tình càng thêm tồi tệ hơn. Nhìn Bỉ Tư Pháp Mỗ đang dựng râu trừng mắt la hét, Kiệt Sâm cầm vài mảnh lá cây đi tới chỗ của hắn, vừa giống như giáo huấn một học sinh, của mắng Bỉ Tư Pháp Mỗ một trận. Xú tiểu tử, ngươi dám giáo huấn ta? Bỉ Tư Pháp Mỗ tức giận tới mức râu tóc đều muốn dựng thẳng, hắn sống suốt mấy chục năm, vẫn là lần đầu tiên gặp được một đệ tử không biết nghe lời như vậy, ở một khắc này hắn thậm chí có chút hoài nghi Khắc Lai, nhân mang tới thiếu niên này có phải là đệ tử trong học viện của mình hay không, tại sao ở trong học viện còn dám có thái độ tồi tệ như vậy? Giờ phút này Khắc Lai Nhân đã đi tới bên cạnh Kiệt Sâm, ngay khi nàng định đưa tay kéo hắn chạy ra ngoài, Kiệt Sâm đột nhiên quay đầu, diễn cảm bình tĩnh thản nhiên nói. Khắc Lai Nhân lão sư, nếu như ngươi còn không muốn chết thì tốt nhất không cần kéo ta. Trong nháy mắt này, khi Khắc Lai Nhân chạm vào ánh mắt của Kiệt Sâm, cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình lại khiến cho bàn tay nàng vốn đã vươn ra ngay, sau đó như ma xui quỷ khiến rụt ngược trở về. Chết tiệt, Khắc Lai Nhân, ngươi mau nhanh đi ra sau thân thể của ta. Ta đã sắp không khống chế được nữa. Vừa lúc đó trong miệng Bỉ Tư Pháp Mỗ đột nhiên hét to một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt biến thành đỏ bừng. Linh thức cường đại tung hoành trong phòng thí nghiệm, bởi vì cạn kiệt mà thân thể hắn không ngừng run lên. Tiểu tử, nếu như ngươi không muốn chết thì đứng ra sau thân thể của ta. Trong miệng gian nan phun ra vài từ, giờ phút này Bỉ Tư Pháp Mỗ đã vô lực cãi cọ với Kiệt Sâm, hắn mở to hai mắt dùng hết khí lực cuối cùng của chính mình. Linh thức của hắn đã hoàn toàn mất hẳn khống chế. Đối với linh nguyên tố trong cuồng bạo tễ thuốc, khi hắn dùng hết khí lực toàn thân hình thành một đạo linh lực thuẫn ngay trước mặt, hắn thấy được Kiệt Sâm đem vài mảnh lá cây trong tay nhẹ nhàng bỏ vào trong bình cuồng bạo tễ thuốc đang sôi trào quay cuồng kịch liệt. Bên tai chỉ nghe được thanh âm tiếng rít nhẹ, ở trước mặt Bỉ Tư Pháp Mỗ, vài mảnh lá cây kia vừa tiếp xúc với cuồng bạo tễ thuốc ngay lập tức dung nhập vào bên trong. Lập tức vô số linh nguyên tố đang cuồng bạo tràn ngập khắp phòng thí nghiệm ở trong cảm giác linh thức của Bỉ Tư Pháp Mỗ, trong phút chốc toàn bộ biến mất không còn nhìn thấy gì nữa, giống như từ trước tới nay chưa xuất hiện qua bao giờ. Giờ khắc này linh nguyên tố bên trong phòng thí nghiệm bình tĩnh, như mặt hồ không chút gợn sóng, không hề có chút âm thanh, ngay lập tức một mùi hương thật độc đáo, từ trong bình cuồng bạo tễ thuốc chậm rãi bay ra tràn vào, trong mũi Bỉ Tư Pháp Mỗ. Này, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Bỉ Tư Pháp Mỗ đem linh lực toàn thân phóng thích chuẩn bị, thừa nhận cuồng bạo tễ thuốc nổ tung. Phá hủy, bất chấp cảm giác khó chịu vì linh nguyên tố cuồng bạo bỗng dưng biến mất, mà làm cho hắn muốn hộc máu, xông lên phía trước nắm lấy Kiệt Sâm, trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào hắn, giống như đang nhìn một quái vật. Điều này có gì là kỳ quái? Trên mặt Kiệt Sâm lộ ra vẻ mặt như muốn nói Bỉ Tư Pháp Mỗ người thật ngu ngốc, vừa nói được nửa câu, lập tức đưa ánh mắt đặt lên đôi tay Bỉ Tư Pháp Mỗ đang nắm lấy cổ áo của chính mình. Thật có lỗi. Là ta quá kích động. Nhìn thấy vẻ mặt của Kiệt Sâm, Bỉ Tư Pháp Mỗ vội vàng buông lỏng đôi tay của mình, vẫn không quên vuốt lại nếp áo cho Kiệt Sâm. Hắn thật sự không hiểu rõ cuồng bạo tễ thuốc vốn sắp nổ mạnh vì sao, sau khi Kiệt Sâm bỏ vào vài mảnh lá cây lại đột nhiên bình tĩnh lại chỉ trong nháy mắt. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Kiệt Sâm thản nhiên cười cười. Sở dĩ cuồng bạo tễ thuốc có danh xưng là cuồng bạo, là bởi vì bên trong bao gồm những linh nguyên tố có hoạt tính tương đối nóng nảy cùng sinh động. Tài liệu phối chế cuồng bạo tễ thuốc có 3 loại: Thiên Thiên Kết, Tam Sinh Tinh, Cuồng Ma Huyết Dịch. Thiên Thiên Kết là một loại thực vật có thể làm cho thân thể người sinh ra đại lượng linh lực ôn hòa, tác dụng chủ yếu của nó chỉ dùng để đảm đương khi cuồng bạo tễ thuốc phát sinh tác dụng sinh ra năng lượng cuồng bạo ở trong linh mạch cơ thể người sinh ra một đạo linh lực ôn hòa bảo hộ linh mạch. Mà Tam Sinh Tinh cùng Cuồng Ma Huyết Dịch là 2 loại tài liệu có dược tính xung đột cực mạnh, nhưng vì có Thiên Thiên Kết nên chỉ cần hàm lượng của 2 loại tài liệu này có thể bảo trì trong phạm vi nhất định thì cả 2 có năng lực bảo trì một loại cân bằng vi diệu. Nói tới đây, Kiệt Sâm không khỏi liếc mắt nhìn Bỉ Tư Pháp Mỗ. Cuồng bạo tễ thuốc là một loại linh dược tề có kỹ thuật tương đối thành thục. Nói thế này, lấy trình độ linh dược thiên sư trung cấp tứ giai của ngươi, căn bản không có khả năng phối chế sai lầm. Nhưng nhìn tình hình vừa rồi, rất rõ ràng hàm lượng của cuồng ma huyết dịch nhiều hơn Tam Sinh Tinh. Nếu 2 loại tài liệu này không có tỷ lệ nhịp nhàng mà còn có thể bảo trì được ổn định, vậy chỉ có thể nói ngươi mua tài liệu là hàng giả. Nghe được Kiệt Sâm vừa nói như thế, nét mặt Bỉ Tư Pháp Mỗ không khỏi đỏ lên, vì hắn thu liễm linh thức hoàn toàn đem tâm thần đặt
lên việc nhìn cuồng bạo tễ thuốc biến đổi lý tính phản ứng, đợi khi hắn phát hiện tỷ lệ không nhịp nhàng thì đã chậm. Nhưng mà, ta muốn biết chính là vì sao sau khi ngươi bỏ vào thiên hương diệp, toàn bộ phản ứng đều tiêu thất trong nháy mắt. Bỉ Tư Pháp Mỗ nhìn Kiệt Sâm, trong ánh mắt mang theo một tia chờ đợi, hiện tại nhìn hắn làm sao giống một linh dược thiên sư trung cấp tứ giai, ngược lại giống như một học viên đang nghe giảng bài. Khắc Lai Nhân, ở một bên trợn mắt há hốc mồm nhìn Kiệt Sâm đang lưu loát giảng giải cùng đạo sư của mình đang dùng diễn cảm nghiêm túc lắng nghe bài giảng, giờ phút này trong lòng nàng không khỏi có chút ngây ngốc. Nàng chỉ mới đạt tới linh dược sư tam giai đề cấp, vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục lại tinh thần, thật sự không nhớ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Việc này sao, đề cập tới cũng phải xâm nhập hơn một chút, cuồng ma huyết dịch cùng tam sinh tinh, sở dĩ sinh ra dược tính xung đột nguyên nhân chủ yếu là vì, trong cuồng ma huyết dịch có hàm chứa nguyên tố gọi là cuồng ma nhân tử, mà tam sinh tinh lại hàm chứa một loại nguyên tố có thể ổn định thanh thần lòng người. Hai loại nguyên tố này tuyệt đối phản nghịch lẫn nhau, nhưng thiên hương diệp có một loại tinh dầu có thể làm cho nguyên tố thanh thần ở trong nháy mắt mất đi hiệu lực, cho nên kết quả thật đơn giản, đã không còn nguyên tố thanh thần tồn tại, cuồng bạo tễ thuốc làm sao còn có thể nổ mạnh đây. Kiếp trước Kiệt Sâm là linh dược thánh sư cửu giai, đối với loại linh dược tề tam giai trung phẩm như cuồng bạo tễ thuốc tự nhiên hiểu biết cực kỳ thấu đáo, tri thức của hắn thật sâu đậm, giải thích mấy thứ này đơn giản chẳng khác gì giải đáp bài toán 1+1=2 mà thôi. Nguyên lai là như vậy. Nghe xong Kiệt Sâm giảng giải, Bỉ Tư Pháp Mỗ như có suy nghĩ gì gật đầu. Ở một khắc này, ánh mắt Bỉ Tư Pháp Mỗ nhìn Kiệt Sâm đã hoàn toàn thay đổi. Khắc Lai Nhân, còn không mau nhanh giới thiệu vị đại sư này cho ta đi. Nghe xong Kiệt Sâm giảng giải, Bỉ Tư Pháp Mỗ lập tức nhìn Khắc Lai Nhân đang đứng ngây ngốc một bên quát. Ở trong lòng Bỉ Tư Pháp Mỗ, giờ phút này hắn đã đem Kiệt Sâm đặt lên vị trí ngang hàng với mình. Đừng xem lời Kiệt Sâm giảng giải nguyên lý nghe qua cực kỳ đơn giản. Nhưng bản thân hắn là linh dược thiên sư trung cấp tứ giai, hắn hoàn toàn hiểu rõ có được khả năng giảng giải nguyên lý về cuồng bạo tễ thuốc trung cấp tam giai dễ hiểu tới như vậy, thậm chí còn có thể đem toàn bộ đặc tính dược lý của tài liệu đều lý giải thấu đáo đến như thế, trình độ trong linh dược tề đến tột cùng không biết cao đến bao nhiêu. Phải biết rằng cho dù là một linh dược thiên sư trung cấp tứ giai, như hắn ở trong việc lý giải về cuồng bạo tễ thuốc đều không thấu đáo bằng thiếu niên. Trước mặt, nghĩ tới đây, trong lòng Bỉ Tư Pháp Mỗ thật muốn hỏi xem thế giới này rốt cục còn có lẽ trời sao? Đại sư, Khắc Lai Nhân buồn bực nhìn qua Kiệt Sâm, lại nhìn Bỉ Tư Pháp Mỗ nói. Lão sư, đây chính là Kiệt Sâm mà ta đã nói với ngài đó. Kiệt Sâm, là Kiệt Sâm nào vậy? Bỉ Tư Pháp Mỗ không khỏi thoáng lặng đi. Chính là người hôm qua, đã dùng thủ pháp độc đáo phối chế ra trụ cột dịch hỏa nguyên tố tinh thuần. Trong buổi thực nghiệm hôm qua, bình dung dịch hỏa nguyên tố trụ cột đêm qua ta còn đặt trên bàn làm việc của ngài. Nghe được câu nói của Bỉ Tư Pháp Mỗ, Khắc Lai Nhân thật không biết nên nói gì, chuyện về Kiệt Sâm là nàng tự mình nhắc qua với hắn tối qua, không nghĩ tới lão sư nhanh như vậy đã quên mất. Nga, chính là bình dung dịch hỏa nguyên tố trụ cột sao, nói như vậy vị đại sư Kiệt Sâm này là đệ tử học viện chúng ta sao? Bỉ Tư Pháp Mỗ có chút giật mình nhìn Kiệt Sâm đứng trước mặt, lấy biểu hiện trước đó của Kiệt Sâm cùng sự hiểu biết về nguyên lý linh dược tề, cho dù là một lão sư trong học viện cũng là dư giả, lại không nghĩ rằng hắn chỉ là một đệ tử. Cũng thật khó trách Bỉ Tư Pháp Mỗ nhất thời quên chuyện của Kiệt Sâm, dù ngày hôm qua Khắc Lai Nhân có nói qua với hắn, trong buổi thực nghiệm đã phát hiện được một học viên dùng thủ pháp độc đáo không cần phóng xuất, ra linh thức đã có thể phối chế, ra một bình dung dịch hỏa nguyên tố trụ cột có độ thuần thật cao. Vốn chứng kiến bình dung dịch trụ cột, mà bản thân mình cũng chưa chắc dễ dàng phối chế ra, trong lòng Bỉ Tư Pháp Mỗ có chút tò mò về vị đệ tử kia, nhưng chỉ là có chút tò mò mà thôi, dù sao dung dịch hỏa nguyên tố trụ cột chỉ là một loại tễ thuốc cơ sở nhất. Trong việc phối chế linh dược tề, thậm chí khi phối chế không cần linh dược sư đạt được cấp bậc, chỉ cần đạt tới linh dược nhất cấp trụ cột nhất thì đã làm được, thậm chí cho dù là một linh sư có linh thức cường đại, chỉ cần hiểu được từng bước phối chế khống chế tốt độ lửa cũng có thể xứng chế ra. Dù bản thân mình là linh dược thiên sư trung cấp tứ giai, nhưng Bỉ Tư Pháp Mỗ cũng không thừa nhận ở mỗi một lần phối chế một loại tễ thuốc đều có thể mạnh mẽ hơn người có cấp bậc thấp hơn bản thân mình. Giống như một người tinh thông đủ loại súng ống, ở phương diện trình độ chơi súng chưa chắc đã lợi hại, như một người chỉ tiếp xúc qua súng lục nhưng luôn được huấn luyện bắn bằng súng lục, ở trong lòng Bỉ Tư Pháp Mỗ, đây là một chuyện vô cùng bình thường, bởi vậy hắn chỉ hơi có chút tò mò đối với người đệ tử kia, nhưng cho tới sáng khi lão bằng hữu Tát Cáp chạy tới, thì hắn đã hoàn toàn đem chuyện về Kiệt Sâm ném ra sau đầu. Kiệt Sâm? Kiệt Sâm? Gì, hình như trước kia ta ở địa phương nào nghe qua được tên này, đúng rồi, Kiệt Sâm này rất có danh tiếng trong học viện chúng ta thì phải. Bỉ Tư Pháp Mỗ cau chặt mày, sau khi Khắc Lai Nhân nói ra tên của Kiệt Sâm, trong lòng Bỉ Tư Pháp Mỗ không khỏi cảm thấy có chút quen thuộc, hình như bản thân mình từng nghe qua tên này ở đâu đó,
còn nghe một ít lão sư cùng học viên đề cập tới tên người này, nhưng cụ thể là chuyện gì thì hắn lại hoàn toàn không nhớ được. Việc này, nghe được câu nói của Bỉ Tư Pháp Mỗ, Khắc Lai Nhân không khỏi có chút xấu hổ, nàng trộm liếc mắt nhìn Kiệt Sâm đang đứng một bên, giảm thấp thanh âm nói với Bỉ Tư Pháp Mỗ. Lão sư, Kiệt Sâm đã liên tục 2 năm kiểm tra của học viện không đạt được tiêu chuẩn, nếu lần này còn chưa được thì phải bị học viện khuyên thôi học. Học viện của chúng ta còn có quy củ này sao? Nga, đúng đúng, tựa hồ có quy củ này. Thần tình Khắc Lai Nhân đen thui nhìn Bỉ Tư Pháp Mỗ đang cố gắng nhớ lại quy định của học viện. Lão sư của nàng tuy là viện trưởng, nhưng một lòng chuyên tâm nghiên cứu linh dược học, nên trên căn bản không hề hỏi tới chuyện của học viện, nhưng không tới mức khó tin như vậy đi. Thân là viện trưởng học viện lại không nhớ rõ nội quy học viện, viện trưởng kiểu này không khỏi quá đặc thù. Cái gì, ngươi nói hắn sắp bị bắt thôi học? Vậy làm sao được chứ? Không được, tuyệt đối không được, ta xem ai dám đuổi học hắn. Thật vất vả mới nhớ được nội quy học viện, Bỉ Tư Pháp Mỗ mới sực tỉnh lời nói của Khắc Lai Nhân. Sắc mặt hắn nháy mắt liền biến đổi, Bỉ Tư Pháp Mỗ nhảy dựng lên, lập tức chạy tới trước mặt Kiệt Sâm. Kiệt Sâm đại sư, ngươi yên tâm đi, ngươi cứ việc đến học viện mà học tập, muốn học bao lâu thì học, không đặt yêu cầu cũng mặc kệ, muốn hoành hành như thế nào cứ hoành hành. Lão đầu tử này muốn nhìn xem ai dám đuổi ngươi rời khỏi học viện của ta. Khái khái. Cho dù Kiệt Sâm đã sống qua 2 đời, nhưng giờ phút này đối diện Bỉ Tư Pháp Mỗ cũng cảm thấy có chút không kháng cự được, ho khan 2 tiếng, cố ý như nghi ngờ nói. Gì, đúng rồi, lúc trước không biết còn có người nào nói, nếu như ta không bị tổn thương gì, còn phải khai trừ ta. Không ngờ còn có người nói vậy. Thần tình Bỉ Tư Pháp Mỗ thật nghiêm túc, trừng mắt thổi dâu nói. Rất kỳ cục, quả thật rất kỳ cục, nếu để cho ta biết là ai nói qua lời này, ta phải hung hăng tấu hắn một chút, tiếp theo khai trừ hắn mới được, quả thật quá kỳ cục. Lão sư, nhìn thấy Bỉ Tư Pháp Mỗ đạo sư trở mặt còn nhanh hơn lật sách, Khắc Lai Nhân đỏ bừng mặt bi phẫn. Sáng hôm nay Kiệt Sâm thí nghiệm đã được thăng cấp, lần này kiểm tra linh lực đã đánh giá hắn thông qua. Vậy là tốt rồi, ta đã nói nha, người có thực lực như Kiệt Sâm đại sư, làm sao có thể bị đuổi học đâu, hắn kỳ thật chỉ là ẩn giấu thực lực mà thôi. Khắc Lai Nhân thấy không, làm người phải học tập giống như Kiệt Sâm đại sư, ngàn vạn lần không thể quá mức rêu rao, đại sư Kiệt Sâm nói có phải hay không đây? Nhìn thấy thần tình tươi cười của Bỉ Tư Pháp Mỗ, giờ khắc này trong lòng Khắc Lai Nhân có cỗ xúc động muốn đi chết cho xong. Rất dọa người, đây quả thật là rất dọa người. À này Kiệt Sâm đại sư, lúc nãy người nói trong cuồng ma huyết dịch có cuồng bạo nhân tử, vậy có biện pháp gì tốt hơn để giải quyết vấn đề này hay không? Bỉ Tư Pháp Mỗ cười nịnh, hướng Kiệt Sâm hỏi thăm. Việc này sao, có thì có, bất quá có điểm khó khăn, tỉ như chúng ta có thể sử dụng. Coi thường Khắc Lai Nhân đang đứng một bên, Kiệt Sâm cùng Bỉ Tư Pháp Mỗ thật giống như hai lão hữu đã lâu không gặp mặt, hồn nhiên thảo luận không ngừng. Ở trước mặt Kiệt Sâm, Bỉ Tư Pháp Mỗ đã hoàn toàn quên mất hắn chỉ là một thiếu niên mới 17 tuổi, cũng không xem hắn là học viên của mình, mà đem hắn trở thành một vị đại sư cùng mình nghiên cứu về tễ thuốc, thậm chí còn là lão sư có thể chỉ điểm thêm tri thức cho mình. Khắc Lai Nhân đứng một bên, nghe xong một lát, cho dù với trình độ về linh dược học như nàng, nhưng đã hoàn toàn không theo kịp lối suy nghĩ của hai người trước mặt. Hôm nay nàng đem Kiệt Sâm tới đây, chỉ là tò mò về thủ pháp phối chế hôm qua của Kiệt Sâm, muốn cho đạo sư của mình nhìn qua một lần. Nếu như có thể để đạo sư của mình chỉ điểm Kiệt Sâm một chút, nhưng kết quả phát triển hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Khắc Lai Nhân. Nhìn Bỉ Tư Pháp Mỗ đang lắng nghe giảng giải của Kiệt Sâm, trong lòng nàng có chút nghi hoặc, đây thực sự là lão sư của nàng sao? Khắc Lai Nhân hoàn toàn không biết chính là, thiên phú của Bỉ Tư Pháp Mỗ trong linh dược học kỳ thật không cao, mà sở dĩ hắn có thể đạt tới cấp bậc linh dược thiên sư trung cấp tứ giai là, có quan hệ thật lớn tới tính cách khiêm tốn của hắn, cùng không chấp nhất tới thân phận của người hắn tiếp xúc. Loại tính cách này của hắn đã chú định hắn trở thành một linh dược sư không hề tầm thường, mà sự tiến bộ của hắn trong linh dược học cũng tuyệt đối không chỉ dừng ở cấp bậc hiện tại. Khi Kiệt Sâm đi ra khỏi phòng viện trưởng học viện, cả học viện đã bao phủ trong bóng đêm, trong mông lung con đường lát đá, trong học viện sáng ngời lên ma pháp đang dọc hai bên đường, làm cho người ta có loại cảm giác mê ly mộng ảo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sờ sờ vào bụng ăn quá no của mình. Nhìn Bỉ Tư Pháp Mỗ tiễn hắn ra tận cửa vẫy vẫy tay, đối mặt với vị viện trưởng tràn đầy nhiệt tình này, trong lòng Kiệt Sâm thật sự không chịu nổi. Lúc chiều, Kiệt Sâm cùng Bỉ Tư Pháp Mỗ cùng nhau tâm tình về dược lý tài liệu, và linh dược tề tới trạng vạng, thấy sắc trời đã dần tối, Bỉ Tư Pháp Mỗ thật ân cần mời Kiệt Sâm dùng cơm chiều, cũng dặn Khắc Lai Nhân làm một bữa tối thật phong phú. Sau khi ăn xong cơm tối, Bỉ Tư Pháp Mỗ lưu luyến mời Kiệt Sâm tiếp tục tiến hành nghiên cứu thảo luận. Xem điệu bộ của hắn rất có ý tứ, tối nay không cần nghỉ ngơi, nếu không phải Kiệt Sâm thoái thác nói buổi tối mình còn việc gấp,
chỉ sợ hôm nay vị viện trưởng kia không quấn quýt đòi lưu lại hắn là không bỏ qua. Trên thực tế khi hai người thảo luận nghiên cứu suốt buổi chiều, Kiệt Sâm chỉ giảng giải đại bộ phận, nhưng từ chỗ bỉ tư pháp mỗ hắn, cũng học được rất nhiều tri thức mà trước kia chưa từng biết đến, có thể nói được ích lợi không nhỏ. Trên thế giới này nếu so sánh trình độ về kỹ thuật linh dược học, vô luận là cổ kim xưa nay, đều không có một người nào, không có ai lợi hại hơn được Kiệt Sâm từng sáng tạo ra kỹ thuật linh dược học, ở 3.000 năm sau, mà nếu so sánh về phương diện tri thức tài liệu cùng linh dược tề trong linh dược học, ở thời đại này cũng không ai so với Kiệt Sâm càng thêm hiểu rõ ràng hơn. Nhưng nếu cần dùng linh thức tiến hành phối chế linh dược tề, thời đại này bất kỳ một linh dược sư chính thức nào cũng có thể trở thành lão sư của Kiệt Sâm ở đời. Sau khi hắn lợi dụng kỹ thuật linh dược học trở thành linh dược thánh sư cửu giai, cấp bậc linh thức của hắn cũng chỉ đạt tới linh dược cấp 5, ngay cả linh dược đồ cũng không thể đạt tới. Mà kiếp trước chính là, bởi vì Kiệt Sâm ở phương diện linh thức thật sự không có thiên phú, bởi vậy về sau cho dù bên người hắn có thật nhiều linh dược sư cường đại đi theo, Kiệt Sâm cũng không hề hỏi bọn họ về cách vận dụng linh thức trong lúc phối chế linh dược tề. Vì vậy ở phương diện này, hiện tại có thể nói Kiệt Sâm hoàn toàn trống rỗng, mà ở đời này hắn có được thiên phú linh thức, vì vậy muốn hướng tới người khác học tập tri thức liên quan tới việc dùng linh thức phối chế linh dược tề. Kiệt Sâm đi thẳng về ký túc xá của mình, bạn cùng phòng của hắn Tạp La Đặc vẫn chưa về, bên trong ký túc xá không một bóng người, bên trong đêm tối yên tĩnh có vẻ cực kỳ im lìm. Ở bên trong học viện Tây Tư Linh Lực, những đệ tử linh dược cửu cấp hoặc linh lực cửu cấp như Tạp La Đặc cùng Tiếu Ba hoàn toàn không bị hạn chế tự do, bọn họ chỉ cần mỗi tuần đăng ký một lần trong học viện là xong, nếu như bọn họ có việc gì cần rời khỏi một thời gian, cũng có thể xin phép với học viện, chủ yếu đều được đồng ý. Mà đệ tử giống như Kiệt Sâm thì không được, bọn họ cần theo lịch dạy học mỗi ngày, hàng ngày đều có chuyện cần làm. Hơn nữa cách một đoạn thời gian mỗi khoa còn phải tiến hành kiểm tra đánh giá, có thể nói là tương đối nghiêm khắc. Sau khi trở về Kiệt Sâm thu xếp một lúc, đổ đầy nước vào trong thùng gỗ. Ngay lập tức Kiệt Sâu lấy ra trúc thể linh dịch đã phối chế. Trong phòng thí nghiệm học viện hôm nay, nhẹ nhàng mở nắp bình, một cỗ năng lượng dao động kịch liệt nhất thời từ trong bình truyền ra, tràn ngập cả phòng tắm ký túc xá. Trong đôi mắt hiện lên một tia chờ mong, tay phải Kiệt Sâm khẽ động, một giọt trúc thể linh dịch màu đỏ từ trong bình tễ thuốc nhỏ xuống bên trong thùng gỗ. Chỉ sau một lát, nguyên bản thùng gỗ chứa đầy nước trong đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Đem phần trúc thể linh dịch còn lại cất đi, Kiệt Sâm cởi quần áo, thần sắc thật thản nhiên nhẹ nhàng bước vào ngồi xếp bằng bên trong thùng gỗ. Hai tay kết thành một đạo ấn kết ngay bụng, miệng thở ra một hơi thật dài, nhắm lại hai mắt, lục cấp linh lực trong cơ thể trong nháy mắt vận chuyển với tốc độ cao. Vận hành lục cấp linh lực, cũng không phải hấp thu linh lực bên ngoài đem linh lực ngưng tụ bên trong kinh mạch, để cao hàm lượng linh lực tu luyện, mà là đem dòng khí màu trắng nhạt trong kinh mạch chảy ngược về cấp 5 mà thôi. Linh lực cấp 6 dù sao vẫn mạnh mẽ hơn linh lực cấp 5 một cấp bậc, khi toàn bộ linh lực cấp 6 tiến vào trong kinh mạch của Kiệt Sâm, hắn nhất thời cảm thấy được bên trong kinh mạch truyền tới một cỗ đau đớn kịch liệt. Trong kinh mạch tràn ngập linh lực lục cấp bị áp xúc tới cực điểm. Một tầng mồ hôi tinh mịn nhất thời từ trên trán Kiệt Sâm tuôn ra, hắn cau mày, hắn cũng không dừng lại việc tu luyện, lại đem linh lực nồng hậu tới cực điểm dùng toàn bộ khí lực hung hăng rót vào, trong kinh mạch cấp 4. 3. Bên tai tự hồ truyền tới thanh âm tiếng gì đó vỡ tan, nguyên bản Kiệt Sâm đang ngồi xếp bằng bên trong thùng gỗ toàn thân chợt run rẩy lên, khóe miệng nhếch lên truyền ra thanh âm hàm răng cắn chặt ken két. Từng đợt đau đớn kịch liệt như đàn kiến cắn nuốt tung hoành ngay giữa ngực Kiệt Sâm, thẳng nhập vào tận sâu trong lòng hắn. Dùng linh thức không ngừng cảm giác tình huống bên trong cơ thể mình, Kiệt Sâm rõ ràng cảm nhận được đường vào kinh mạch cấp 4 bị linh lực cấp 6 đập vào, lập tức vỡ ra, không ngừng tổn hại. Mồ hôi lạnh lớn như hạt đậu giàn giụa trên trán Kiệt Sâm, hắn hít sâu vài hơi rét lạnh, thống khổ khi kinh mạch bị vỡ vụn cũng không làm cho hắn do dự chút nào, ngược lại tăng thêm một tia kiên nghị. Vẻ mặt của hắn hiện rõ quyết tâm muốn trở thành cường giả của một thiếu niên. Cắn chặt răng, Kiệt Sâm thở ra một hơi thật dài, linh lực cấp 6 theo sự thúc giục điên cuồng của hắn lại một lần nữa chui vào tận sâu trong kinh mạch, hung hăng đập vào, thế như mãnh hổ trước nay chưa từng có. 333. Kinh mạch cấp 4, trong thân thể Kiệt Sâm có chút suy nhược bị linh lực cấp 6 tung hoành phá hủy, đều bị nứt toác ra. Từng trận tiếng kêu rên tràn ngập thống khổ từ trong miệng Kiệt Sâm tràn ra. Một tia máu tươi từ khóe miệng hắn chậm rãi chảy xuống trong thùng gỗ. Ngay khi toàn thân Kiệt Sâm như nhũn ra, ý chí mãnh liệt cố gắng kiên trì tới mức làm cho mình đừng bị hôn mê, một tia khí lưu màu đỏ từ trong thùng gỗ rót vào trong thân thể hắn, tràn tới chỗ kinh mạch cấp 4 đang tan vỡ. Từng đợt ôn hòa mát lạnh tràn ngập trong đầu Kiệt Sâm, kinh mạch bị vỡ được khí lưu màu đỏ quanh quẩn, lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được tu bổ lại, trở nên càng thêm trắng kiện, mà cường độ kinh mạch cũng trở nên càng thêm cứng cỏi. Cứ như vậy, linh lực cấp 6 trong cơ thể Kiệt Sâm vận hành qua kinh mạch một vòng, tiến tới đường vào kinh mạch cấp 3.
thân mình run rẩy lên, Kiệt Sâm cắn răng đem linh lực cấp 6 lại một lần nữa hung hăng đập tới lối vào kinh mạch cấp 3 của mình. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp sáng rỡ từ khe cửa sổ chiếu vào phòng, hình thành từng tia nắng là tả chiếu sáng cả gian phòng vô cùng yên tĩnh. Bên trong thùng gỗ đặt ở phòng tắm ký túc xá, một thiếu niên trên mặt chớp động hào quang giờ phút này đang nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở thật vững vàng ngồi xếp bằng trong thùng không hề nhúc nhích. Trong thùng gỗ có chút thủy dịch trong suốt, lại hiện ra một tia ửng đỏ nhàn nhạt, thỉnh thoảng chớp lên, tỏa ra quang mang thật thần kỳ. Trong miệng thiếu niên thở ra một hơi thật dài, hai mắt bỗng nhiên mở ra, một đạo hồng sắc quang mang thật kỳ dị từ đáy mắt thiếu niên lóe lên, lưu lại song đồng vô cùng trong suốt. Cảm thụ được bên trong cơ thể tràn đầy linh lực, cùng cảm giác thân thể dẻo dai kiên cường, trên mặt thiếu niên không khỏi lộ ra tia tươi cười ấm áp, dáng tươi cười phát ra từ sâu trong nội tâm, lại khiến gian phòng chói mắt sáng rỡ trong nháy mắt giống như trở thành ảm đạm. Hoa lạp, tiếng nước trong thùng gỗ truyền ra, cũng không thấy thiếu niên có động tác gì khác, một đạo ảo ảnh xẹt qua, thân hình trần trụi của thiếu niên đã bay vút ra ngoài. Hắn vẩy mạnh một vòng, giọt nước văng khắp nơi, mặc cho bọt nước rơi đầy phòng chiếu xạ ra quang mang mê ly. Cũng không lau thân thể, thân hình của thiếu niên đã hoàn toàn khô ráo như bình thường. Trải qua một đêm gian khổ tu luyện thật khó khăn, trên mặt Kiệt Sâm chẳng những không hề có chút mỏi mệt, ngược lại tinh thần lại khỏe mạnh, làm cho người ta có loại cảm giác thần thái ngẩng cao. Tùy ý mặc vào một bộ quần áo sạch sẽ khô mát, Kiệt Sâm miễn cưỡng duỗi lưng, cảm nhận được khí lưu màu trắng nhạt tràn đầy bên trong kinh mạch, hắn không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm. Dựa theo tiến độ này, chỉ cần không tới 2 ngày thì có thể tiếp tục thăng cấp đi. Dù lần trước sau khi Kiệt Sâm tiến vào linh lực cấp 6 thành công, cường độ khí lưu màu trắng nhạt trong kinh mạch cấp 6 của hắn vẫn còn hy vọng đập vào thất cấp, nhưng hắn hiểu rõ mọi việc đều nên tiến hành theo chất lượng, sau khi chuẩn bị làm cho linh lực cấp 6 trong kinh mạch trở nên kiên cố vững vàng, hắn mới tiếp tục tiến hành giai đoạn thăng cấp kế tiếp. Trong tưởng tượng nguyên lai của Kiệt Sâm, cần dùng trúc thể linh dịch tiến hành trúc thể, cộng thêm tu luyện, ít nhất phải dùng thời gian 1 tháng mới có thể đem linh lực trong kinh mạch mình kiên cố vững vàng. Nhưng sau khi trải qua một đêm tu luyện, Kiệt Sâm mới phát hiện dùng linh hạch của liệt hổ thú vương cấp 2 làm tài liệu chủ yếu, cộng thêm gia nhập thiên tâm hoàng quả luyện thành trúc thể linh dịch, so với trúc thể linh dịch hắn luyện thành tại kiếp, trước hiệu quả thật sự mạnh mẽ hơn rất nhiều, không những kinh mạch tổn hại, trong cơ thể chỉ một đêm chữa trị hoàn hảo không chút tổn hao, hơn nữa năng lượng còn sót lại bên trong trúc thể linh dịch càng làm cho kinh mạch cấp 6 của Kiệt Sâm tràn ngập linh lực cấp 6 màu trắng nhạt. Dưới tình huống bình thường, một người sau khi đạt tới linh lực cấp 6 chỉ có thể vận hành linh lực cấp 6 trong kinh mạch cấp 6, mà kinh mạch cấp 5 không thể tiếp tục chứa đựng linh lực cấp 6 cường đại được nữa. Nhưng giờ phút này bên trong cơ thể của Kiệt Sâm, mỗi một kinh mạch cấp 6 đều đang không ngừng vận hành linh lực cấp 6, hấp thu linh nguyên tố trong không khí bên ngoài, trải qua một đêm cường hóa kinh mạch ngũ cấp, đủ thừa nhận vận hành linh lực cấp 6. Như vậy tốc độ tu luyện linh lực cùng tốc độ ngưng tụ linh nguyên tố, ước chừng phải nhanh hơn linh sư bình thường vài lần, mà lực lượng linh lực cấp 6 trong cơ thể Kiệt Sâm cũng phải nhiều hơn người bình thường gấp mấy lần. Dùng tốc độ như vậy tu luyện, Kiệt Sâm dám khẳng định bao lâu sau chính mình có thể trùng kích lên linh lực cấp 7. Thu dọn lại phòng tắm, nhìn đồng hồ đã tới giờ học, Kiệt Sâm lập tức đi ra khỏi phòng hướng bên ngoài học viện đi đến. Trong kế hoạch tu luyện của Kiệt Sâm, trúc thể linh dịch là một bộ phận trong tu luyện. Ngoại trừ ngày sau mỗi tối phải dùng linh lực đập vào kinh mạch, hơn nữa dùng trúc thể linh dịch tiến hành chữa trị, Kiệt Sâm còn cần mua một ít đạo cụ cùng tài liệu tiến hành rèn luyện cường hóa thân thể của chính mình. Muốn tiến hành rèn luyện thân thể, biện pháp đơn giản nhất chính là làm cho thân thể mỗi thời mỗi khắc đều vây trong tình trạng rèn luyện, không ít người thông qua phụ trọng trên thân thể, buộc vật nặng xúc tiến cường độ cơ thể đề cao cùng sinh trưởng dùng tiến hành rèn luyện. Nhưng Kiệt Sâm từng là linh dược thánh sư cửu giai, tự nhiên không cần dùng biện pháp cấp thấp như vậy. Bởi vì khi làm như vậy tuy thân thể được rèn luyện cao độ, nhưng bởi vì sinh trưởng không được nhịp nhàng sẽ tạo thành tổn hại nhất định đối với chính cơ thể của mình. Mà cách làm của Kiệt Sâm chính là làm cho mỗi bộ phận trên thân thể mình mỗi thời mỗi khắc đều bị lực áp bách của sức hút đại địa đạt tới mục đích rèn luyện thân thể. Hiện tại hắn cần đi ra ngoài mua một ít tài liệu tạo ra lực áp bách của sức hút đại địa lên thân thể mình. Đây không phải Kiệt Sâm đại danh đỉnh đỉnh của chúng ta đó sao? Như thế nào? Còn chưa bị học viện cho thôi học sao? Ngay khi trong lòng Kiệt Sâm còn đang suy nghĩ đi đâu mua những tài liệu kia, một thanh âm ngả ngớn đột nhiên truyền vào trong tai cắt đứt suy nghĩ của hắn. Ở trước mặt Kiệt Sâm là một thiếu niên bộ dáng có chút kiêu căng, tuổi tác sấp xỉ hắn đang ngẩng cao đầu, trong ánh mắt mang theo một tia ngả ngớn nhìn Kiệt Sâm, mà bên người thiếu niên là một thiếu nữ có mái tóc vàng và đôi mắt xanh ngọc, trên người mặc trường bào màu hồng, làn da trắng nõn dưới ánh nắng sáng sớm chiếu xuống mang theo một tia hư ảo, làm cho người ta có loại cảm giác thật thần thánh. Nhìn thấy thiếu niên kia, thân hình Kiệt Sâm không tự chủ thoáng run nhẹ, một đoạn trí nhớ từ sâu trong đầu hắn chợt hiện ra.
thiếu nữ trước mặt Kiệt Sâm tên là Lộ Tây, là bạn gái đầu tiên của Kiệt Sâm, khi đó Kiệt Sâm có vinh dự là thiếu niên thiên tài ở trong học viện thật sự được nổi danh, được nữ sinh hoan nghênh, ở trong nhóm người Kiệt Sâm chú ý thiếu nữ xinh đẹp này. Mà lúc ấy thiếu niên kia tên là Khải Đặc cũng theo đuổi Lộ Tây, nhưng cuối cùng Lộ Tây vẫn lựa chọn Kiệt Sâm. Nhưng không ai ngờ được thiên tài thiếu niên Kiệt Sâm sau khi đạt tới linh lực cấp 5 liên tiếp 2 năm không có chút tiến bộ, bị mọi người gọi là phế vật, lần lượt không vượt qua yêu cầu kiểm tra, làm Lộ Tây tràn ngập thất vọng, mà Khải Đặc, nhân thời cơ mình đã đạt tới linh lực cấp 8 đã chiếm đoạt Lộ Tây về bên người mình. Hai mắt liếc qua Lộ Tây, bản thân từng là linh dược thánh sư cửu giai, Kiệt Sâm từng gặp qua vô số mỹ nữ, hắn thật muốn nhìn xem thiếu nữ này có gì khiến cho thân hình hiện tại của hắn phải run rẩy không thể khống chế, lại có thể khiến cho chủ nhân ban đầu của khối thân thể này phải yêu tới khắc cốt minh tâm đến như thế. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Kiệt Sâm, Lộ Tây không khỏi cúi đầu, một tia áy náy từ đáy lòng nàng trỗi lên, nhưng ngay lập tức liền biến mất vô tung. Ai bảo ngươi thời gian dài như vậy cũng không thể thăng cấp, nữ nhân cần đi theo cường giả, mà không phải một phế vật bị người cười nhạo. Lộ Tây ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ thản nhiên, kéo lấy cánh tay Khải Đặc. Ra ngoài sự dự kiến của nàng chính là trong ánh mắt Kiệt Sâm, Lộ Tây không hề cảm nhận được chút trách cứ hay thống khổ, ánh mắt của hắn bình tĩnh như một đầm nước sâu thẳm, sâu không thấy đáy. Chính là nữ tử này, thật quá bình thường rồi đi. Kiệt Sâm từng gặp qua vô số mỹ nữ xuất sắc tuyệt thế, giờ phút này tuy thiếu nữ ngây ngô trước mặt mình có chút xinh đẹp, nhưng ở trong lòng Kiệt Sâm so sánh với những đại mỹ nhân đại lục kiếp trước, hoặc so sánh với công chúa của đế quốc, lại vô cùng bình thường. Nghĩ tới đây, không để ý tới lời nói của Khải Đặc, Kiệt Sâm cất bước đi ra cổng học viện, hiện tại hắn không có thời gian lãng phí vào những việc nhàm chán như vậy làm gì. Ai cho ngươi đi rồi? Phế vật! Nhìn thấy Kiệt Sâm không thèm nhìn mình, điều này làm Khải Đặc đang dự định nhục nhã hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, thân thể tiến tới một bước ngăn cản trước mặt Kiệt Sâm. Nhìn thấy thân hình chắn ngang trước mặt mình, Kiệt Sâm khẽ cau mày, ánh mắt có chút lạnh lẽo ngay lúc này đã rơi lên khuôn mặt Khải Đặc khiến cho người ta cảm thấy vô cùng chán ghét. Cút ngay! Đối với việc tên Khải Đặc ngăn trước mặt mình, Kiệt Sâm chỉ lạnh lùng nói hai chữ. Không biết tại sao nhưng mặc dù chỉ mới gặp tên gia hỏa này, lần đầu mà trong lòng đã vô cùng chán ghét. Ngươi nói cái gì? Khải Đặc khẽ biến sắc, không ngờ Kiệt Sâm dám nói như vậy với hắn. Tiểu tử ngươi có phải không muốn sống nữa? Hừ, đừng tưởng rằng vừa tấn cấp đã lên mặt, cũng chỉ là vận cước chó mà thôi. Ta thấy ngươi vẫn nên ngoãn ngoãn để bị đuổi học đi, sau này sẽ không còn vận khí tốt như vậy nữa đâu. Phế vật! Trên mặt Khải Đặc đầy vẻ trào phúng và xem thường nhìn Kiệt Sâm. Kiệt Sâm ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn lúc này vô cùng lạnh lẽo nhìn Khải Đặc. Bao lâu rồi? Kiệt Sâm cũng đã quên mất rốt cuộc là bao lâu rồi. Dường như là từ năm 18 tuổi của kiếp, trước khi hắn trở thành một linh dược tôn lục giai về sau, thì đã không còn có người nào dám nói chuyện như vậy với hắn nữa. Nếu ở tình huống bình thường cùng với rất nhiều kinh nghiệm của kiếp trước, Kiệt Sâm căn bản sẽ không để sự khiêu khích của tên nhóc Khải Đặc này trong lòng, nhưng không hiểu vì sao, cũng có thể là do tâm tình của chủ nhân trước khối thân thể này ảnh hưởng. Một luồng phẫn nộ từ trong nội tâm Kiệt Sâm lẳng lặng bốc lên. Kiệt Sâm khẽ tiến lên một chút và chạm thẳng với thân hình cường tráng của tên Khải Đặc. Trước mặt, linh lực cấp 6 trong cơ thể vận chuyển với tốc độ cực nhanh, một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ từ trong người Kiệt Sâm bộc phát ra, hung hăng đẩy văng cả người Khải Đặc ra xa, rồi sau đó Kiệt Sâm điềm tĩnh, như không có việc gì tiếp tục đi về phía đại môn học viện. Ở kiếp trước, ngay cả thánh linh sư cửu giai cũng không dám ngăn trở trước mặt Kiệt Sâm, mà hôm nay ngay cả một tên tiểu tử linh lực còn chưa đạt tới nhất giai linh đồ mà cũng dám ở trước mặt hắn kêu to gọi nhỏ. Ở cái thế giới mạnh được yếu thua này, Kiệt Sâm lại một lần nữa hiểu được cái gì gọi là thực lực vi tôn. Bị sức mạnh của Kiệt Sâm trùng kích, thân thể Khải Đặc liên tục lui lại phía sau trên nền đá hoa cương cứng rắn. Mà hiện tại ở hai bên đường cũng có không ít đệ tử vây quanh, không ít người nhận ra Kiệt Sâm đều đang chỉ trò trò, còn có mấy người biết được chút nội tình thì đang thao thao kể lể lung tung. Dưới con mắt của nhiều đệ tử vây xem như vậy, thể diện của Khải Đặc xem như đã mất sạch, nên sắc mặt hắn vô cùng khó coi, gầm lên một tiếng xông tới Kiệt Sâm. Bình tĩnh, Khải Đặc. Đừng. Lộ Tây đứng một bên vội vàng kéo cánh tay Khải Đặc lại, trong ánh mắt còn lộ ra một tia cầu khẩn. Cho dù hiện tại nàng đã rời khỏi Kiệt Sâm, đã không còn quan hệ gì với nhau nữa, nhưng nàng cũng không muốn Kiệt Sâm và Khải Đặc hai người tiếp tục phát sinh xung đột gì nữa. Cút ngay cho ta. Đừng có ngăn cản ta. Âm thanh xì xầm bàn luận xung quanh khiến cho sự phẫn nộ đã chiếm toàn bộ thần trí của Khải Đặc. Hắn hung hăng hất văng cánh tay của Lộ Tây ra, phẫn nộ lao tới Kiệt Sâm. Các ngươi định làm gì vậy hả? Muốn học viện khai trừ hay sao? Đúng lúc này, một thanh âm uy nghiêm đột nhiên từ bên ngoài truyền vào. Âm thanh cực lớn chấn nhiếp toàn trường, lão sư Phong Diệp. Nghe được thanh âm kia, đám đệ tử đang vây xem lập tức tránh ra một con đường,
một nam tử sắc mặt âm trầm từ trong đám người đi tới. Vị nam tử này không ai khác ngoài Phong Diệp lão sư dạy Kiệt Sâm về phương diện tu luyện linh lực trong học viện Tây Tư này. Phong Diệp lão sư. Thấy Phong Diệp tới, Kiệt Sâm liền dừng bước lại cung kính chào một tiếng. Đối với vị lão sư này, trong nội tâm Kiệt Sâm vẫn rất tôn kính. Sao hả? Muốn đánh nhau ở nơi công cộng? Các ngươi rảnh rỗi quá không có việc gì làm nên muốn bị học viện khai trừ sao? Phong Diệp đi vào giữa hai người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Khải Đặc, nói. Cho dù Đại lục Tư Đặc Ân là nơi cường giả vi tôn cho nên, vì đề cao kinh nghiệm thực chiến của học viện cũng thường xuyên tổ chức một ít trận đấu, nhưng lại nghiêm cấm học viên tự ý tiến hành ẩu đà, người vi phạm sẽ bị trục xuất khỏi học viện. Khải Đặc có chút sợ hãi liếc nhìn Phong Diệp, cho dù hắn có hung hăng càn quấy cỡ nào, thì khi đối mặt với lão sư trong học viện vẫn có chút sợ hãi. Sau đó hắn liền đi tới trước mặt Kiệt Sâm, hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi cũng chỉ có thể là một con rùa đen rút đầu, nếu là nam nhân thì hãy cùng với ta tiến hành một hồi tỉ thí công bình xem nào. Tỉ thí công bình. Nhìn vẻ mặt khiêu khích của Khải Đặc, Kiệt Sâm đột nhiên cười. Ngươi năm nay 19 tuổi, mà ta chỉ mới 17 tuổi, ngươi đã đạt tới linh lực cấp 8 hơn một năm rồi, mà ta hôm qua chỉ vừa mới đột phá lên cấp 6. Nếu như việc đi chịu chết chính là tỉ thí công bằng như lời ngươi nói thì ta thật sự không còn lời nào để nói nữa. Da mặt của ngươi đã dày đến mức độ không biết vô sỉ là gì khi đưa ra yêu cầu này. Rồi sao? Nghe Kiệt Sâm nói, đám học viên đứng xung quanh lập tức cười ha ha. Lúc này bọn họ mới cảm thấy được người có danh hiệu học viện đệ nhất phế vật này, quả thật thú vị. Ngay cả Phong Diệp cũng đang lo lắng Kiệt Sâm nóng nảy tiếp nhân khiêu chiến, trong bụng cũng khó nhịn được cười. Hung hăng nghiến răng, Khải Đặc nhìn hằm hằm về phía đám học viên đang cười giễu cợt mình xung quanh, trên mặt lúc xanh lúc trắng, nói. Phế vật cũng chỉ là phế vật, không dám tiếp nhận khiêu chiến thì cứ nói thẳng, không cần phải tìm nhiều lý do như vậy. Ai nói là ta không tiếp nhân khiêu chiến? Kiệt Sâm liếc mắt nhìn Khải Đặc, trên mặt hiện lên vẻ giễu cợt rồi đột nhiên ánh mắt hắn trở nên âm lãnh, nói. 3 ngày sau, tại luyện võ trường của học viện, Kiệt Sâm ta đợi ngươi. Cảm thụ được ánh mắt âm lãnh kia của Kiệt Sâm, không biết tại sao Khải Đặc lại cảm giác như bị một mãnh thú vô cùng khủng bố nhìn chằm chằm vào, sau lưng không tự chủ được đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn cường ngạnh nói. Hừ, 3 ngày sau ở luyện võ trường, ta sẽ phụng bồi. Khi nghe Kiệt Sâm nói vậy, tất cả mọi người đều cực kỳ kinh ngạc, tiếng nghị luận nhốn nhào, không ai ngờ Kiệt Sâm nói mấy câu trước mà vẫn tiếp nhận khiêu chiến. Kiệt Sâm, ngươi sao có thể đáp ứng? Đứng ở giữa hai người, Phong Diệp lão sư cũng biến sắc, trong tính toán của Phong Diệp, Kiệt Sâm vừa mới đạt tới cấp 6, mà tiếp nhận khiêu chiến với Khải Đặc đã đạt tới cấp 8 hơn một năm, thì căn bản chính là đi chịu chết. Bất quá, Đại lục Tư Đặc Ân tôn trọng võ đạo, cho dù học viện không cho phép học viên tự ý ẩu đà, nhưng loại công khai quyết đấu này lại không hề cấm cho nên ngay cả Phong Diệp là lão sư của học viện cũng không có quyền ngăn cản. Nhìn thấy ánh mắt của Phong Diệp lão sư có chút trách cứ và sốt ruột nhìn mình, Kiệt Sâm mỉm cười nói. Yên tâm đi Phong Diệp lão sư, ta chỉ là nhìn thấy hắn có chút không vừa mắt thôi. Dứt lời hắn liền tiếp tục hướng về phía đại môn đi tới. Nếu chủ nhân cũ của khối thân thể này đã phẫn hận tên Khải Đặc kia, như thế thì ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của hắn vậy. Trong lòng thầm nói một câu, Kiệt Sâm vừa siết chặt hai nắm đấm lại. 3 ngày, xem ra kế hoạch huấn luyện phải cải biến một chút rồi. Sau khi ở trong phường thị đi dạo một vòng nữa, mua thêm một ít tài liệu cơ bản, Kiệt Sâm không hề lãng phí thời gian, trực tiếp trở lại trong học viện. Vốn trong kế hoạch của Kiệt Sâm, thời gian 3 ngày tới chủ yếu là để tìm một ít tài liệu. Hơn nữa, nếu như muốn phối chế ra dụng cụ trọng lực, thì tài liệu cần thiết tuy không phải quá chân quý, nhưng lại rất thưa thớt nên Kiệt Sâm cần phải tốn hao thời gian đi tìm. Nhưng hiện giờ, 3 ngày sau phải quyết đấu với tên Khải Đặc kia, thì mấy chuyện này tạm thời phải gác lại. Trở lại ký túc xá, Tạp La Đặc đã biến mất một ngày vẫn chưa trở về. Đối với chuyện này, Kiệt Sâm cũng không thể làm được gì, đừng nói là một ngày không thấy mặt, cho dù là vài ngày không thấy thì trong trí nhớ của Kiệt Sâm cũng là chuyện bình thường. Đem đống dược liệu mới mua bỏ vào trong tủ, Kiệt Sâm đi vào trong phòng tắm đổ đầy nước vào trong cái thùng gỗ to kia. Lần này, Kiệt Sâm không chỉ bỏ vào trong thùng gỗ một giọt trúc thể linh dịch, mà tới tận 3 giọt. Dưới ảnh hưởng của 3 giọt trúc thể linh dịch, nước bên trong thùng gỗ nhanh chóng biến thành màu đỏ thẫm. Cởi quần áo trên người xuống, Kiệt Sâm liền thả người vào trong thùng gỗ, chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng nhớ đến những công pháp thu thập được trong những phế tích cổ xưa ở kiếp trước. Hôm nay, lúc tiếp nhận khiêu chiến của tên Khải Đặc kia, Kiệt Sâm cũng không phải do nhất thời xúc động mà đồng ý. Kiếp trước là một linh dược thánh sư cửu giai, Kiệt Sâm nếu như không có cách nào làm cho bản thân là một linh lực cấp 6 chiến thắng một tên linh lực cấp 8, thì cái danh đại lục đệ nhất nhân của hắn đem cho chó gặm luôn cho rồi. Trên thực tế, nếu như cho Kiệt Sâm đầy đủ tài liệu cùng thời gian, để Kiệt Sâm có thể phối chế ra đủ dược tề, thì Kiệt Sâm cam đoan bản thân ở trước mặt một tôn linh sư lục giai
cũng không rơi vào hạ phong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải làm cho Kiệt Sâm khôi thực lực linh dược thánh sư cửu giai của kiếp trước đã. Hiện giờ, Kiệt Sâm chỉ vừa mới tấn thăng lên linh lực cấp 6, linh lực trong cơ thể cũng vô cùng nồng đậm hơn xa so với những người cùng cấp khác. Nhưng dù sao tu vi cũng chỉ là cấp 6, cho dù có mạnh mẽ cỡ nào thì Kiệt Sâm cũng chỉ dám cam đoan khi đối chiến với một đệ tử linh lực cấp 7 không rơi vào thế hạ phong mà thôi. Còn so với tên khải đặc kia đã đạt tới cấp 8 hơn một năm thì vô luận là đẳng cấp linh lực hay là số lượng linh lực chứa đựng bên trong cơ thể vẫn còn chênh lệch không ít. Nguyên nhân chính thức để Kiệt Sâm tiếp nhận khiêu chiến của tên khải đặc kia là do môn công pháp mà Kiệt Sâm hiện tại muốn tu luyện. Đây là một môn công pháp thu được trong một phế tích cổ xưa gọi là Linh Thần Quyết. Tại Tư Đặc Ân Đại Lục, công pháp từ cao tới thấp chia thành tứ giai, nhật, nguyệt, tinh, thần, mà mỗi một giai lại chia thành thượng, trung, hạ tam phẩm, tổng cộng là tứ giai thập nhị phẩm. Công pháp cấp thần là thấp nhất nhưng không phải ai cũng có thể có được. Một ít tiểu gia tộc hoặc là trong tàng thư các của các học viện đều có một ít công pháp cấp thần hạ phẩm hoặc trung phẩm. Mà công pháp cấp tinh thì chỉ có một số đại gia tộc hoặc là hoàng thất thì mới có. Mà phần lớn những cường giả nổi danh trong các vương quốc đại đa số đều tu luyện công pháp cấp tinh. Về công pháp cấp nguyệt thì trên đại lục rất thưa thớt, chỉ sợ cũng chỉ có một ít hoàng thất của đế quốc hoặc là đỉnh tiêm cường giả của đế quốc và đại lục mới có thể có. Mà công pháp cấp nhật thì cơ hồ chính là công pháp trong truyền thuyết. Cả đại lục này trước giờ chưa từng nghe nói có ai có được. Kiếp trước, Kiệt Sâm là linh dược thánh sư cửu giai, nên đi theo hắn đều là những cường giả thánh linh sư cửu giai đỉnh tiêm của đại lục, mà người lợi hại nhất trong số họ cũng chỉ tu luyện một loại công pháp cấp nguyệt thượng phẩm mà thôi. Thời điểm Kiệt Sâm thu được công pháp Linh Thần Quyết, thì trên bề mặt công pháp cũng không có ghi rõ cấp bậc gì, nhưng khi lấy được nó ở bên trong phế tích kia, thì ở bên cạnh nó là hai phối phương linh dược tề cấp thánh. Hỏa thần dịch chính là một trong hai loại dược tề đó. Hơn nữa lấy thân phận của Kiệt Sâm lúc đó, thì trên đại lục chỉ cần hắn muốn xem công pháp nào cũng không khó. Bởi vậy, khi nhìn thấy quyển công pháp Linh Thần Quyết, với kinh nghiệm của bản thân, Kiệt Sâm có thể khẳng định nó ít nhất cũng là một công pháp cấp nguyệt trung phẩm. Xếp bằng trong thùng gỗ, cảm thụ chúc thể linh dịch vườn quanh thân mình truyền tới những luồng năng lượng cực lớn, Kiệt Sâm bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể. Sau khi linh lực đã vận chuyển đủ, Kiệt Sâm liền đình chỉ vận chuyển, linh lực nồng đậm trong cơ thể Kiệt Sâm bắt đầu dọc theo một đường kinh mạch hướng về một luồng kinh mạch cực kỳ ẩn mật nơi cánh tay phải, mà tới. Năng lượng cường đại ở trong sợi kinh mạch nho nhỏ như con mãnh thú điên cuồng lao về phía trước khiến cho kinh mạch chịu gánh nặng quá lớn lập tức bị phá vỡ, đau đớn kịch liệt như vậy, khiến cho thân thể của Kiệt Sâm đang ngồi trong thùng gỗ không tự chủ được run rẩy, cả gương mặt đỏ bừng bừng, từng hạt mồ hôi to như hạt đậu toát ra. Cắn chặt răng, Kiệt Sâm không rên một tiếng tiếp tục khống chế linh lực ở trong sợi kinh mạch kia chậm rãi tiến về phía trước mà trùng kích. Nếu là người bình thường, thì sự thống khổ khi kinh mạch bị đứt gãy như vậy đã sớm khiến hắn bất tỉnh rồi, cho dù là tôn linh sư lục giai dưới sự thống khổ như vậy, cũng khó mà bảo trì thanh tỉnh được. Nhưng Kiệt Sâm dù sao cũng là linh hồn xuyên Việt, mặc dù linh thức không cường đại, nhưng linh hồn lực vô cùng cường hãn lại khiến cho Kiệt Sâm đối với cảm giác thống khổ này, vô cùng rõ ràng nhưng cũng rất thanh tỉnh. Xùy, xùy, xùy. Một lúc lâu sau, 5 tiếng nổi nhỏ đột nhiên vang lên trong phòng tắm. 5 đoàn khí lưu màu trắng mờ trong nháy mắt đó, từ 5 đầu ngón tay Kiệt Sâm bay ra rồi tiêu tán trong không khí. Đoạn kinh mạch trong cánh tay phải kia đã được Kiệt Sâm đả thông, hơn nữa còn được nới rộng hơn trước ít nhất cũng 10 lần. Thoáng nghỉ ngơi một chút, Kiệt Sâm lau mồ hôi trên trán, hít thật sâu một hơi, rồi cắn răng tiếp tục khống chế linh lực hướng về đoạn kinh mạch bên tay trái. Kiệt Sâm khổ luyện mãi cho tới tận hoàng hôn mới mở mắt ra đứng thẳng người lên từ trong thùng gỗ. Sau gần một ngày tu luyện, Kiệt Sâm cuối cùng cũng đã đả thông được những đoạn kinh mạch nhỏ ở hai tay và hai chân kết hợp với dược lực của chúc thể linh dịch. Những đoạn kinh mạch nhỏ vừa mới đả thông đó tuy còn chút yếu ớt nhưng cơ bản cũng đã được chữa trị hoàn hảo. Sau khi rửa sạch thùng gỗ, Kiệt Sâm thay một bộ đồ mới chuẩn bị đi ra ngoài kiếm gì lót vào cái bụng đang kêu xì xào sau gần một ngày không ăn gì của mình. Ngay khi Kiệt Sâm chuẩn bị đi ra ngoài, thì cửa phòng ký túc xá của hắn đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Mở cửa ra, Kiệt Sâm thấy lão sư Khắc Lai Nhân với vẻ mặt lo lắng đang đứng trước cửa. Khi thấy được Kiệt Sâm, Khắc Lai Nhân liền trở nên vui vẻ cộng thêm một chút tức giận. Tiểu tử ngươi, ai bảo ngươi tiếp nhận khiêu chiến của Khải Đặc vậy hả? Không đợi cho Kiệt Sâm kịp lên tiếng, Khắc Lai Nhân đã mở miệng giáo huấn. Từ sự tình ngày hôm qua, Khắc Lai Nhân từ miệng đạo sư của mình là Bỉ Tư Pháp Mỗ đại sư biết được tạo nghệ của Kiệt Sâm trên lĩnh vực linh dược học rất sâu khiến nàng cả đêm không thể nào ngủ được. Là lão sư của Kiệt Sâm về linh dược học, Khắc Lai Nhân đối với Kiệt Sâm có thể nói là khá hiểu. Từ trước tới nay khi lên lớp, Kiệt Sâm và Tạp La Đặc không chịu nghe nàng giảng bài luôn là mối hận trong lòng nàng.
đối với Tạp La Đặc đã đạt tới linh dược đồ cấp 5 thì còn đỡ, nhưng với tên Kiệt Sâm một mực dừng lại ở linh dược đồ cấp 1 này, nàng không còn lời nào để nói. Nhưng mà hai ngày nay, trên người Kiệt Sâm phát sinh biến hóa làm cho Khắc Lai Nhân có cảm giác muốn trợn mắt há mồm, cho tới bây giờ, nàng vẫn có cảm giác như đang nằm mơ. Đặc biệt là đêm qua khi Kiệt Sâm cùng với Bỉ Tư Pháp Mỗ đại sư đạo sư của nàng thảo luận những vấn đề cao thâm trong linh dược học, thì nàng không khỏi xấu hổ. Nguyên lai tên đệ tử mà thường ngày ở trên lớp nàng hay phê bình lại có lý giải về linh dược học không thua kém lão sư của nàng. Mà vừa rồi ở trong văn phòng, nàng vô tình nghe được tin tức Kiệt Sâm và Khải Đặc quyết đấu, tự nhiên trong lòng nàng nóng như lửa đốt. Thực lực của Kiệt Sâm thế nào nàng biết rõ, hai ngày trước hắn chỉ vừa mới đột phá linh lực cấp 6, nếu như để hắn đấu với Khải Đặc đã đạt tới linh lực cấp 8 hơn một năm rồi, thì tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, không, phải nói là thập tử vô sinh mới đúng. Do đó, mang theo một bụng tức khí, Khắc Lai Nhân lập tức chạy nhanh tới ký túc xá của Kiệt Sâm muốn hỏi rõ rốt cuộc là, hắn nghĩ sao mà quyết định điên rồi như vậy. Ngày hôm qua, nàng còn thầm nhắc nhở mình về sau không được kêu to gọi nhỏ trước mặt Kiệt Sâm nữa, nhưng sau khi thấy Kiệt Sâm mở cửa ra, nàng lại nhịn không được mở miệng giáo huấn. Hừ, bây giờ ngươi lập tức theo ta đi gặp Khải Đặc hủy bỏ cuộc quyết đấu của các ngươi. Ta biết giữa hai người các ngươi có mâu thuẫn nhưng cũng không phải là không thể giải quyết. Lão sư Khắc Lai Nhân, ngài đây là không tin đệ tử sao? Kiệt Sâm không nói gì nhiều, chỉ dùng ánh mắt trong sáng kiên định nhìn Khắc Lai Nhân, mặc dù hắn biết Khắc Lai Nhân là vì muốn tốt cho hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn thoáng có chút bất mãn. Cái này, nhìn ánh mắt hữu thần sáng ngời đầy tự tin của Kiệt Sâm, rồi kết hợp với những việc Kiệt Sâm trải qua hai ngày hôm nay, nhất thời Khắc Lai Nhân không biết phải nói gì. Sau khi Khắc Lai Nhân rời đi, Kiệt Sâm kiếm bữa cơm tối ăn xong rồi lại trở về ký túc xá. Cảm nhận được linh lực thuận lợi chảy xuôi trong kinh mạch mình, trên mặt Kiệt Sâm khó nén được vẻ tươi cười hài lòng. Sáng sớm 3 ngày sau, quyết đấu của học viên đối với học viện Tây Tư mà nói, cũng không thường xuyên xảy ra nhưng cũng không phải ít. Dù sao giữa người với người sẽ luôn có mâu thuẫn, mà ở trong thế giới cường giả vi tôn này, thì một ít những mâu thuẫn không cách nào êm đẹp giải quyết, chỉ có biện pháp tốt nhất chính là quyết đấu. Luyện võ trường vốn là sân đấu tốt nhất của học viện, hiện giờ đã chật ních các học viên tới quan sát. Với tình hình của Vương quốc Áo Lan Đa hiện tại, thì Khải Đặc mới 19 tuổi đã đạt tới linh lực cấp 8, sắp đột phá cấp 9, thì mặc dù chưa thể xem là thiên tài nhưng cũng là người có thiên phú rất cao. Chỉ cần sau này cố gắng tu luyện và trải qua bồi dưỡng nghiêm khắc là Khải Đặc có thể dễ dàng đạt tới thực lực linh sư tam giai. Với thực lực như vậy, ở trong một tòa thành cũng xem như là một nhân vật có tiếng tăm. Nếu may mắn có thể đạt tới linh sư tứ giai thì ở trong cả vương quốc cũng có danh tiếng không nhỏ. Nhưng hiện tại, các học viên tụ tập trong luyện võ trường đông đúc như vậy, cũng không phải vì Khải Đặc hấp dẫn đến, mà do người trước đây được xem là học viện đệ nhất phế vật chỉ còn kém một lần khảo thí thất bại là bị buộc thôi học, nhưng cuối cùng lại tấn cấp ngay đúng hạn cuối cùng Kiệt Sâm. Trong học viện, các học viên khi nghe tin Khải Đặc và Kiệt Sâm tiến hành quyết đấu, thì phản ứng đầu tiên trong đầu họ chính là đầu óc Kiệt Sâm bị ngấm nước, tiếp theo chính là việc hay như vậy làm sao có thể bỏ qua không xem. Khi Kiệt Sâm tiến vào luyện võ trường, thì đã có ước chừng ngàn học viên có mặt, đem cả 3 tầng luyện võ trường nhét chật, như nêm cối. Nhìn kìa, Kiệt Sâm đến rồi. Trò hay sắp bắt đầu. Kiệt Sâm này vẫn không ngốc lắm, thực sự có can đảm đến đây. Phải biết thực lực của Khải Đặc học trưởng cao hơn hắn hẳn 2 cấp đó. Theo ta thấy, Khải Đặc học trưởng chỉ cần 2 chiêu là có thể đem tên phế vật kia đánh bại, ta thấy chính là hắn không biết chữ chết viết như thế nào. Một tên gia hỏa sĩ diện hão, đúng là trò hay đáng xem. Kiệt Sâm từ trong đám người đi qua, trên đường đi, tất cả mọi người xung quanh đều chỉ trò trò vào hắn, đại đa số trên mặt đều mang theo vẻ trào phúng Kiệt Sâm không biết tự lượng sức, còn có một số ít lại tỏ ra có vẻ đồng tình với Kiệt Sâm. Lão sư Phong Diệp, lão sư Khắc Lai Nhân. Sau khi đi vào trong, Kiệt Sâm đưa mắt nhìn quanh một vòng, khi nhìn thấy lão sư Phong Diệp và lão sư Khắc Lai Nhân ngồi sau cái bàn bên cạnh luyện võ tràng, thì không khỏi sững sờ. Bên cạnh hai người còn có vài lão sư khác nữa, mà ngồi ở chính giữa bàn là một người trung niên mà Kiệt Sâm chưa từng thấy qua. Có mấy vị lão sư của học viện mang theo bộ mặt tươi cười bàn luận cái gì đó với trung niên kia, nhìn thần sắc thì có vẻ đối với trung niên nhân vô cùng cung kính. Thấy tràng cảnh này, trong lòng Kiệt Sâm không khỏi có chút ấm áp, đệ tử quyết đấu, lão sư thường sẽ không đến xem, nhưng rất rõ ràng lão sư Phong Diệp và lão sư Khắc Lai Nhân chính là do không yên lòng về hắn, nên mới cố ý tới đây làm chứng đề phòng có trường hợp ngoài ý muốn. Tiểu tử ngươi quả thật có can đảm khi tới đây. Trong luyện võ tràng, Khải Đặc đầy khinh thường nhìn Kiệt Sâm nói. Kiệt Sâm không hề nói gì, bước chân vẫn đều đặn trực tiếp đi vào trong luyện võ tràng. Kiệt Sâm, cố lên! Ngay khi Kiệt Sâm tiến vào luyện võ tràng, một thanh âm ủng hộ từ trong đám đông vang lên truyền vào tai Kiệt Sâm. Tiểu tử ngươi bị bệnh à?
lại bảo Kiệt Sâm cố gắng lên, ngươi không biết hắn chính là đệ nhất. Mấy học viên đứng bên cạnh người nọ lập tức khó chịu quay đầu lại mở miệng giáo huấn. Nhưng khi nhìn rõ diện mạo của người vừa lên tiếng, thì tất cả đều ngoan ngoãn im lặng quay đầu lại, không dám hó hé tiếng nào nữa. Người ủng hộ Kiệt Sâm kia chính là tồn tại số 1 số 2 trong đám học viên, không phải những đệ tử bình thường như bọn hắn có thể đắc tội. Kiệt Sâm khẽ gật đầu với Tiếu Ba vừa lên tiếng ủng hộ mình, rồi tiếp tục bước tới trước mặt Khải Đặc. Con trai, cho tiểu tử kia đẹp mặt đi. Sau khi thấy Kiệt Sâm lên đài, người trung niên ngồi ở chính giữa đám lão sư kia lớn tiếng nói với Khải Đặc. Người này không phải ai khác, chính là nam tước cấp duy trưởng quản thành vệ quân của thành Tháp Lâm. Phụ thân yên tâm, người hãy nhìn xem con trai của người sẽ giáo huấn tên phế vật này như thế nào. Khải Đặc dùng ánh mắt tà ác nhìn về phía Kiệt Sâm, như nhìn một con dê con sắp chết. Nam tước cấp duy với tư cách là trưởng quản của thành vệ quân chịu trách nhiệm bảo vệ trị an cả nội ngoại thành Tháp Lâm, nên ở trong thành Tháp Lâm này cũng được xem là một nhân vật tai to mặt bự. Thực lực bản thân hắn cũng đã đạt tới linh sĩ nhị giai trung phẩm và rất yêu thương thằng con trai của mình, cho nên hắn thường ở trước mặt các bằng hữu của mình khoe khoang phụ tử hắn đúng là hồ phụ không sinh khuyển tử. Tin tức Khải Đặc và Kiệt Sâm quyết đấu trong cùng ngày Cáp Duy đã biết được, mà Khải Đặc ở trước mặt hắn còn vỗ ngực cam đoan nhất định sẽ đánh cho Kiệt Sâm phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, để chứng minh cho mọi người thấy phụ thân hắn lợi hại thì hắn cũng không hề kém. Khải Đặc cam đoan đúng ngay tiếng lòng của Cáp Duy, nên trận quyết đấu hôm nay hắn đã vứt bỏ hết thảy sự vụ của thành vệ quân để tới đây cổ vũ uy phong cho nhi tử. Cáp Duy đại nhân, theo ta thấy, với thực lực của Khải Đặc muốn giải quyết tên tiểu tử Kiệt Sâm kia thì chỉ cần một hai chiêu là đủ rồi. Tư Thác ngồi bên cạnh Cáp Duy thấy vậy lập tức vỗ mông ngựa. Tư Thác hắn mặc dù là lão sư của học viện Tây Tư, thực lực cũng đã đạt tới linh sư tam giai hạ phẩm, tại thành Tháp Lâm này cũng được xem là một cường giả, nhưng ở trước mặt một vị nam tước trưởng quản thành vệ quân như Cáp Duy vẫn phải xưng hô là đại nhân. Lão sư Tư Thác nói hơi quá rồi, tiểu tử kia đã có thể tiếp nhận khiêu chiến của khuyển tử thì chắc hẳn cũng có chút thực lực. Bất quá thực lực của khuyển tử, thân làm phụ thân như ta cũng có chút tinh tường, nói một hai chiêu thì khả năng không lớn nhưng cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Sau khi nghe Tư Thác tâng bốc, Cáp Duy vui vẻ cười híp cả hai mắt lại, trên miệng cũng thuận tiện khoe khoang một chút. Cáp Duy đại nhân khiêm tốn rồi, học viên Khải Đặc ta biết rõ, ở trong học viện cũng là người nổi bật, đúng là hổ phụ không sinh khuyên tử dùng mấy chiêu giải quyết Kiệt Sâm khả năng rất lớn nha. Đúng, đúng, ta còn nghe nói ngay cả viện trưởng Bỉ Tư Pháp Mỗ đại sư đã từng bảo rằng, thiên phú của Khải Đặc trên phương diện linh sư không tồi đó. Một vị lão sư khác thấy đã bị Tư Thác cướp mất tiên cơ, trong lòng thầm chửi rủa một trận rồi lập tức hùa theo vỗ mông ngựa Cáp Duy, mặc kệ hắn bịa ra có đúng hay không, nhưng trước mắt cứ tạo chút ấn tượng tốt cái đã. Ngay cả Bỉ Tư Pháp Mỗ đại sư cũng khen ngợi khuyển tử. Được mấy tên lão sư này vỗ mông ngựa khiến Cáp Duy vô cùng vui vẻ, cười đến giống như sắp rớt cả hàm răng xuống đất, trên mặt vô cùng đắc ý. Lão sư Phong Diệp và lão sư Khắc Lai Nhân ngồi gần đó, nghe thấy mấy lời buồn nôn này thì không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì chỉ dùng ánh mắt cổ vũ nhìn Kiệt Sâm. Tiểu tử, đã chuẩn bị tốt cho việc tiếp nhận công kích điên cuồng của Khải Đặc đại gia ta chưa? Thực tế, đừng nhìn Khải Đặc biểu hiện ra vẻ không thèm để ý như vậy mà lầm. Trước khi đến đây hắn đã làm đủ chuẩn bị, bên dưới áo khoác của hắn là một bộ giáp mỏng có thể chống cự được công kích của một linh đồ nhất giai mà nam tước Cáp Duy đã tặng cho hắn. Hơn nữa bản thân hắn cũng có thực lực cấp 8, đối mặt với Kiệt Sâm chỉ mới cấp 6 hắn mới cảm thấy vô cùng yên tâm. Bớt xàm ngôn đi, có dám thì mau phóng ra. Kiệt Sâm mặt không biểu tình nhìn Khải Đặc rồi nhìn trọng tài ở một bên hỏi. Có thể bắt đầu được chưa? Đưa mắt ý bảo song phương chuẩn bị cho tốt rồi trọng tài phụ trách lần này lớn tiếng hô. Tuy đây là chàng quyết đấu song phương tự nguyện tham gia, mục đích là giải quyết ân oán cá nhân, nhưng tuyệt đối không được tổn thương đến tánh mạng cho nên chỉ điểm đến là ngừng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cho dù học viện Tây Tư không ngăn cấm học viên quyết đấu nhưng vẫn có quy định riêng, dù sao thì học viện cũng là nơi để học tập chứ không phải là trường đấu của những cuộc chiến sinh tử. Bắt đầu! Trọng tài đứng giữa hai người hô lớn, đồng thời dùng sức vung hai tay lên rồi lui nhanh về phía sau. Đến đây đi phế vật, trổ hết thực lực của ngươi ra đi, ta sẽ cho ngươi biết cấp 8 và cấp 6 chênh lệch như thế nào. Khải Đặc khinh miệt cười nói nhưng thân thể đã ở trong tư thế chuẩn bị tốt nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Linh lực cấp 8 trong cơ thể cũng đã nhanh chóng vận chuyển, mặc dù trên người đã mặt nhuyễn giáp nhưng đối mặt với Kiệt Sâm hắn, cũng không dám quá lơ là khinh địch. Yên tâm đi, ta sẽ không làm trái với quy định của học viện mà giết ngươi, có lẽ cũng là may mắn của ngươi, ta sẽ khiến ngươi cả nửa đời sau cuộc sống không được dễ dàng mà thôi. Nhưng trước hết hãy ngoan ngoãn cút ra khỏi học viện Tây Tư cho ta. Linh lực cấp 8 dựa theo những lộ tuyến kinh mạch nhất định vận hành, Khải Đặc tập trung tư tưởng,
chuẩn bị lợi dụng linh kỹ vừa học được gần đây đem Kiệt Sâm đánh ngã lập tức. Trên mặt Kiệt Sâm vẫn treo nụ cười bình thản, khi trọng tài vừa hô bắt đầu, thì linh lực cấp 6 trong cơ thể đã bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Trong chớp mắt linh lực đã như hồng thủy điên cuồng lao tới kinh mạch, vừa được đả thông ở hai chân trong hai ngày nay. Một âm thanh bùng nổ rất nhỏ từ dưới hai chân Kiệt Sâm vang lên, thân hình Kiệt Sâm nhoáng một cái đã hóa thành một đạo tàn ảnh bắn thẳng tới chỗ Khải Đặc. Quỷ bộ. Trong lòng khẽ quát một tiếng, hai chân Kiệt Sâm liên tục điểm lên mặt sàn sân đấu, linh lực không ngừng chảy xuôi theo kinh mạch ở hai chân trùng kích lên mặt đá của sân đấu. Tốc độ di động cao như vậy, khiến không khí trong đấu tràng cũng điên cuồng bị vạn chuyển theo. Không thể nào. Khải Đặc trừng lớn hai mắt, muốn nắm bắt hướng di chuyển của Kiệt Sâm, nhưng trong mắt hắn chỉ thấy được một đoàn tàn ảnh lập lòe. Dựa vào mắt thường, Khải Đặc căn bản không cách nào khóa được thân ảnh của Kiệt Sâm khiến hắn không khỏi kinh hãi. Soạt. Những học viên đang quan chiến ở dưới đài khi thấy thân pháp của Kiệt Sâm, cũng không khỏi phát ra từng đợt kinh hô. Là học viên của Học viện Tây Tư, những người này thực lực mạnh nhất cũng chỉ đạt tới linh lực cấp 9, với nhãn lực như vậy. Bọn họ cũng chỉ có thể thấy được từng đạo tàn ảnh của Kiệt Sâm đang không ngừng hướng tới chỗ của Khải Đặc, còn thân ảnh thật sự của Kiệt Sâm thì không biết ở chỗ nào. Thân ảnh của đối phương còn không thấy được thì làm sao mà đánh đây? Đám người Tư Thác đang nỗ lực vỗ mông ngực Cáp Duy khi thấy thân pháp của Kiệt Sâm, cũng lập tức im bặt, trên mặt đều là một vẻ chấn kinh, rồi lập tức đem ánh mắt chuyển tới trên người Phong Diệp. Trong lòng bọn họ, thân pháp cổ quái này tuyệt đối là do Phong Diệp lén truyền thụ cho Kiệt Sâm. Hảo một tên Phong Diệp không ngờ còn có loại thân pháp như vậy, trước kia bản thân còn chưa bao giờ thấy qua, che giấu cũng quá sâu đi. Thân pháp này, Phong Diệp nãy giờ đang an tĩnh ngồi tại chỗ giờ phút này, cũng kinh ngạc đến nỗi suýt nữa đứng bật cả người lên. Là một linh sư tam giai thượng phẩm, người có thực lực mạnh nhất ở đây, Phong Diệp cũng không khỏi giật mình, nhưng hắn rất rõ ràng là bản thân mình chưa bao giờ truyền thụ cho Kiệt Sâm thân pháp cổ quái, như vậy vậy Kiệt Sâm từ đâu học được? Chẳng lẽ là học được từ trong các bí tịch trong tàng thư các? Cũng không đúng, bản thân hắn ở trong tàng thư các cũng chưa từng thấy qua bí tịch nào có thân pháp này. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Kiệt Sâm chỉ gần như sau một tích tắc đã tới trước mặt Khải Đặc. Khải Đặc căn bản không thể nào nắm bắt được thân ảnh của Kiệt Sâm cho nên, chỉ có thể đem linh lực của bản thân phân bố xung quanh cơ thể luống cuống phòng ngự. Trong ánh mắt sắc bén của những lão sư, Kiệt Sâm đi tới trước mặt Khải Đặc, rồi đưa hai tay lên hung hắn nện lên ngực của Khải Đặc một cái. Hai tay chuyển động cực nhanh khiến không khí phát ra tiếng kêu giống như không gian giữa hai người tức khắc đã bị phá vỡ vậy. Một âm thanh nặng nề, như có thứ gì đó vừa nện vỡ cái bao tải đầy cát vang lên. Hự! Tiếp theo đó là một tiếng kêu đau đớn vang lên, thân thể của Khải Đặc, như một con diều đứt dây treo trên không trung bắn thẳng ra ngoài khoảng 5-6 mét, rồi mới nặng nề rơi xuống nền đá hoa cương của luyện võ trường. Cả luyện võ trường lập tức lạnh ngắt như tờ, tất cả mọi người đều trợn lớn cả hai mắt, trên mặt đều là một dáng không thể tin nổi. Một chiêu, Kiệt Sâm người được mệnh danh là đệ nhất phế vật của Học viện Tây Tư chỉ dùng vẻn vẹn một chiêu liền đem một nhân vật có thể nói là phong vân như Khải Đặc đánh bay ra ngoài. Cả quá trình, động tác của Kiệt Sâm vô cùng nhanh chóng dứt khoát, không chút dây dưa dài dòng nào. Vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu mà Khải Đặc, với linh lực đã đạt tới cấp 8 hiện giờ đang thống khổ nằm rên rỉ trên mặt đất. Tất cả những người đang mang tâm trạng xem hí kịch lúc này đều như trợn tròn hai mắt, đại não lập tức rơi vào trạng thái đình trệ. Mà lúc này, Kiệt Sâm cũng không có thời gian đi kiểm nghiệm thành quả chiến đấu của mình. Sự tiêu hao do vừa rồi vận chuyển linh lực cực nhanh cũng không, bởi vì Kiệt Sâm phát lực xong mà chấm dứt, mà ngược lại còn đạt tới một trạng thái sinh động còn hơn trước nhiều. Đại lượng linh lực nồng đậm, trong cơ thể Kiệt Sâm cấp tốc hội tụ thành một cỗ khí lưu linh lực màu trắng sữa, và có xu hướng trùng kích tới kinh mạch cấp 7. Kiệt Sâm trong lòng cũng hiểu rõ, cường độ linh lực trong cơ thể hắn bởi vì vừa rồi sử dụng quỷ bộ, và băng quyền giờ phút này đã đạt tới trạng thái đỉnh phong, hiện tại chính là thời cơ trùng kích cấp 7 tốt nhất. Nếu như lúc này không trùng kích mà cưỡng ép lại thì chẳng những đối với cơ thể sinh ra tổn thương cực lớn, mà còn khiến cho con đường tu luyện sau này càng thêm khó khăn. Nghĩ tới đây, Kiệt Sâm không chút do dự, ở trước ánh mắt của mọi người khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại. Căn bản không cần phải tận lực điều động, tất cả linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm ngay khi hắn vừa nhắm mắt liền giống như đội quân cảm tử đã nhận được mệnh lệnh, chỉ thoáng chốc đã phóng tới trùng kích bình chướng cấp 7. Linh lực nồng đậm màu trắng sữa, như kinh đào hãi lãng gầm thét giống giận điên cuồng trùng kích tới bình chướng cấp 7 không ngừng. Kiệt Sâm tấn cấp. Cái này, thấy Kiệt Sâm ngồi ngay trên đấu tràng khoanh chân nhắm mắt lại, đồng thời từng đạo chấn động linh lực rất nhỏ từ trong cơ thể Kiệt Sâm truyền ra khiến cho Phong Diệp lão sư ngồi dưới đài không khỏi đứng bật dậy. Bản thân là một tam giai thượng phẩm linh sư, Phong Diệp đương nhiên biết hiện giờ Kiệt Sâm đang trùng kích lên cấp 7. Nhưng điều đáng nói là, Kiệt Sâm cũng chỉ vừa mới tiến vào cấp 6 trong lần khảo thí vừa rồi.
Cho dù là thiên tài bậc nhất thì sau thời gian từ cấp 6 tới cấp 7 ít nhất cũng mất khoảng 3 tháng thời gian. Nếu để cho Phong Diệp biết buổi tối trước ngày khảo thí, khi Kiệt Sâm vừa mới tiến vào cấp 6, thì khoảng cách tới cấp 7 chỉ còn một khoảng nhỏ nữa, thì chỉ sợ Phong Diệp sẽ sợ chết khiếp. Mới mấy ngày thời gian đã tiến thêm một cấp. Tốc độ như vậy ở trong lịch sử linh sư chưa từng xuất hiện qua. Mà tuyệt đại đa số học viên có mặt ở đây, đều không hiểu hiện giờ Kiệt Sâm nhắm mắt ngồi đó để làm gì. Mặc dù bọn họ không ít người đã có cùng kinh nghiệm tấn cấp, nhưng hiện tại căn bản không có ai liên hệ việc Kiệt Sâm ngồi đó với việc trùng kích bình chướng để tấn cấp cả, dù sao chuyện này cũng quá khó tin. Nam tước Cáp Duy sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt thần quang lập lòe nhìn chằm chằm vào Kiệt Sâm ở giữa đấu tràng, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì, cả đám lão sư đang a rùa vỗ mông ngựa cho hắn cũng lập tức im re, vô cùng xấu hổ nhìn lên đài. Trọng tài đứng trong đấu tràng, cũng có bất đắc dĩ nhìn Kiệt Sâm rồi lại nhìn Khải Đặc đang nằm trên mặt đất. Ai nhìn thì cũng đã rõ ràng kết quả trận đấu rồi. Nhưng tên Kiệt Sâm kia sau khi đánh xong lại trực tiếp nhắm mắt ngồi im nơi đó, không nói gì thì làm sao tuyên bố kết quả đây. Khục khục, ngay khi trọng tài định đưa tay phán quyết kết quả trận đấu luôn, thì Khải Đặc vốn đang nằm rên rỉ trên mặt đất lại đột nhiên ho khan một tiếng, dưới tiếng kinh hô người mọi người lảo đảo đứng lên. Một tia máu tươi từ khóe miệng Khải Đặc trào ra, tay phải còn đang sờ sờ vào vị trí trước ngực vừa bị Kiệt Sâm đánh trúng, trên mặt nổi nên thần sắc xám xịt. May mắn là hắn cẩn thận trước trận đấu đã mặc vỏ nhuyễn giáp phòng ngự. Nếu không hiện giờ chắc chắn bản thân đã bị trọng thương, rồi, tên phế vật đáng chết. Trong lòng thầm mắng một tiếng, vừa nghĩ tới vừa rồi bị đánh cho mất hết cả mặt mũi ở trước mặt bao nhiêu người, Khải Đặc không khỏi nóng máu. Đưa mắt nhìn Kiệt Sâm đang nhắm hai mắt ngồi giữa đấu tràng, Khải Đặc, dưới cơn phẫn nộ lập tức điên cuồng vận chuyển linh lực cấp 8 trong cơ thể chuẩn bị, cho một kích lôi đình. Khi linh lực ngưng tụ đã sắp đạt tới đỉnh phong, Khải Đặc hung hăng dẫm mạnh một cái, cả thân hình phóng thẳng về phía Kiệt Sâm đang ngồi. Thấy Khải Đặc muốn tấn công, sắc mặt Phong Diệp bỗng nhiên biến đổi, hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại Kiệt Sâm đang ở trong thời khắc mấu chốt trùng kích bình chướng, nếu bị Khải Đặc công kích thì hậu quả sẽ vô cùng thê thảm, thậm chí còn có thể mất mạng. Cho dù trong lòng vô cùng lo lắng nhưng Phong Diệp lại không thể tiến lên ngăn cản, cuộc quyết đấu giữa hai người thì người bên ngoài đều không có quyền đi ngăn cản. Đây chính là quy củ của việc quyết đấu giữa linh sư với nhau, là tôn nghiêm của linh sư, không được chà đạp. Gần như chỉ trong tích tắc, Khải Đặc đã phóng tới trước mặt Kiệt Sâm, hai quyền đầu của hắn hung hăng nhắm thẳng Kiệt Sâm mà nện tới. Quyền phong mạnh mẽ đè ép không khí sinh ra những tiếng nổ lốp bốp dường như được bao bọc, trong luồng năng lượng cực kỳ cường đại. Linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm ngay một khắc này, cũng đã thành công phá tan bình chướng cấp 7, đại lượng linh lực cấp 7, như hồng thủy phá đê dũng mãnh tràn vào trong kinh mạch của Kiệt Sâm tự nhiên lưu chuyển. Ngay khi song quyền của Khải Đặc sắp đánh trúng người Kiệt Sâm, thì Kiệt Sâm đột nhiên mở lớn hai mắt ra. Một đạo tinh mang từ trong mắt hắn lóe lên đồng thời một tiếng thét lớn từ trong miệng hắn phát ra. Đối mặt với công kích gần trong gang tấc của Khải Đặc, Kiệt Sâm dùng tốc độ như điện quang hỏa thạch, song quyền đồng thời hung hăng nghênh đón song quyền của Khải Đặc. Bành! Một tiếng va chạm cực lớn vang lên, lực trùng kích của linh lực vô cùng cuồng bạo tạo thành một lượng phong bạo, trên đấu tràng cuốn theo bụi mù tung bay, kèm theo tiếng va chạm kia còn có một loạt tiếng xương cốt vỡ vụn và một đám máu tươi xen lẫn trong bụi mù. Bồng! Một bóng người từ trong đám bụi bay ra ngoài, cả thân hình bay lên trên không trung tầm 7-8 mét rồi mới rơi xuống đất. Bụi mù lắng xuống, Kiệt Sâm với vẻ mặt bình tĩnh vẫn đứng giữa đấu tràng. Một cổ khí thế trầm ổn từ trên người Kiệt Sâm tự nhiên sinh ra. Ở phía bên kia đấu tràng, Khải Đặc đang nằm ngã ngửa trên mặt đất, trường bào bị nghiền nát thành vô số mảnh lộ ra bộ nhuyễn giáp, đã có vết rạn nứt bên trong. Đây là một cái nhuyễn giáp có thể chịu được công kích của linh đồ nhất giai, nhưng dưới công kích của Kiệt Sâm lại chịu tổn hại nghiêm trọng như vậy. Nhìn Khải Đặc hôn mê nằm trên đất với hai cánh tay vặn vẹo, trước ngực đầy máu tươi, Kiệt Sâm khẽ thở ra một hơi, rồi nói với trọng tài. Được rồi, 10 ngày tuyên bố kết quả đi. Trọng tài nghe Kiệt Sâm nhắc nhở thì mới giật mình hồi phục tinh thần, tuyên bố. Học viên Khải Đặc bất tỉnh, học viên Kiệt Sâm thắng. Dứt lời, vị trọng tài kia không khỏi lau lau mồ hôi trên trán thầm nghĩ. Không ngờ chỉ là một trận chiến của mấy thiếu niên chưa tới nhất giai, mà lại huyết tinh như vậy. Tràng diện thế này cho dù là ở trong quyết đấu của nhất giai cũng tương đương hiếm thấy. Con trai. Đúng lúc này, Cáp Duy nãy giờ vẫn ngồi im lặng bên dưới đột nhiên phóng mạnh vào đấu tràng, tới bên người Khải Đặc. Sau khi kiểm tra thoáng qua thương thế trên người Khải Đặc, Cáp Duy liền hung hăng trừng mắt nhìn Kiệt Sâm. Hai vệ sĩ đi theo sau lưng Cáp Duy lúc này cũng đã nhảy ra, rút vũ khí muốn xông tới định xử lý Kiệt Sâm. Chỗ này là học viện Tây Tư. Nam tước Cáp Duy, chẳng lẽ ngươi muốn phá hư quy củ quyết đấu của giới linh sư sao? Lão sư Phong Diệp và lão sư Khắc Lai Nhân đột nhiên chắn giữa Kiệt Sâm và hai tên vệ sĩ kia.
mà mấy tên lão sư khác chỉ biết được mặt ra ngơ ngác nhìn nhau tại chỗ. Cả luyện võ trường lúc này đột nhiên tràn ngập một bầu không khí nồng nặc thuốc súng, hào khí giữa song phương giống như cây cung đã kéo căng, hết sức căng thẳng. Đưa mắt nhìn Phong Diệp và Khắc Lai Nhân đang ngăn trước người Kiệt Sâm, Nam Tước Cáp Duy nhìn thật sâu vào mắt của Kiệt Sâm, cho dù hắn thân là trưởng quản thành vệ quân, nhưng nơi này là học viện Tây Tư nên hắn cũng không dám làm càn. Chúng ta đi. Biết rõ hiện tại không thể làm gì được, Cáp Duy nghiến răng lên tiếng, rồi ôm lấy Khải Đặc đang hôn mê lên đi ra ngoài luyện võ trường. Hai gã vệ sĩ luôn đi theo Cáp Duy sau khi nghe được mệnh lệnh, thì lập tức thu hồi vũ khí, thầm thở phào một hơi liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi nhanh chóng đi theo sau lưng Cáp Duy ra ngoài. Thực lực của hai vệ sĩ này cũng chỉ mới là linh đồ nhất giai thượng phẩm mà thôi, ở trong thành vệ quân tuy thực lực của hai người không thấp, nhưng đối mặt với cao thủ linh sư tam giai thượng phẩm như Phong Diệp, hai người vô cùng khẩn trương, trong lòng bàn tay đã ướt nhẹp mồ hôi từ lâu rồi. Nếu thật sự động thủ, với thực lực của Phong Diệp chỉ cần mấy chiêu là có thể hạ gục cả hai người không chút mất sức nào. Lão sư Phong Diệp, lão sư Khắc Lai Nhân, cảm ơn. Kiệt Sâm ôm quyền đa tạ hai vị lão sư. Thấy hai người vì việc nghĩa không hề chùn bước đứng trước mặt mình, nội tâm Kiệt Sâm không khỏi cảm động. Nếu là kiếp trước Kiệt Sâm gặp phải tình huống như thế này thì người muốn đứng ra vì hắn có thể nói là nhiều không đếm xuể. Nhưng hiện tại thân phận hắn chỉ là một đệ tử bình thường trong học viện mà thôi. Nhưng Phong Diệp và Khắc Lai Nhân vẫn đối với hắn yêu mến không tồn tại bất cứ tư tâm nào. Là một người ân oán phân minh, Kiệt Sâm đã đem phần cảm kích này chôn sâu vào đáy lòng. Về sau nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp ân tình lần này. Liếc mắt nhìn qua Lộ Tây có chút luống cuống tay chân đang ngây người ở một bên. Trên mặt Kiệt Sâm không hề có chút biểu lộ gì, ngoảnh mặt đi thẳng ra ngoài trong ánh mắt hâm mộ và kinh ngạc của những học viên xung quanh. Một đường đi qua, tất cả các học viên đều không tự chủ được tự động nhường ra một con đường cho Kiệt Sâm đi qua. Lúc này trong ánh mắt của bọn họ chỉ còn lại sự kinh sợ, vô cùng kính sợ. Tại cái thế giới thực lực vi tôn này, người có thể một chiêu đánh bại Khải Đặc với linh lực đã đạt tới cấp 8 như Kiệt Sâm thì ở trong học viện tuyệt đối có thể xếp vào danh sách những nhân vật đứng đầu. Phải biết rằng, đám học trưởng đã đạt tới linh lực cấp 9 cũng chưa chắc có thể trong một chiêu liền có thể đánh bại Khải Đặc với linh lực cấp 8. Huống chi, mới cách đây không lâu, Kiệt Sâm vẫn là người bị xem là học viên đệ nhất phế vật, thiếu chút nữa đã bị học viện đuổi học, thực lực vẫn luôn dừng lại ở cấp 5 gần 2 năm dài. Trong suy nghĩ của những học viên ở đây lúc này thì giờ phút này, trên người Kiệt Sâm ngoài trừ sự cường hãn ra, thì chỉ còn lại quầng sáng thần bí khó lường. Nhìn bóng lưng Kiệt Sâm chậm rãi biến mất sau cánh cửa của luyện võ đường, Phong Diệp và Khắc Lai Nhân liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt đồng thời lộ ra vẻ vui mừng. Trước trận đấu, trong lòng hai người đối với trận đấu này cũng không mấy tin tưởng, nhưng Kiệt Sâm đã dùng hành động thực tế nói cho bọn họ biết việc hắn tiếp nhận khiêu chiến, cũng không phải do nhất đời máu nóng dồn lên não. Giờ phút này, Phong Diệp và Khắc Lai Nhân cũng không biết được sự quan tâm của hai người đối với Kiệt Sâm lúc này ở trong tương lai sẽ mang lại cho bọn họ không biết bao nhiêu là lợi ích. Đây không phải là Lộ Tây sao? Đúng là Lộ Tây, ta nghe nói Kiệt Sâm và Khải Đặc quyết đấu tựa hồ là vì nàng mà ra. Quả là hồng nhan họa thủy. Vừa rồi Kiệt Sâm học trưởng phát huy thực lực khiến Khải Đặc học trưởng không có 10 ngày nửa tháng dưỡng thương là không thể rời giường đâu. Hiện tại Khải Đặc học trưởng đã được phụ thân hắn mang đi, chỉ còn lại nàng ta một mình chỗ này, không biết trong lòng có hối hận không đây. Lại nói, một chiêu cuối cùng kia Kiệt Sâm học trưởng, chậc chậc, uy lực thực sự là lợi hại. Điều này cũng không có gì là lạ, dù sao lúc trước Kiệt Sâm học trưởng là đang ở vào thời kỳ ngủ đông, hay có thể nói là ở ẩn, còn Khải Đặc học trưởng có thực lực cấp 8 cộng thêm phụ thân là trưởng quản thành vệ quân nên nhất thời hồ đồ, cũng là việc thường. Có trách thì cũng có thể trách nàng không có mắt thôi, hắc hắc, ta thì ta đã sớm nhìn ra Kiệt Sâm học trưởng không đơn giản rồi. Ngươi, cút, khoác lác vừa thôi, trước khi quyết đấu là ai đánh cuộc với ta xem phế vật sẽ bị đánh bại, trong mấy chiêu hả? Hừ, cơm có thể ăn bậy nhưng nói thì không được nói lung tung. Tên học viên kia khi nghe đồng bạn phản bác lập tức bịt mồm đối phương lại. Rồi đưa mắt láo liên nhìn bốn phía, sau đó bu ông giọng nói. Ta đây nói cho ngươi biết, Kiệt Sâm học trưởng chính là thần tượng của ta đó. Lộ Tây đứng bên cạnh đấu tràng, thần sắc có chút nhợt nhạt, khi nghe lời bàn tán của các học viên xung quanh thì chóp mũi có chút đau xót, khóe mắt một mảnh ướt át, trong nội tâm nhất thời tràn ngập đắng chát. Hối hận sao? Lộ Tây thầm hỏi chính mình. Không có câu trả lời, nàng chỉ biết là, tư thế oai hùng của Kiệt Sâm một thoáng khi đánh bại Khải Đặc đã khắc sâu vào, trong đáy lòng nàng. Cũng giống cái tư thế hiên ngang của vị thiên tài Kiệt Sâm năm đó đã đi vào lòng nàng vậy. Sau khi ra khỏi luyện võ trường, bước chân của Kiệt Sâm không hề dừng lại, mà trực tiếp đi tới chỗ phòng thí nghiệm của Linh Dược Hệ. Sau khi nộp lệ phí nhất định cho lão sư trông nom nơi đó, Kiệt Sâm lập tức đi vào phòng thí nghiệm cá nhân vừa mới thuê đó. Sau khi đã vào trong phòng thí nghiệm,
Chuyện đầu tiên Kiệt Sâm làm là ngồi xếp bằng trong một góc phòng. Vừa mới đột phá lên cấp 7, Kiệt Sâm hiện tại cần phải làm là củng cố linh lực cấp 7 trong cơ thể. Sau khi đã nghiên cứu qua hệ thống lý luận tu luyện linh lực, Kiệt Sâm vô cùng rõ ràng, sau mỗi lần tấn cấp nhất định phải củng cố cho vững chắc, thì đối với việc tu luyện sau này sẽ có lợi ích rất lớn. Linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm lần lượt dựa theo lộ tuyến vận chuyển cố định đi qua tất cả các bộ vị trong cơ thể, một chu thiên lại một chu thiên cứ không ngừng tự động vận hành lập đi lập lại, mà trong đầu Kiệt Sâm lúc này lại đang hồi tưởng lại quá trình chiến đấu vừa rồi. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, hai mắt vốn nhắm chặt nãy giờ của Kiệt Sâm đột nhiên mở ra, đồng thời trong miệng cũng thả ra một ngụm chọc khí, một vầng sáng nhanh chóng lưu chuyển một vòng trên mặt Kiệt Sâm rồi lập tức biến mất. Cảm thụ linh lực cấp 7 đã vô cùng vững chắc trong cơ thể, trên mặt Kiệt Sâm không khỏi hài lòng vui vẻ. Linh lực khi ở cấp 6 vốn tràn ngập kinh mạch của Kiệt Sâm lúc này, gần như đã hoàn toàn biến mất không còn. Kinh mạch lúc trước ở cấp 6 đã được mở rộng tối đa thì lúc này, sau khi tiến lên cấp 7 lại một lần nữa được nới rộng ra, càng thêm vững chắc. Những điều cần làm đã làm xong, hiện giờ Kiệt Sâm phải làm một việc vô cùng quan trọng trong lúc này, chính là phối chế hồi linh dược tề, một tam giai thượng phẩm dược tề, mà kỹ thuật phối chế của thời đại hiện tại còn chưa hoàn toàn thành thục. Khẽ thở ra một hơi, sau khi trải qua một đoạn thời gian tu luyện, trong hai mắt Kiệt Sâm lúc này đầy vẻ sáng ngời, tinh thần vô cùng phấn chấn. Đem những tài liệu mua được, từ trong phường thị 3 ngày trước từng cái một đặt lên bàn thí nghiệm, sau đó Kiệt Sâm từ trên người lấy ra một bình dược tề chứa chất lỏng màu hồng phấn. Bình dược tề này chính là dược tề nhị giai thượng phẩm ngưng huyết tề, mà lúc trước Hắc Lai Nhân sợ Kiệt Sâm bị thương đã đưa cho hắn. Hồi linh dược tề, ở kiếp trước của Kiệt Sâm chỉ là một loại dược tề tam giai thượng phẩm, với kỹ thuật cực kỳ đơn giản, bất luận một gã linh dược thiên sư tứ giai nào cũng đều có thể phối chế. Nhưng ở thời điểm trước đó 3.000 năm nay, linh dược sư vẫn còn ở trong giai đoạn phát triển sơ khai, hồi linh dược tề là một loại dược tề mới được phát hiện có thể, trong thời gian ngắn khôi phục linh lực cho linh sư, mà việc phối chế ra nó lại tương đương khó khăn. Cho dù linh dược sư công hội đã đem một dược tề có hiệu quả tốt như vậy, đánh giá thành tam giai thượng phẩm không tính là cao cấp, nhưng phóng nhãn khắp đại lục, tuyệt đại đa số các linh dược thiên sư tứ giai đều không thể phối chế ra. Cho dù một ít linh dược tông sư ngũ giai thượng phẩm, cũng không nhất định có thể phối chế thành công. Trong cả vương quốc Áo Lan Đa này, linh dược sư có cấp bậc cao nhất chính là linh dược sư trưởng của cung đình Lỗ Đạo Phu đại nhân trước mắt, cũng chỉ mới là một linh dược tông sư ngũ giai thượng phẩm mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được hồi linh dược tề ở đại lục Tư Đặc Ân lúc này thưa thớt như thế nào. Sau khi ổn định tinh thần, Kiệt Sâm hít sâu một hơi, cả tâm thần đột nhiên rơi vào trạng thái kỳ ảo. Trong cảm giác của Kiệt Sâm, tất cả mọi thứ trong phòng thí nghiệm đều không còn tồn tại nữa, chỉ còn một thứ duy nhất tồn tại chính là bình ngưng huyết tề ở trên mặt bàn kia cùng với các tài liệu cần sử dụng trong phối chế khác. Đột nhiên, Kiệt Sâm động, một đạo tàn ảnh nhanh chóng xẹt qua bình ngưng huyết tề trên bàn, thí nghiệm biến nó thành một cái mâm tròn màu phấn hồng giống như vầng mặt trời đang chậm rãi ló lên khỏi đường chân trời. Hai tay của Kiệt Sâm liên tục chuyển động kết hợp với linh lực cấp 7, trong cơ thể khiến cho cái mâm tròn màu hồng phấn trên tay lúc to lúc nhỏ, biến ảo không ngừng. Dần dần cái mâm tròn màu hồng phấn biến thành ba loại màu sắc khác nhau, phía ngoài cùng là một tầng không màu, ở giữa là một mảng màu hồng, tận cùng bên trong là một màu tím nhạt. Dưới sự khống chế của Kiệt Sâm, ba loại nguyên tố trọng yếu nhất để phối chế ngưng huyết tề đã hoàn toàn phân giải ra. Kiếp trước Kiệt Sâm muốn làm điều này nếu chỉ bằng cường độ thân thể thì không cách nào hoàn thành, nhưng hiện tại kết hợp với linh lực thất cấp thì một bước này hoàn thành vô cùng thuận lợi. Trên mặt Kiệt Sâm không hề có bất kỳ vẻ vui sướng nào, đôi mắt vẫn sáng ngời hữu thần nhìn chằm chằm vào ngưng huyết tề đang chuyển động giữa không trung. Do vận động với cường độ cao nên trên trán hắn lúc này nhễ nhại mồ hôi. Đột nhiên Kiệt Sâm quát lớn một tiếng, từng đạo tàn ảnh xẹt qua giữa không trung, sau một khắc, trên mặt bàn thí nghiệm trước mặt Kiệt Sâm đã có thêm một bình dược tề, với ba màu sắc khác nhau ở trong, mà phần chất lỏng màu tím ở bên trong còn tản ra chút nhiệt khí nhạt nhàn. Không chút nào dừng lại, thậm chí ngay cả mồ hôi trên trán cũng không kịp lau, lại có thêm từng đạo tàn ảnh xuất hiện, các loại tài liệu trên mặt bàn theo động tác tay của Kiệt Sâm nhanh chóng dựa theo các tỷ lệ bất đồng rót vào trong bình dược tề. Đủ các loại hương vị dược liệu lập tức tràn ngập trong phòng thí nghiệm. Căn cứ vào tri thức từ những linh dược đế sư bát giai ở kiếp trước đi theo mình, cùng với vị tư pháp mỗ viện trưởng và lão sư Khắc Lai Nhân, Kiệt Sâm khống chế linh thức của bản thân tinh tế cảm thụ sự biến hóa của các nguyên tố nhỏ bé trong bình dược tề, đồng thời chậm rãi khống chế linh lực trong cơ thể đưa vào trong bình. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, cũng không biết là trải qua bao lâu, ngay khi toàn thân Kiệt Sâm đã thấm đẫm mồ hôi, linh lực sắp cạn kiệt thì bình dược tề vốn phản ứng vô cùng chậm chạp, thì đột nhiên quay cuồng, từng đạo nhiệt khí từ trong miệng bình tràn ra. Sau một lát, dược tề trong bình cũng bình tĩnh trở lại,
một bình dược tề bên trong chứa đầy chất lỏng màu tím sậm không chút tạp chất nào xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm. Kiệt Sâm lập tức đem dược tề màu tím sậm đó chia thành 3 phần rồi dùng linh nguyên tố trụ cột dược tề không thuộc tính pha loãng thành 3 bình hồi linh dược tề màu tím nhạt. Từng đạo khí tím như ẩn như hiển lưu chuyển bên trong mỗi bình dược tề, chứng tỏ đây là 3 bình hồi linh dược tề đạt tới tam giai thượng phẩm. Khẽ thở phào một hơi, Kiệt Sâm đưa tay lau lau cái trán đầy mồ hôi một cái. Kiệt Sâm nhìn 3 bình hồi linh dược tề trước mặt, trong lòng không khỏi vô cùng thỏa mãn. Trước đây, trong cả trình phối chế, cho dù với linh thức cấp 7 nhưng Kiệt Sâm cũng không cảm nhận được bao nhiêu biến hóa của nguyên tố bên trong bình dược tề, bởi vì với linh lực cấp 7, cũng không thể ảnh hưởng đến sự chuyển đổi của linh nguyên tố trụ cột dược tề được. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên Kiệt Sâm đem linh lực cùng linh thức của mình, kết hợp với kỹ thuật lưu mà bản thân sáng tạo ra ở kiếp trước, mặc dù chưa đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhưng cũng coi như Kiệt Sâm đã bước được một bước đầu tiên trên con đường tiến tới mục tiêu linh dược thần sư của bản thân. Nhẹ nhàng khoanh chân ngồi xuống trong một góc của phòng thí nghiệm, Kiệt Sâm tập trung khôi phục lại thể lực và linh lực vừa tiêu hao. Sau đó cất kỹ 3 bình hồi linh dược tề, hướng lão sư trông coi phòng thí nghiệm trả lại phòng, rồi bước nhanh về phía hội đấu giá lớn nhất Tháp Lâm Thành bước đi. Bao giờ việc tích lũy lúc ban đầu cũng rất gian khổ, nếu là kiếp trước, Kiệt Sâm muốn tạo ra một bộ trang sức linh lực thì không cần phải tốn nhiều công phu như vậy, mà chỉ cần mở miệng nói một tiếng là sẽ có vô số người đưa đến tận cửa. Nhưng hiện tại, sau khi sống lại, muốn có được một cái trang sức linh lực, thì không thể không phối chế một ít dược tề đem ra đấu giá kiếm tiền, để đi mua tài liệu. Chỉ một lát sau, Kiệt Sâm đã đứng trước cửa nơi bán đấu giá lớn nhất Tháp Lâm Thành hội đấu giá Áo Lợi Phất. Áo Lợi Phất Phách Mại Tràng không chỉ là phách mại tràng lớn nhất Tháp Lâm Thành, mà còn là một trong những chi nhánh lớn nhất thuộc về gia tộc Áo Lợi Phất giàu có nhất Vương quốc Áo Lan Đa. Tại Vương quốc Áo Lan Đa, nếu nói về sự giàu có, thì người ta sẽ ngay lập tức nghĩ đến gia tộc Áo Lợi Phất này. Gia tộc Áo Lợi Phất là một trong tam đại khai quốc công thần của Vương quốc. Mấy trăm năm trước, khi đó Hoàng đế Khắc Lai Nhĩ của Vương quốc Áo Lan Đa còn đang nam chính bắc chiến trong phiến lãnh địa của Vương quốc ngày nay. Lúc đó bởi vì khuyết thiếu tài lực nên quân đội tương đối gian khổ, chiến lực phát triển không bao nhiêu, nhưng sau khi có được sự hỗ trợ của gia tộc Áo Lợi Phất thì nhanh chóng phát triển lớn mạnh thống nhất phiến thổ địa này, thành lập nên Vương quốc Áo Lan Đa như ngày nay. Lúc đó, gia tộc Áo Lợi Phất cũng là bất đắc dĩ mà thôi, bởi vì đang trong thời kỳ chiến loạn, gia tộc Áo Lợi Phất tất nhiên không thể chỉ bo lo cho bản thân, do đó, dưới lợi ích về nhiều mặt, cũng như áp lực từ nhiều phía, bọn họ mới lựa chọn giúp đỡ cho Khắc Lai Nhĩ. Sau khi Khắc Lai Nhĩ thắng lợi có hỏi gia tộc Áo Lợi Phất có yêu cầu gì, thì gia tộc Áo Lợi Phất chỉ thỉnh cầu Khắc Lai Nhĩ ban cho bọn họ mảnh đất mà bọn họ đang sinh sống, đồng thời cho phép bọn họ rời khỏi triều đình. Khắc Lai Nhĩ là một người trọng tình trọng nghĩa, cho nên đối với sự trợ giúp của gia tộc Áo Lợi Phất rất cảm kích, vì vậy lập tức phong cho tộc trưởng của gia tộc Áo Lợi Phất lúc đó thành một nhất đẳng công tước của vương quốc, tử tôn sẽ được kế thừa tước vị hầu tước, đồng thời cắt nguyên lãnh thổ vùng Tây Bắc nơi gia tộc Áo Lợi Phất đang sinh sống ban cho gia tộc Áo Lợi Phất làm lãnh địa riêng. Gia tộc Áo Lợi Phất sau khi trở lại lãnh địa lập tức nghỉ ngơi hồi sức, rồi thành lập gia thương hội Áo Lợi Phất. Sau mấy trăm năm phát triển, gia tộc Áo Lợi Phất dần lớn mạnh và đã trở thành một gia tộc cự phách trong vương quốc, tài sản có thể nói là phú khả địch quốc, khiến cho đương kim quốc vương của Áo Lan Đa vương quốc là Lai Sâm cũng đỏ mắt không thôi. Bất quá do trước nay gia tộc Áo Lợi Phất luôn một mực tuân thủ quy chế vương quốc, làm việc cũng khiêm tốn, hàng năm lại nộp vào quốc khố không ít thuế má, đồng thời bản thân còn là một trong tam đại khai quốc công thần, cho nên vĩnh viễn được thụ hưởng sự che chở của vương quốc. Nhìn kiến trúc hùng vĩ trước mặt một lúc, rồi Kiệt Sâm kiếm một con hẻm nhỏ vắng bóng người khoác lên người cái áo choàng màu đen đã chuẩn bị trước phủ kín cả đầu. Sau khi kiểm tra cẩn thận toàn thân, Kiệt Sâm mới chậm rãi từ trong hẻm thản nhiên đi về Áo Lợi Phất Phách Mại Tràng. Dưới cái nhìn đầy soi mói của đám thủ vệ võ trang bên ngoài đại môn, bước chân của Kiệt Sâm vẫn đều đặn trực tiếp tiến vào bên trong. Vừa bước vào bên trong, thời tiết nóng bức bên ngoài giống như bị một tấm màn vô hình ngăn cách bên ngoài, một cảm giác mát mẻ thoải mái vô cùng truyền khắp toàn thân Kiệt Sâm. Đưa mắt đánh giá xung quanh đại sảnh một chút, cả nơi này chia thành mấy bộ phận, có nơi dùng để tiến hành đấu giá, nơi thì là mấy phòng riêng dành cho khách nhân tham gia đấu giá, và một nơi là để cho khách nhân tới nhận vật phẩm đấu giá được sau khi kết thúc. Mỗi một cánh cửa trong đại sảnh đều có hộ vệ cực kỳ dũng mãnh, hai mắt lập lòe tinh quang đứng bên cạnh. Dùng nhãn lực của Kiệt Sâm, chỉ liếc sơ qua đã thấy được thực lực của đám hộ vệ này tất cả đều là cao thủ linh sĩ nhị giai. Mặc dù những hộ vệ này chỉ là linh sĩ nhị giai, nhưng phải biết rằng họ cũng chỉ được dùng để làm ngươi canh cổng mà thôi. Bản thân Nam Tước Cáp Duy là trưởng quản thành vệ quân, mà thân binh hộ vệ bên người cũng chỉ có thực lực là linh đồ nhất giai thượng phẩm mà thôi. Từ đó có thể thấy được thực lực của gia tộc Áo Lợi Phất mạnh như thế nào. Sau khi quan sát một vòng,
Ánh mắt Kiệt Sâm liền dừng lại trên cánh cửa có ba chữ giám bảo sảnh, rồi lập tức nhấc chân đi vào. Vừa tiến vào, đập vào mắt Kiệt Sâm là một căn phòng không tính quá lớn. Trong phòng lúc này, chỉ có một người trung niên có chút nhàm chán ngồi sau một cái bàn lớn, trong tay đang cầm một tờ giấy ghi ghi chép chép gì đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi nghe thấy âm thanh có người tiến vào, người trung niên lập tức ngẩng đầu lên. Khi thấy Kiệt Sâm toàn thân bao trong tấm áo choàng đen, thì vùng lông mày hắn khẽ nhíu lại nhưng lập tức liền giãn ra, cười nói. Tiên sinh, xin hỏi có phải ngài muốn giám bảo? Kiệt Sâm khẽ phát ra một thanh âm trầm thấp, rồi lấy ba bình hồi linh dược tề trong người ra để lên mặt bàn. Linh dược tề. Thấy Kiệt Sâm đưa ra ba bình thủy tinh màu tím nhạt ra, trung niên nhân lập tức đứng thẳng dậy, trong ánh mắt lộ ra vẻ cung kính. Tiên sinh, xin hỏi ngài, linh dược tề này là? Người trung niên này là quản sự ở đây cho nên hắn đã từng thấy qua không ít đại nhân vật, cũng như kỳ chân dị bảo. Nhưng lúc này khi đứng trước mặt Kiệt Sâm hắn lại không hề có chút lòng khinh thường nào. Tại Đại Lục Tư Đặc Ân, linh dược sư là chức nghiệp tôn quý nhất cho nên linh dược tề cũng là vật phẩm mắc tiền nhất. Mặc dù linh dược tề có chút mắc, nhưng ở trong linh dược điếm cũng có thể mua được một ít. Linh dược tề có thể mang tới hội đấu giá thì ít nhất phải đạt tới tam giai, hoặc là những linh dược tề cực kỳ hãn hữu mới được. Linh dược tề tam giai thượng phẩm hồi linh dược tề. Kiệt Sâm ngắn gọn trầm giọng trả lời. Thần sắc trung niên nhân kia càng thêm cung kính. Đại nhân, ngài có thể đợi một lát để ta đi thỉnh Lani đại sư tới đây, xem xét linh dược tề của ngài. Nhanh lên một chút. Kiệt Sâm phất phất tay nói rồi lập tức ngồi xuống ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đạt được sự đồng ý của Kiệt Sâm, trung niên nhân lập tức gật đầu rồi vội vã chạy ra ngoài. Kiệt Sâm đợi không được bao lâu thì trung niên nhân kia đã trở lại, đi theo sau còn có một lão giả tóc trắng mặc một bộ bào xanh. Trước ngực của lão giả tóc trắng này đeo huy chương của Linh Dược Sư Công Hội, trên huy chương có ba đạo gợn sóng màu bạc, ở ngoài cùng có thêm một gợn sóng màu đỏ lóe lên hào quang vô cùng cao quý. Kiệt Sâm nhìn thoáng qua huy chương này, liền biết được đẳng cấp của lão giả này giống với lão sư Khắc Lai Nhân, đều là linh dược sư tam giai hạ phẩm. Đại nhân, đây là Lani đại sư của Phách Mại Tràng chúng tôi, ông ấy là một linh dược sư đồng tam giai hạ phẩm thời, cũng là một trưởng lão trong linh dược sư công hội của Tháp Lâm Thành này. Người trung niên kia lập tức lên tiếng giới thiệu. Kiệt Sâm khẽ gật đầu, liếc mắt đánh giá Lani một cái rồi thu hồi ánh mắt. Kiếp trước hắn là một linh dược thánh sư cửu giai cho nên, đối với một linh dược sư tam giai hạ phẩm như Lani căn bản không đáng chú ý. Khi Kiệt Sâm dò xét Lani thì Lani cũng âm thầm đánh giá và suy đoán thân phận của Kiệt Sâm. Nhưng rất nhanh hắn liền bị ba bình dược tề trên bàn hấp dẫn. Lani cẩn thận rút trong người ra một cây ngân châm nhẹ nhàng chấm vào trong bình dược tề, rồi rút ra. Sau đó đưa vào ngân châm một tia linh lực, đồng thời vận dụng linh thức phân tích sự kết hợp nguyên tố và dược hiệu bên trong dược tề. Thời gian chậm rãi trôi qua, thần sắc Lani từ bình tĩnh chuyển thành ngưng trọng. Gần nửa ngày sau hắn mới gật gật đầu, trong ánh mắt còn mang theo vẻ do dự, rồi đột nhiên đưa đầu kim châm chạm vào đầu lưỡi để tự thân trải nghiệm dược tính. Sau một lát, Lani bỗng nhiên mở lớn hai mắt bắn ra một luồng tinh mang, rồi gật đầu với người trung niên kia. Không sai, đúng là tam giai thượng phẩm hồi linh dược tề. Đồng thời ánh mắt hắn khi nhìn Kiệt Sâm còn mang theo một phần kính ý. Bản thân là một linh dược sư, Lani tự nhiên hiểu rõ địa vị của hồi linh dược tề như thế nào. Đối với những dược tề khác hắn chỉ cần dùng linh thức và linh lực kiểm tra là có thể nhìn thấu cấp bậc, nhưng đối với hồi linh dược tề tam giai thượng phẩm thì hắn không dám khinh thường chút nào, do đó hắn mới tự thân dùng đầu lưỡi nếm thử để xác định. Mặc dù chỉ là một chút dược tề dính trên đầu ngân châm, nhưng Lani cũng cảm thụ được linh lực rõ ràng tăng trưởng một chút. Điều này càng khiến cho Lani cảm phục và sùng kính đối với linh dược sư, có thể phối chế ra hồi linh dược tề có dược hiệu mạnh như vậy. Sau khi nghe được sự khẳng định của Lani, người trung niên kia thở phào một hơi, nhiệt tình nói với Kiệt Sâm, vị đại nhân này, xin hỏi ngài chính là muốn đem ba bình dược tề này ra đấu giá đúng không? Có thể an bài cho ta vào lần đấu giá gần nhất không? Đương nhiên, mời đại nhân đăng ký một chút, Phách Mại Tràng chúng tôi hôm nay vừa vặn có một buổi đấu giá, linh dược tề của ngài lúc đó sẽ được mang ra đấu giá. Người trung niên đưa tới trước mặt Kiệt Sâm một bảng đăng ký, ở phần ký tên Kiệt Sâm chỉ điền hai chữ KS. Phần đăng ký này là Phách Mại Tràng dùng để lập hồ sơ lưu trữ giao dịch. Một ít đồ vật cũng như người nào đó, không muốn xác định tin tức chính xác thì Phách Mại Tràng cũng không cưỡng cầu. Sau khi buổi đấu giá kết thúc thì cứ trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản này. Kiệt Sâm điền số linh tạp phiến của mình vào trong tờ giấy đăng ký rồi nói. Hắn cũng không muốn, sau khi đấu giá kết thúc lại phải phiền toái đi đến đây một chuyến nữa. Kiệt Sâm cũng không sợ Phách Mại Tràng sẽ đem tiền của mình nuốt mất. Gia tộc Áo Lợi Phất là gia tộc giàu có nhất trong vương quốc Áo Landa, thì chắc chắn cũng sẽ không vì một chút tiền của hắn mà làm việc mất uy tín như vậy. Được. Nhận lại tờ giấy đăng ký từ tay Kiệt Sâm,
người trung niên kia lại xuất ra một khối thiết bài màu đen, nói: "Đại nhân, ngài có vật phẩm tham gia đấu giá hội, nếu ngài muốn tham gia thì có thể dùng khối thiết bài tượng trưng cho khách quý này để tham gia." Tiện tay nhận lấy tấm thiết bài, Kiệt Sâm cũng không tiếp tục ở lại, trực tiếp đứng lên đi ra ngoài. Lani đại sư, hắn là một linh dược sư sao? Thấy bóng lưng của Kiệt Sâm đã khuất sau cánh cửa, người trung niên mới thấp giọng dò hỏi. Không thể xác định, nhưng bằng vào trực giác thì hẳn là vậy. Lani nhìn qua chỗ Kiệt Sâm vừa khuất bóng, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, rồi nói tiếp. Ba bình hồi linh dược tể này, trong buổi đấu giá tối nay hãy đưa ra làm vật phẩm áp trục. Vật phẩm áp trục? Người trung niên kinh ngạc hỏi lại. Đây không chỉ là một linh dược tể tam giai thượng phẩm thôi sao? Mặc dù có chút quý trọng nhưng cũng chưa đủ để làm vật phẩm áp trục. Lani có chút bất mãn chừng mắt nhìn người trung niên, nói. Ta biết rõ buổi đấu giá tối nay, cũng có vài món vật phẩm trọng yếu nhưng nếu so với ba bình linh dược tể này, thì còn kém lắm. Vâng. Người trung niên có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Sự lý giải về linh dược tể hắn so với Lani đại sư còn kém xa cả vạn dặm. Từ trong khẩu khí của Lani đại sư thì người trung niên hiểu rằng, lúc trước bản thân đã đánh giá thấp ba bình linh dược tể kia rồi. Nghĩ vậy, hắn lại thấp giọng nói. Lani đại sư, có cần ta điều tra lai lịch của hắn không? Không cần, nếu hồi linh dược tể này đúng là do hắn phối chế ra thì đừng nói là chúng ta, cho dù cả gia tộc Áo Lợi Phất cũng không dễ dàng đắc tội đâu. Nói đến đây, trong mắt Lani lại hiện lên vẻ nghi hoặc. Thành Tháp Lâm từ lúc nào lại xuất hiện thêm một linh dược sư, có thể phối chế ra hồi linh dược tể vậy? Hồi linh dược tể với phẩm cấp cao như vậy thì cho dù là Tát Cáp hội trưởng cũng chưa chắc có thể phối chế ra. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt Lani không tự chủ được nhìn lên tờ phiếu đăng ký của Kiệt Sâm, lập tức hai mắt hắn trợn tròn. K.S. Đây không phải là người mà Tát Cáp hội trưởng đang một mực tìm kiếm đó sao? Dưới ánh mắt kinh ngạc của người trung niên, Lani đại sư đột nhiên không nói lời nào nhanh chóng lao ra khỏi giám bảo sảnh. Khi thấy Lani, đám hộ vệ gác cửa đều cung kính hô lên nhưng Lani không hề để ý tới, mà dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi phách mại chàng đưa mắt giáo giắt nhìn xung quanh, nhưng lại không phát hiện được bóng dáng của Kiệt Sâm đâu cả. Đáng chết, chuyện này phải nhanh chóng báo cho Tát Cáp hội trưởng. Chưa nói đến việc thiếu niên kia là người có biệt hiệu KS mà Tát Cáp hội trưởng đang tìm, chỉ riêng vật phẩm hắn đưa vào buổi đấu giá hôm nay cũng đủ để thông báo rồi. Hơn nữa tối nay rất có thể hắn cũng sẽ tham gia buổi đấu giá. Nghĩ tới đây, Lani mới ổn định lại tinh thần, nhấc chân chạy nhanh về phía Linh Dược Sư Công Hội. Sau khi chui vào một con hẻm nhỏ cởi bỏ áo choàng ra, Kiệt Sâm liền trở lại ký túc xá ngâm mình trong trúc thể linh dịch tiếp tục tu luyện. Vừa mới đạt tới cấp 7, Kiệt Sâm phải nắm chắc từng chút thời gian để mở rộng kinh mạch toàn thân, khiến cho kinh mạch cấp 6 có thể nhanh chóng thừa nhận được sự vận hành của linh lực cấp 7. Sau khi mở rộng kinh mạch, thì tốc độ vận chuyển linh lực sẽ nhanh hơn đồng thời cũng thúc đẩy tốc độ tu luyện. So với những linh giả cấp 7 khác, thì tốc độ tu luyện của Kiệt Sâm đã là rất nhanh rồi. Hơn nữa Kiệt Sâm lúc này thiên phú cũng không thấp, nghị lực thì càng khỏi nói. Bởi vậy kết quả mà người khác tu luyện 10 ngày nửa tháng mới đạt được, thì Kiệt Sâm chỉ dùng gần 1 ngày là đã đạt được. Người bình thường muốn, từ cấp 7 đột phá lên cấp 8 có thể phải mất 1-2 năm thời gian, nhưng Kiệt Sâm thì trong vòng 2 tháng là có thể đạt tới rồi. Đương nhiên, Kiệt Sâm cũng không thật sự đi tính toán mấy thứ này, hắn chỉ cố gắng kiên trì một lần lại một lần dùng linh lực cấp 7 của mình, trùng kích các kinh mạch khác trong cơ thể. Sự đau đớn kịch liệt liên tục khiến toàn thân hắn run rẩy, mặt mũi đầy mồ hôi, thậm chí còn muốn ngất đi. Sau khi tỉnh lại, Kiệt Sâm vẫn không rên một tiếng, hai mắt kiên định tiếp tục quá trình cải tạo kinh mạch của mình. Trong mắt người khác, Kiệt Sâm những ngày gần đây, phong quang triển lộ nhưng bọn họ lại không biết đằng sau phong quang đó, chính là vô tận mồ hôi cùng đau đớn do không ngừng kiên trì tu luyện mà có. Ở trên đời này, có bao nhiêu người có thể làm được điều này? Cái gọi là thiên tài bất quá, cũng chỉ có 1% là thiên phú còn lại 99% chính là mồ hôi và máu. Không nói đến Kiệt Sâm đang kiên trì khắc khổ tu luyện nữa. Ở bên kia, người trung niên sau khi thấy Lani vội vã rời đi, thì ngồi xuống tỉ mỉ xem lại tư liệu về ba bình dược tề vừa rồi. Lúc này hắn mới hiểu được ba bình dược tề này chân quý đến thế nào. Sau khi thông báo tin tức cho cao tầng phách mại chàng, thì trong danh sách vật phẩm bán đấu giá tối nay, đã có thêm vài vật phẩm chân quý đồng thời không lâu sau từ. Trong phách mại chàng đã chuyển ra không ít thiếp vàng đưa tới tay các tộc trưởng gia tộc, trong thành Tháp Lâm. Trong lúc nhất thời, đấu giá hội thông lệ mỗi tuần một lần, của Áo Phất Lợi phách mại chàng đột nhiên trở thành một sự kiện nóng bỏng nhất của cả thành Tháp Lâm. Sắc trời dần tối lại, Kiệt Sâm sau một thời gian ngâm mình tu luyện trong trúc thể linh dịch đã ngưng lại, đến phòng ăn của học viện tùy tiện ăn chút gì đó rồi mới thả bộ, tới bên ngoài Áo Phất Lợi phách mại chàng. Nhìn đám người vội vàng bên ngoài đại môn cùng, với đại lượng xe ngựa xa hoa đậu bên ngoài. Kiệt Sâm ở kiếp trước vốn đã nhìn qua vô số tràng diện lớn, lúc này cũng không khỏi thầm cảm thán việc nhân tâm hám lợi,
Con người đối với những thứ tốt đều giống như một đám ruồi ngửi thấy thức ăn vậy. Khi Kiệt Sâm đi tới trước chỗ bán vé vào tham gia đấu giá hội, thì không khỏi há hốc mồm bởi vì buổi đấu giá tối nay, gia tộc Áo Phất Lợi đã đưa ra thêm mấy vật phẩm có giá trị không thấp, hấp dẫn không ít ánh mắt người tham gia. Một ít mạo hiểm giả không có năng lực tham gia đấu giá hội, nhưng cũng nhao nhao tranh nhau mua vé vào xem. Cho dù không có khả năng đấu giá, nhưng đi vào quan sát và học hỏi một chút cũng rất tốt. Căn cứ vào quy mô buổi đấu giá lần này, thì chỉ sợ không thua kém bao nhiêu so với buổi đấu giá hàng năm của Áo Phất Lợi Thương Hội, chỉ là hiện tại thời gian có chút gấp nên lực ảnh hưởng không quá lớn mà thôi. Khi Kiệt Sâm đi tới trước quầy bán vé thì đã thấy phía trước treo một tấm bảng hết vé, nhưng ở phía trước quầy vẫn có không ít người tụ tập chờ may mắn. Thậm chí còn có người lấy vé đã mua được ra làm thị trường chợ đen giao bán. Kiệt Sâm cau mày, đưa tay chạm lên khối thiết bài trên người. Xem ra bản thân không thể không dùng khối thiết bài này để vào phòng đặt sẵn. Ồ, Kiệt Sâm, sao ngươi cũng tới đây? Cũng muốn tham gia đấu giá sao? Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai Kiệt Sâm. Kiệt Sâm quay đầu nhìn lại thì thấy Tiếu Ba đang đứng ở ngay cửa vào, vẻ mặt có chút bất ngờ đang nhìn hắn. Đúng vậy, thật là trùng hợp. Nhưng mà... Nhìn qua đám đông đang tụ tập trước quầy vé, Kiệt Sâm cười khổ nói với Tiếu Ba. Đối với Tiếu Ba, Kiệt Sâm thật sự tương đối có hảo cảm. Không nói đến việc Tiếu Ba giúp hắn khi mua Thiên Tâm Hoàng, hơn nữa còn bán cho hắn một khỏa linh hạch của Liệt Hổ Thú Vương. Quan trọng hơn chính là khi Kiệt Sâm đối chiến với Khải Đặc, thì chính Tiếu Ba đã lớn tiếng động viên cho hắn. Xem ra là ngươi không mua được vé rồi. Không sao, cùng đi với ta, trong tay ta cũng có dư vé, nhưng tiền thì ngươi vẫn phải trả đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiếu Ba cười nói với Kiệt Sâm. Được rồi, lát nữa đưa cho ngươi, ngươi cũng thật là, vậy mà cũng đòi tiền được, ta đúng là kết giao lầm bạn xấu mà. Kiệt Sâm vừa cười vừa đi tới đấm cho Tiếu Ba một quyền, rồi hai người đồng thời cười ha hả đi vào bên trong. Lúc trời chạng vạng tối, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Kiệt Sâm và Tiếu Ba đi vào vị trí của mình, vé của Tiếu Ba là, ngồi ở đại sảnh tầng 2 có thể quan sát rất rõ ràng vật phẩm được đấu giá. Ai có khối thiết bài, như của Kiệt Sâm thì sẽ được an bài trong phòng riêng quay xung quanh đài đấu giá. Trong mỗi gian phòng đều có người phục vụ riêng, đồng thời còn được cung cấp đồ ăn nước uống miễn phí. Sau khi cùng với Tiếu Ba ngồi xuống, Kiệt Sâm đưa mắt nhìn đám người chen chúc bên dưới không khỏi cảm thán. Cho dù ở bất kỳ địa phương nào, thời đại nào cũng đều có sự chênh lệch về địa vị. Một lão giả mặc làm bào đi tới trên đài đấu giá giữa sảnh, tay cầm một cái búa nhỏ gõ một cái âm thanh vang cả đại sảnh khiến mọi người lập tức an tĩnh lại. Chào các vị khách quý, tôi là Uy Liêm, sẽ chủ trì buổi đấu giá hôm nay. Lần này hội đấu giá chúng tôi có tổng cộng 132 kiện vật phẩm được mang ra đấu giá, do số lượng nhiều nên hiện tại bắt đầu tiến hành đấu giá lập tức. Vị đấu giá sư này lời nói rất dứt khoát, nhanh gọn. Những vật phẩm đấu giá đầu tiên đều là các loại vũ khí do các danh gia chế tạo. Kiệt Sâm ở kiếp trước đã thấy qua vô số bảo vật nên đối với mấy thứ này cũng không hề hứng thú gì. Nghe mọi người báo giá dâm gian, Kiệt Sâm cười cười, xem ra kẻ có tiền không ít. Tuy vừa mới trọng sinh tới thời đại này, đối với giá trị của các vật phẩm, Kiệt Sâm cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết chắc chắn giá trị của chúng đều vượt xa so với giá gốc ban đầu. Kiện vật phẩm này do một tiểu đội mạo hiểm phát hiện trong một phế tích tử vong, chúng tôi đã mời chuyên gia thẩm định kiện vật phẩm này, phát hiện nó đối với linh lực có tác dụng vô cùng tốt, hơn nữa nó còn có thể chứa đựng một lượng linh lực nhất định. Căn cứ vào kết quả của giám định sư, kiện vật phẩm là một tài liệu luyện khí rất tốt, đặc biệt là chế tạo vũ khí linh lực, nó vẫn còn giá trị đặc thù khác, nhưng nhóm giám định sư của chúng tôi vẫn chưa thể thăm dò ra. Vật phẩm thu được từ trong cấm địa tử vong làm sao có thể là đồ tầm thường. Hiện tại chúng ta đã tự tiện đặt cho nó một cái danh xưng là xúc linh thạch. Nhìn ánh mắt chờ mong của đám người xung quanh, Kiệt Sâm lắc lắc đầu, vị đấu giá sư này đúng là biết cách tạo không khí, chỉ mấy câu đã đem một cục đá nâng lên thành một bảo vật. Khi đấu giá sư vừa dứt lời, một cái bàn được một nữ nhân xinh đẹp đưa lên đài. Đấu giá sư mở khăn phủ ra, lập tức ngọn đèn trên nóc nhà phối hợp chiếu vào vật phẩm ở giữa. Một hòn đá nhỏ màu đen cỡ nắm đấm xuất hiện trước mặt mọi người, dưới ánh đèn chiếu rọi nó tỏa ra vẻ sáng bóng kỳ dị, tinh tế nhìn, lại tựa hồ có một luồng khí vụ màu đen đang lay động bên ngoài bề mặt hòn đá. Xúc linh thạch, giá khởi điểm 1.000 linh tệ, thỉnh các vị ra giá. Đấu giá sư hô lớn một tiếng, rồi lui ra đứng một bên đưa mắt nhìn đám khách nhân bên dưới. Một hòn đá mà giá tới 1.000 linh tệ, còn không bằng giết ta đi, ta thấy nó chẳng khác gì huyền thạch dùng để chế tác vũ khí. Giá trị cùng lắm chỉ được mấy trăm linh tệ là quá rồi, phế tích tử vong thì sao chứ, hòn đá ở trong đó cũng chỉ là hòn đá mà thôi. Tiếu Ba bĩu môi cho rằng tên đấu giá sư kia ba hoa, nhưng dù sao số người bị lừa cũng không ít. Loại đồ vật này mà cũng mang ra đấu giá,
ta là nghe nói tối nay có thứ tốt nên mới chạy tới đó. Ta cho ngươi biết, ngay cả Tát Cáp hội trưởng của chúng ta cũng bị kinh động vì thứ đó đó. Vẻ mặt Tiếu Ba làm như biết rất rõ nội tình, thần thần bí bí liếc nhìn Kiệt Sâm nói. Nhưng lúc này vẻ mặt Kiệt Sâm lại đang cứng đờ, sững sờ ra. Đây là... Hiền giả thạch. Khi thấy hòn đá màu đen kia, Kiệt Sâm nhất thời sửng sốt, sau đó tinh tế nhìn kỹ lại thì không khỏi thầm kinh hỉ. Vừa rồi hắn cũng cho rằng, hòn đá tên đấu giá sư kia nói không phải là vật gì tốt, giống như lời Tiếu Ba nói, nó cũng không khác gì một khối huyền thạch bình thường, chỉ là hơi khác lạ mà thôi. Nhưng khi tận mắt nhìn rõ hòn đá đó, ý nghĩ trong lòng Kiệt Sâm đã hoàn toàn biến đổi. Hiền giả thạch. Dùng nhãn lực của Kiệt Sâm, thoáng cái đã nhận ra hòn đá kia chính là hiền giả thạch, mà các nhà luyện kim đời sau xem là cực phẩm luyện kim thạch. Hiền giả chi thạch ở trên đại lục vô cùng hiếm, ngay cả ở 3.000 năm sau, Kiệt Sâm cũng chỉ thấy qua 3 khối mà thôi. Hơn nữa, khối lớn nhất khi đó cũng chỉ bằng được một nửa khối trước mặt này. Tiếu Ba, giúp chút ta một chút, trên người của ngươi hiện giờ có tổng cộng bao nhiêu tiền? Sau khi xác nhận hòn đá kia chính là hiền giả thạch, trong lòng Kiệt Sâm đã hạ quyết tâm nhất định không tiếc giá nào cũng phải chụp được nó vào tay. Làm gì vậy? Ngươi đừng nói với ta là ngươi muốn lấy cục đá kia về nhà đập chơi nghe. Tiếu Ba bị Kiệt Sâm hỏi mà giật nảy mình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Kiệt Sâm, thì hắn dự cảm sắp có chuyện xấu rồi. Thứ này ta nhất định muốn rồi, nói cho ta biết, trên người ngươi tổng cộng có bao nhiêu tiền. Ngươi phải biết là... Tiếu Ba nhịn không được lên tiếng khuyên bảo Kiệt Sâm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Kiệt Sâm, thì lời tới miệng đành ngậm lại bởi vì hắn biết có khuyên cũng chỉ tốn nước miếng. Được rồi, trong linh tạp của ta còn 1.500.000 linh tệ. Đa tạ, ta mượn trước, 2 ngày nữa ta sẽ trả lại cho ngươi. Kiệt Sâm cảm kích nhìn Tiếu Ba, hắn cũng không phải nói mạnh miệng, 3 bình hồi linh dược tề kia hắn đảm bảo có thể bán được bộn tiền. Ta nói cho ngươi biết, ngươi phải nhìn cho rõ hàng đó, đừng đến lúc có được rồi ngồi khóc. Tiếu Ba vẫn nhịn không được khuyên can Kiệt Sâm. Hắn cũng không phải đau lòng vì tiền của mình mà lo lắng sợ Kiệt Sâm nhất thời xúc động, mà sau này hối hận. 1.500.000 linh tệ tuy không nhiều lắm nhưng có lẽ cũng đủ đi. Dù sao hiện tại cũng không ai có khả năng biết được giá trị của hiền giả thạch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.